Bí thư trùng sinh, Phương Tử Quân. chương 443, có công là lãnh đạo, bất lực là thuộc hạ, hợp lâu cần phải phân, phân lâu cần phải hợp cắn. Trong khu văn phòng 6 tầng của Phòng Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Đông Bộ, trưởng phòng bàng Đức Minh đang thương lượng với các vị phó phòng về vấn đề phúc lợi cuối năm. Bàng Đức Minh là trưởng phòng của Phòng Lao động, hắn là người có thủ đoạn, hơn nữa làm việc lại bảo trì nhất trí cao độ với bí thư tiết, điều này làm cho vị trí của hắn ở phòng lao động thương binh xã hội thật sự chắc chắn như núi Thái Sơn. Dù các vị phó phòng trợ thủ đều là cán bộ trẻ tuổi bừng bừng hùng tâm, thế nhưng cũng không thể không cúi mình dưới quyền uy của hắn. Chủ nhiệm Lý, những năm nay giá cả hàng hóa tăng cao, nếu như cứ theo như quy củ trước đó, chỉ sợ sẽ chẳng đủ nhét kẽ răng. Tôi nghe nói phòng nhân sự bên kia được nhiều hơn 200 đồng, nếu phòng lao động thương binh xã hội không bằng phòng nhân sự, Điều này chẳng phải làm cho lãnh đạo phòng lao động thương binh xã hội không biết để mặt đi đâu sao? Phó phòng Bạch Hiểu Cường của phòng lao động thương binh xã hội vừa thổi nước trà nóng vừa cười ha hả nói lời giật dây với chủ nhiệm văn phòng. Dù là cấp bậc lãnh đạo gì ở trong đơn vị, khi bàn bạc về phúc lợi cho nhân viên công tác cũng phải nói vài lời hay, những lời đó sẽ chắc chắn rơi vào trong tai nhân viên, sau này nếu có gì cần hô hào sẽ lung lạc được nhiều nhân tâm. Bạch Hiểu Cường vừa lên tiếng thì các thành viên ban ngành đã nhìn về phía trưởng phòng Bàng Đức Minh. Dù sao thì Bàng Đức Minh cũng là lãnh đạo đứng đầu phòng lao động thương binh xã hội, rất nhiều chuyện cần được hắn gật đầu mới có thể thông qua. Bàng Đức Minh rất hưởng thụ những ánh mắt xin chỉ thị của thuộc hạ. Hắn là lãnh đạo đơn vị, không phải là người quyết định chính sách và quyền lợi của đơn vị sao? Audio điện tử võ tấn bền. Một cảm giác tự đắc bay lên trong lòng Bàng Đức Minh hắn miễn cưỡng ngồi thẳng người, khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì một vị phó chủ nhiệm văn phòng gõ cửa đi vào, sau đó đặt một phần văn kiện xuống trước mặt hắn. Bàng Đức Minh thật sự có chút mất hứng vì hành vi mạo phạm của tên phó chủ nhiệm kia, nếu không phải tên kia thường ngày cũng đi gần bên mình, chỉ sợ hắn đã lớn tiếng mắng cho một chặp rồi. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi lên văn kiện trước mặt, chút ý nghĩ dậy bảo phó chủ nhiệm đã không còn, tất cả tinh lực đều tập trung trên văn kiện trước mắt. Ủa, là văn kiện phê bình sai lầm gì sao? Trên văn kiện có ghi một dòng chữ, thông báo về việc phê bình đồng chí Tiết Nhất Phạm. Bàng Đức Minh đọc qua mà cảm thấy trong lòng run lên, khối chính quyền phê bình Tiết Nhất Phạm làm gì? Hắn cảm thấy rất nghi ngờ, cũng bất chấp đang họp ban ngành mà cầm văn kiện lên xem. Các vị thành viên ban ngành thấy Bàng Đức Minh chú ý đến văn kiện kia như vậy, thế là không khỏi cảm thấy bị thu hút. Cả đám yên lặng nhìn trưởng phòng Bàng Đức Minh, không biết có chuyện gì xảy ra. Vài phút sau, Bàng Đức Minh đặt văn kiện lên bàn, hắn trầm ngâm một lát rồi bấm số điện thoại, khi điện thoại được nối thông thì trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. "Chủ nhiệm Tôn, anh có bận rộn gì không? Tôi là trưởng phòng Đức Minh." Bàng Đức Minh đã hoàn toàn không còn là một người cực kỳ uy thế giống như trong đơn vị, bây giờ hắn cực kỳ khiêm tốn. Đầu dây bên kia không biết nói gì đó mà Bàng Đức Minh chợt cười lớn nói. "Chủ nhiệm Tôn, lúc này tôi cũng không nắm được hướng gió." thế cho nên tranh thủ thời gian xin chỉ thị của lãnh đạo, vừa rồi văn phòng khối chính quyền thành phố có phát xuống một văn kiện, nó thật sự làm cho tôi cảm thấy hoảng sợ. Lúc này đám người Bạch Hiểu Cường thật sự cảm thấy rất tò mò, cũng đã hiểu thân phận của chủ nhiệm tôn, cả đám chăm chú vểnh tai lên nghe, nhìn chầm chầm vào lãnh đạo. Nhưng đáng tiếc là bây giờ điện thoại của bàng Đức Minh quá cao cấp, bọn họ tuy lắng nghe nhưng cũng không có được chút tin tức gì, nhưng lại có một điều bọn họ cảm nhận được chính là vẻ mặt của trưởng phòng thật sự không bình thường. Vâng, cảm ơn anh, ngày nào đó anh rảnh, tôi sẽ mời anh làm vài ly cho vui." Bàng Đức Minh khách khí nói vài câu với đầu dây bên kia thì cúp điện thoại. Đám cán bộ lãnh đạo của phòng Lao động Thương binh Xã hội biết lúc này tâm tình của trưởng phòng rất không vui, thế cho nên cũng không ai dám mở miệng, đỡ rơi vào tình huống nói năng không cẩn thận mà biến thành bia ngắm phát tiết của Bàng Đức Minh. "Chủ nhiệm Lý, hai ngày qua anh có liên hệ với thư ký của Chủ tịch Vương không?" vì sao chủ tịch vương còn chưa đến phòng lao động thương binh xã hội chúng ta kiểm tra thị sát bàng đức minh trầm ngâm một lát rồi đưa mắt nhìn vị chủ nhiệm văn phòng viên chủ nhiệm văn phòng thấy bàng đức minh đặt câu hỏi đầu tiên với mình hắn cũng không dám chậm chẽ mà nhanh chóng dùng giọng cung kính nói cục trưởng bàng những ngày nay hầu như đều gọi điện thoại cho thư ký triệu, thế nhưng thư ký nói rất khách khí, chỉ là kết quả lại không làm cho người ta hài lòng. Anh ấy nói thời gian này chủ tịch vương rất bận, Thật sự không có thời gian đến thị sát phòng lao động thương binh xã hội chúng ta. Chủ nhiệm Lý, không phải tôi nói với anh rồi sao? Tôi nói anh liên lạc, anh liên lạc như vậy à? Anh không biết động não nghĩ biện pháp sao? Anh gọi điện thoại đến thì sự việc sẽ thành sao? Bàng Đức Minh vỗ tay thật mạnh lên mặt bàn, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Không phải ngài nói chỉ dùng điện thoại liên lạc thôi sao? Tôi cũng chỉ làm theo ý ngài mà thôi chủ nhiệm Lý tuy cực kỳ uất ức nhưng vì là một cấp dưới nên chỉ có thể im lặng cúi đầu mà thôi. Chủ nhiệm Lý tuy còn trẻ nhưng cũng không phải một tên thanh niên vừa tiến vào công tác trong đơn vị ban ngành. Hắn biết rõ một quy củ, thân là chủ nhiệm văn phòng, nhiệm vụ của hắn là phục vụ lãnh đạo. Trên thế giới này có nhiều kinh nghiệm liên hệ với lãnh đạo, nếu làm tốt thì sẽ thuận buồm xuôi gió, nếu đắc tội với lãnh đạo thì rõ ràng để lại hậu hoạn, biết đâu chỉ vì chút vấn đề này mà chính mình sẽ bị lãnh đạo ép cho sống dở chết dở làm thuộc hạ thì quan trọng nhất là khôn khéo, đưa đẩy, làm tốt công tác. Nếu có phiền toái, tuyến dưới phải sông trận, anh cũng phải tiến lên nhận trách nhiệm cho lãnh đạo mà không chút do dự. Tất nhiên nếu đối mặt với thành tích và vinh dự, anh phải chú ý một nguyên tắc, chú ý đại cục. Nếu không có sự chỉ đạo của lãnh đạo, không có ý chỉ của lãnh đạo, nào có cục diện tốt như vậy. Nếu cứ theo logic như vậy, một cấp dưới đúng nghĩa phải nhớ một điều, công lao là của lãnh đạo nếu có sai sót thì chỉ có thể là thuộc hạ bất lực mà thôi đợi đến khi bàng đức minh phát thiết xong thì chủ nhiệm lý hội chiến mới nơm nớp lo sợ đứng lên lại dùng giọng lo sợ như học sinh tiểu học nói trưởng phòng bàng tôi phải đến văn phòng khối chính quyền thành phố xin chỉ thị của thư ký triệu bàng đức minh khẽ gật đầu hắn phất tay tỏ ra mất kiên nhẫn với chủ nhiệm lý sau đó chờ cho chủ nhiệm lý đi đến cửa phòng thì mới nói ôi chút chuyện nhỏ đó anh cũng không làm được thôi thì để tôi liên lạc sẽ hay hơn. Chủ nhiệm Lý thật sự rất không thích những nhiệm vụ như vậy, vì như thế chẳng khác nào cực kỳ hạ thấp tư thái của mình, rất chán nản, làm cho người ta cực kỳ bức bối. Chính mình là chủ nhiệm văn phòng của phòng làm việc, tất nhiên cũng phải có tự tôn, mình đã không thích thì trưởng phòng bằng sẽ thế nào. Bây giờ trưởng phòng muốn tự mình xử lý vấn đề, điều này đã chứng tỏ sự việc quá quan trọng. Chủ nhiệm Lý là một tâm phúc của trưởng phòng bàng, tất nhiên hắn biết rõ lãnh đạo bây giờ nóng lòng muốn liên lạc với thư ký triệu là có ý đồ. Lý Hội Chiến đã liên hệ với trưởng phòng bằng nhiều năm, bây giờ lãnh đạo muốn tìm gặp thư ký triệu, đó rõ ràng là ông say không phải vì rượu, lãnh đạo chỉ muốn tiếp xúc với vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi sau lưng thư ký triệu mà thôi. Sớm biết sự việc như vậy thì trước đó náo loạn làm gì? Nếu trước đó bàng Đức Minh không dở trò, tìm đủ mọi cách để chối bỏ hành động kiểm tra thị sát của Chủ tịch phương, Bây giờ sao lại rơi vào tình cảnh xấu hổ như vậy? Lúc này lại tỏ ra hối hận, điên cuồng chạy đến định bợ người ta, dán mặt nóng lên mông lạnh, đúng là không ra gì. Bây giờ tôi tuyên bố vài quyết định, tuy Tết đến gần nhưng phòng lao động thương binh xã hội cũng không được thả lỏng công tác, tất cả thành viên ban ngành đều phải nắm bắt thật chặt khối công tác của mình. Ngày mai ban giám sát sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ, nếu phát hiện người nào không đặt mình đúng vị trí công tác, không chịu bỏ lực ra công tác như vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Bàng Đức Minh dùng giọng trầm bổng tuyên bố làm cho đám thành viên ban ngành ngồi trong phòng họp chỉ có thể tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Nhưng lúc này trong lòng bọn họ đang liên tục chửi chó má, dù sao cũng sắp Tết nhất đến nơi, mọi người còn phải lo chuẩn bị, anh trói buộc mọi người như vậy, rõ ràng là làm cho mọi người khó xử. Bạch Hiểu Cường là người thân thuộc với bảng Đức Minh, hắn vừa ghi chép vừa dùng dư quang khóe mắt nhìn sang lãnh đạo, đặc biệt là văn kiện trước mặt lãnh đạo, khi ánh mắt hắn nhìn thấy người khởi thảo văn kiện là Vương Tử Quân, hắn giống như bị một gáo nước lạnh đổ vào đầu, xem như chỉ nhìn qua đã hiểu rõ tất cả. Vương Tử Quân đứng trên tầng 17 nhìn tuyết rơi ngoài trời, trong lòng hắn chợt xuất hiện nhiều ý nghĩ. Đến 20 tháng chạp thì đã xem như sắp Tết, nhưng lúc này đơn vị ban ngành thành phố Đông Bộ cũng không được rảnh rỗi. Dưới sự dẫn dắt của bí thư Tiết Diệu Tiến và chủ tịch Nhâm Sương Bình, đoàn người vương tử quân đến thủ đô, chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi các nhân sĩ của thành phố Đông Bộ ở thủ đô. Tiệc và thiếp mời đã được các nhân viên công tác chú kinh của thành phố Đông Bộ sắp xếp xong. Công việc của nhóm người vương tử quân chính là nâng ly cạn chén với đám người quê ở thành phố Đông Bộ đang ở thủ đô, coi như tăng tiến cảm tình. Chủ tịch Vương, anh có bận rộn gì không? Tiếng gõ cửa vang lên, một người phụ nữ hơn 30 có vài phần quyến rũ khẽ đi đến gian phòng của vương tử quân rồi dịu dàng lên tiếng. Đây là phó chủ nhiệm khu trú kinh của thành phố Đông Bộ, tên là Dương Hề Hề. Người phụ nữ này có bộ dạng rất khá, bộ ngực căng cứng như hai quả núi, cặp mông tròn lẳng, đi lại phô bầy giường cong rất rõ ràng, hai mắt long lanh trong trẻo giống như có cá bơi bên trong. Điều khó có được chính là ánh mắt của Dương Hề Hề cũng không ngả ngớn và khiêu khích, ánh mắt rất có chất lượng, điều này làm cho Vương Tử Quân không sinh ra phản cảm. Khi đến thủ đô và được nghênh đón thì Vương Tử Quân gặp mặt người phụ nữ này một lần, tuy lúc này không biết người phụ nữ này đến tìm mình với mục đích gì thế nhưng vương tử quân vẫn cười nói chủ nhiệm dương có chuyện gì sao tôi đến xem chủ tịch vương có gì cần phân phó hay không vì bữa tiệc hôm nay mọi người đều phải đi ra ngoài chiều đãi lãnh đạo sẽ khó thể nào không có chỗ sơ hở tôi biết rõ các vị lãnh đạo thành phố đều là người một nhà vì vậy nếu có gì không như ý thì sẽ rộng lượng tha thứ cho chúng tôi nhưng chúng tôi là cấp dưới cũng không dám làm qua loa cho xong chuyện cần phải đề cao công tác. Dương Hề Hề nói bằng âm thanh khá mềm nhún, trong giọng nói có chút quyến rũ, nghe vài tai làm cho người ta sinh ra cảm giác ngơ ngứa. Vương tử quân dù có tâm tư tránh xa loại phụ nữ thế này nhưng vẫn phải có chút biểu hiện, hắn cười phất tay nói. Thái độ công tác của chủ nhiệm Dương thật sự đáng giá khẳng định, nên đề xuất khen ngợi. Cô cứ bận rộn đi, nếu có gì tôi sẽ nói ngay. Dương Hề Hề đi vào phòng của Vương Tử Quân chủ yếu là muốn quen mặt lãnh đạo, bây giờ cán bộ khu chú kinh đều vây quanh Tiết Diệu Tiến và Nhâm Sương Bình, nàng biết mình không thể chiếm được chỗ tốt gì từ phía hai vị lãnh đạo kia, thế cho nên chỉ có thể đi lối tắt về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là một vị phó chủ tịch thường vụ nắm công tác văn phòng, tất nhiên khu chú kinh cũng nằm trong phạm vi của hắn. Lúc này Dương Hề Hề đến ra mắt hắn, tất nhiên đang muốn tạo ra ấn tượng tốt cho lãnh đạo chủ quản, Cảm ơn chủ tịch Vương đã thông cảm. Dương hề hề giống như căn bản không nghe thấy lời nói của Vương Tử Quân, nàng thấy ly trà của chủ tịch Vương chỉ còn một nửa thì nhanh chóng châm trà rồi nói. "Chủ tịch Vương, tối nay cần phải uống nhiều rượu, không bằng trước khi mở tiệc ngài kiếm chút gì đó ăn vào, nếu để bụng rỗng sẽ rất dễ say." Vương Tử Quân thật sự không mạnh mẽ ở phương diện uống rượu, mà hắn lại là một vị phó chủ tịch thường vụ, thế nên sẽ không thể nào từ chối được tiệc rượu vào lúc này, hắn sảng khoái đồng ý. Vậy thì ăn chút gì đó đơn giản, chút nữa chuẩn bị ứng chiến. Dương Hề Hề thấy Vương Tử Quân đồng ý lời đề nghị của mình thì gương mặt có chút vui vẻ, nàng hỏi rõ khẩu vị của Vương Tử Quân, sau đó rời khỏi phòng của lãnh đạo. Vương Tử Quân bị Dương Hề Hề quấy rối cũng không còn tâm tư ngắm cảnh, hắn lấy điện thoại ra xem, thấy còn sớm thì bấm số của Mạc Tiểu Bắc. Thế nhưng hắn nhanh chóng thất vọng, không thể gọi được cho nàng. Vương Tử Quân tắt máy mà định gọi số điện thoại cố định nhưng cuối cùng hắn cũng dừng lại, vì tối nay cũng không có thời gian, thôi thì để ngày mai hãy đến tìm vợ. 10 phút sau Dương Hề Hề bưng đến một mâm thức ăn khá tinh xảo, bên trong có bốn món, có thêm một dĩa cải muối, nhìn qua rất nhẹ nhàng thoải mái. "Chủ tịch Vương, vì vội vàng cũng không có gì ngon, chỉ chú trọng đơn giản thôi." Dương Hề Hề bày thức ăn lên bàn nhỏ trong phòng, sau đó đưa đến một chiếc khăn nóng. Vương Tử Quân cũng không từ chối sự tiếp đãi nhiệt tình của Dương Hề Hề, tuy hắn không hiểu rõ ràng lai lịch của nàng, nhưng nếu có người chủ động dựa vào thì hắn cũng căn bản không tỏ ra quá khắt khe, không quá khó khăn. Hắn là một lãnh đạo, nếu lúc nào cũng để cho thuộc hạ né tránh thì đó mới là thất bại. Chủ nhiệm Dương, chị đến khu thường chú thủ đô được mấy năm rồi. Vương Tử Quân vừa uống canh vừa hỏi Dương Hề Hề. Từ khi xây dựng khu thường chú ở thủ đô thì tôi đã có mặt, có lẽ đã hơn 3 năm rồi. Dương hề hề khẽ nắm hai bàn tay lại với nhau rồi nói với Vương Tử Quân. "Chủ nhiệm Dương công tác ở đây, vậy gia đình sắp xếp thế nào?" Vương Tử Quân hỏi những câu rất kiểu cách đúng như những gì lãnh đạo cần quan tâm đến thủ hạ của mình. "Chồng tôi làm kinh doanh nhỏ ở thủ đô, cũng không chết đói được, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có thể lo cho bản thân." Đọc truyện online mới nhất ở taiyenfull.vn Dương Hề Hề thuận miệng nói vài câu liên quan đến tình huống gia đình, sau đó cười nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, trong các vị khách đến dự tiệc hôm nay, uống rượu mạnh nhất chính là vụ trưởng lý của Bộ Tài chính. Nếu ngài gặp phải anh ấy thì nên chú ý, cẩn thận lại uống say. Dương Hề Hề còn vừa nói đã làm cho Vương Tử Quân sinh ra hứng thú, hắn cũng có một phần danh sách nhân viên tham gia bữa tiệc vào ngày hôm nay, nhưng có danh sách nhưng muốn biết đó là những ai và cấp bậc thế nào thì cũng không phải dễ dàng thế nào anh ấy uống rượu tốt lắm sao? Phương Tử Quân thuận tay gắp một miếng thức ăn rồi nói: vụ trưởng lý có tử lượng bình thường nhưng thích cách hào sảng, thích uống ly lớn, ăn thịt miếng lớn. Năm ngoái chủ tịch tôn từng bị anh ấy ép cho quá chén. Dương hề hề khẽ nhăn mày rồi nói: chủ tịch vương nếu không thích uống thì nên tránh xa anh ấy. người này nếu quấn lấy ai thì khó buông tha. Phương Tử Quân khẽ đặt đũa xuống. tôi đến đã xem qua danh sách anh Trần có tham gia bữa tiệc này không? Vương Tử Quân tuy nói ra hai chữ anh Trần nhưng Dương Hề Hề lại biết nó đại biểu cho ai, nàng có chút trầm ngâm rồi nói. Bình thường anh Trần sẽ không đến, dựa theo quy củ những năm qua, đều là bí thư tiết tự mình đến thăm hỏi anh Trần. chương 444, anh không phải người quá tốt, căn bản là không phát tác mà thôi, hợp lâu cần phải phân, phân lâu cần phải hợp cắn, anh Trần mà Vương Tử Quân nhắc đến chính là một cán bộ xuất thân từ thành phố Đông Bộ có thân phận hiển hách nhất. Tuy bây giờ đã già và về hưu, thế nhưng là một cố vấn của Trung ương, có thể nói là một người có lực ảnh hưởng cực lớn đối với tỉnh Sơn Nam và thành phố Đông Bộ. Dương Hề Hề nói tiếp diệu tiến tự mình đến thăm hỏi anh Triệu đã chỉ ra cho Vương Tử Quân không ít chuyện. Tuy ý nghĩa của những câu nói như vậy ẩn giấu ở bên trong, nhưng dù là ai nghe vào cũng thầm hiểu. Những năm nay ai cũng chú ý chạy hạng mục thế cho nên đám cán bộ ở khu thường chú thủ đô tất nhiên sẽ phát huy tác dụng rõ ràng. Vương tử quân ăn uống ngon miệng xong và đi rửa mặt, quá trình này tốn mất 20 phút. Trong khoảng thời gian này Dương Hề Hề đã hiểu vương tử quân cần gì, thế cho nên đã nói ra tình huống của không ít người được mời đến dự tiệc cho vương tử quân. Trong đám người này, theo lời của Dương Hề Hề, vương tử quân cần chú ý cao độ đến vị vụ trưởng Bộ Tài chính, sau đó là hai vị cục trưởng của Ủy ban Cải cách và Bộ Nông nghiệp, nửa giờ sau vương tử quân đi theo một nhóm thường ủy đến phòng của tiết diệu tiến vì bữa tiệc sắp bắt đầu thế nên tiết diệu tiến cũng không nói thêm điều gì nhanh chóng dẫn theo nhóm thường ủy đi về phía đại sảnh đã bày tiệc sẵn vì bữa tiệc chiêu đãi hôm nay mà các vị ban ngành thường ủy của thành phố đông bộ đã đến đây hơn phân nửa các vị phó chủ tịch có nhiệm vụ quan trọng như lý khang lộ cũng được tham gia tiệc rượu lần này thời gian mở tiệc là 8 giờ 7 giờ đã có người lục tục đi đến. Tiết Diệu Tiến đứng ngoài cổng nhà hàng, hắn tươi cười chào đón các vị khách đến tham gia bữa tiệc, bầu không khí nhà hàng thật sự rất hài hòa. Đại đa số khách đến đều cùng chào hỏi bí thư Tiết Diệu Tiến và chủ tịch Nhâm Sương Bình, nhóm người vương tử quân ở phía sau nếu gặp người quen thì sẽ nói chen vào hai câu, nhưng đại đa số chỉ đứng đó nở nụ cười mà thôi. Vụ trưởng Lý, tôi đang chuẩn bị tìm xe đi đón anh đấy chứ, khi một người đàn ông hơn 40 dáng người không cao với mái tóc khá bóng mượt đi đến thì mức độ nhiệt tình của Tiết Diệu Tiến chợt tăng thêm vài phần. Vụ trưởng Lý cười ha hả nói: "Người khác mời tôi có thể dám không đến, nhưng bí thư Tiết kêu gọi, đừng nói là tuyết rơi, dù là mưa rông bão tố thì tôi cũng sẽ đến, không dám chậm trễ, có phải không?" Tiết Diệu Tiến rất hưởng thụ với những lời của Vụ trưởng Lý, hắn nói vài câu khiêm tốn với Vụ trưởng Lý, sau đó kéo tay đối phương tự mình đưa vụ trưởng lý đi đến bàn chủ vị. Vì Dương Hề Hề đã đề cập đến vị vụ trưởng lý này, thế cho nên Vương Tử Quân cũng rất quan tâm đến đối phương. Hắn phát hiện sau khi vụ trưởng lý ngồi xuống thì Lý Khang Lộ nãy giờ luôn đi theo tiết diệu tiến lại tươi cười ngồi xuống bên cạnh vụ trưởng lý. Tuy lúc này trong nhà hàng khá ồn, Vương Tử Quân căn bản không biết hai người kia đang bàn bạc điều gì, thế nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt và biểu hiện của vụ trưởng lý và Lý Khang Lộ, rõ ràng có thể thấy hai bên đang nói chuyện và bàn luận rất vui vẻ. Ngay sau đó khách đã đến đông đủ, sau khi Nhâm Sương Bình đại biểu thành phố Đông Bộ làm ra phần báo cáo về công tác của thành phố trong năm qua, Tiết Diệu Tiến lại lên tiếng phát biểu tràn đầy những lời chúc mừng. Sau đó Tiết Diệu Tiến nâng ly rượu lên mời mọi người, thế là bữa tiệc xem như chính thức bắt đầu. Vì trước khi chiêu đãi đã có phân công rõ ràng, thế cho nên sau khi tiệc rượu bắt đầu thì Vương Tử Quân đã đi đến vị trí của mình. Nhiệm vụ của hắn ngồi ở chỗ này chính là mời rượu, tất nhiên cũng không phải chỉ có một mình hắn, bên cạnh còn có một vị chủ nhiệm văn phòng khu thường chú thủ đô, người này khá quen thuộc với mọi người trên bàn. Sau khi vương tử quân ngồi xuống thì vị chủ nhiệm nhanh chóng lên tiếng giới thiệu. Vị quan có chức vụ cao nhất ngồi trên bàn tiệc của vương tử quân chính là một vị phó cục trưởng của bộ và ủy ban trung ương, các vị khác cùng lắm là trưởng phòng hoặc phó ban. Đám cán bộ này sống an nhàn sung sướng ở thủ đô đã quen, thế cho nên ai cũng sinh ra cảm giác ưu việt so với đám cán bộ từ tuyến dưới lên. Nhưng khi vị chủ nhiệm văn phòng khu thường chú giới thiệu Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ thì những người ngồi trên bàn đều cảm thấy kinh hãi. Tuổi trẻ như vậy đã là phó chủ tịch thường vụ, như vậy hầu như không cần phải nghĩ cũng có thể cho ra kết luận, tương lai sau này của đối phương chắc chắn sẽ là vô hạn. Vì vậy dù là vị phó cục trưởng kia hay vài vị trưởng phòng đều cực kỳ khách khí với Vương Tử Quân. Cho nên bầu không khí trên bàn tiệc khá hài hòa. Nhiều bạn thì có thêm nhiều đường, trước nay Vương Tử Quân thật sự không mệt mỏi trên phương kiện kết nối bạn bè. Dù hắn cũng không quá nóng sốt với người khác, thế nhưng hai bên trò chuyện với nhau, thật sự cũng kéo lại gần hơn. "Chủ tịch Vương, tôi mời anh một ly, thành phố Đông Bộ chúng ta có một vị lãnh đạo trẻ tuổi như anh, thật sự là hy vọng phát triển kinh tế của cả thành phố." Vì phó cục trưởng kia chờ mọi người uống vài lượt rượu, sau đó nhận lấy chai rượu từ trong tay nhân viên phục vụ lại cười ha hả nói với vương tử quân cục trưởng vinh ngài thật sự quá khách khí rồi chúng ta cùng ngồi trên bàn rượu cũng không phải là người ngoài nếu ngài khen tôi như vậy chẳng phải muốn để các vị chê cười tôi sao vương tử quân dùng giọng khiêm tốn và có chút ẩn giấu lên tiếng không khỏi làm cho mọi người khẽ cười cục trưởng vinh cũng rất thỏa mãn thái độ của vương tử quân hắn rót cho vương tử quân mốt ly đầy chủ tịch vương tôi cũng không nói gì thêm, thế nhưng anh phải uống hết ly rượu này. Những tiếng cười đùa vang lên rộn rã, khoảng cách giữa đám người được kéo lại vài phần. Lúc này vương tử quân cố gắng khống chế tử lượng của mình, thế nhưng một cảm giác khó chịu vẫn bùng lên trong dạ dày, vẫn liên tục khuấy động và co bóp rất khó chịu. Cũng may trước khi uống rượu thì Dương Hề Hề đã dọn cơm cho hắn, thế nên cuối cùng cũng không rơi vào tình huống mất mặt. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, mới đó đã một giờ trôi qua, Đại đa số mọi người đã ăn uống no nê, bầu không khí bữa tiệc đã đạt đến yêu cầu. Lúc này đã có người chuẩn bị đứng lên rời đi, đúng lúc Phương Tử Quân nghe thấy có người nói sau lưng. Nghe nói thành phố chúng ta mới đến một vị phó chủ tịch thường vụ, cũng không ngờ còn trẻ như vậy. Tục ngữ nói rất hay, phẩm rượu xem phẩm người, tôi mời cậu một ly, chúc cậu bay xa vạn dặm, tương lai vô hạn. Vương tử quân nghe nói như vậy thì đứng lên khỏi ghế, ánh vào trong mắt của hắn chính là gương mặt có chút đỏ hồng của vụ trưởng lý. Nhưng khi gương mặt kia xuất hiện thì còn có một chiếc ly thủy tinh, ly rượu rất lớn, rượu đầy tràn và óng ánh dưới ánh đèn. Chuyện được copy tại chuyện full. Mời rượu vốn dĩ là một chuyện cực kỳ bình thường, nhưng vị vụ trưởng lý này đi mời bằng ly rượu quá lớn, thật sự cũng không đơn giản là mời rượu. Vương tử quân nhìn ly rượu đầy tràn của đối phương, gương mặt hắn chợt trầm xuống ánh mắt vương tử quân vượt qua vụ trưởng lý nhìn đến cách đó không xa hắn thấy lý khang lộ đang đứng ở phía bên kia đang nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt. cảm ơn vụ trưởng lý rượu này tôi xin thu lại vương tử quân trầm ngâm một lúc sau đó hắn thuận tiện đưa tay cầm lấy ly rượu của đối phương sau đó vừa cười vừa nói cái gì thu lại phải là uống cho xong thế nào chẳng lẽ chủ tịch vương không nể mặt có phải xem thường anh lý này không vụ trưởng lý giữ chiếc ly lai hắn giả vờ cả giận nói chủ tịch vương bí thư thiết và chủ tịch nhâm đều hiểu rõ tính tình của tôi con người của tôi tuy không được tốt thế nhưng mời rượu là phải uống mọi người đang bàn luận vui vẻ không khỏi nhìn về phía vụ trưởng lý và vương tử quân ánh mắt cũng không quên nhìn về phía ly rượu cực lớn kia ly rượu như vậy dù là người có tử lượng tốt thì uống vào cũng cực kỳ khó chịu chứ đừng nói bây giờ tiệc sắp tàn người ta cũng đã uống khá nhiều rồi bọn họ đều là những người làm quan tất nhiên cũng thấy rõ vị vụ trưởng lý kia căn bản không phải đến mời rượu, nói là đến gây sự thì hay hơn. Đối với đám cán bộ nơi đây thì cấp bậc của vụ trưởng lý cũng không quá cao nhưng lại là kẻ có lợi ích thực tế rất lớn. Hắn là một vị vụ trưởng của Bộ Tài chính, hắn là người có thể mang đến nhiều lợi ích cho thành phố Đông Bộ, thế cho nên đám cán bộ lãnh đạo thành phố Đông Bộ thường xuyên nhường nhịn người này. Tiết Diệu Tiến đang uống rượu cùng một vị cựu chiến binh của thành phố Đông Bộ, khi thấy vụ trưởng lý đến làm khó cho vương tử quân thì hai hàng chân mày không khỏi nhíu lại ly rượu kia quá lớn rõ ràng là vị vụ trưởng lý muốn làm cho vương tử quân khốn khổ thế là hắn cũng không tiếp tục bắt chuyện với vị cựu chiến binh kia hắn cất bước đi đến tôi thấy tiệc rượu hôm nay như vậy là đủ rồi ngày mai chúng ta hãy nói sau vương tử quân cười cười giọng nói không nghe rõ đang vui hay buồn chủ tịch vương anh không uống rượu của tôi có phải là xem thường tôi không Tôi nói cho anh biết nhé, Chủ tịch Vương, nếu thật sự là như vậy thì anh cứ dứt khoát nói ra, chỉ cần anh nói một câu, sau này họ Lý tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ đến động vào mặt lạnh của anh. Vụ trưởng Lý là một vị cán bộ lãnh đạo có thực quyền của Bộ Tài chính, các vị chủ tịch thành phố tuyến dưới xuống làm việc với hắn là rất nhiều. Tuy Vương Tử Quân còn trẻ và đã là một vị phó chủ tịch thường vụ, thế nhưng hắn cũng không quá quan tâm. Hơn nữa hắn đã vỗ ngực đảm bảo với người ta, dù là vị phó chủ tịch thường vụ kia có như thế nào thì hắn cũng phải dẹp cho xong ly rượu này nếu đối phương không uống như vậy hắn thật sự rất mất mặt vụ trưởng lý rượu này cứ coi như thôi đi chủ tịch phương uống một nửa thì cho qua tiết rượu tiến từ trong đám người đi ra cười ha hả với vụ trưởng lý sau đó lên tiếng giải vây cho vương tử quân khi thấy tiết rượu tiến đi đến thì vụ trưởng lý cũng có chút tươi cười hắn cười nói bí thư tiết trước mặt anh, anh nói đi hướng đông tôi sẽ tuyệt đối không sang tây. Nhưng lúc này thì thật sự không được, anh xem, vị huynh đệ này rõ ràng là không nể tình, tôi đã rót rượu ra ly rồi, sao có thể tiếp tục đổ vào chai cho được. Nên nói vị huynh đệ này thành thật một chút, tôi tin tưởng cậu ta có năng lực như vậy. Tiết diệu tiến vị vụ trưởng lý lên tiếng chống chọi thì cũng có chút tức giận, nhưng bây giờ thành phố đông bộ thật sự có nhiều chuyện cần đến vụ trưởng lý, hắn cũng không thể quá cứng rắn. Hơn nữa đại đa số cán bộ ở bữa tiệc hôm nay đều có mối quan hệ không tệ với vụ trưởng lý, nếu chính mình quá cường thế thì chỉ sợ không phải chỉ là đắc tội với một hai người mà thôi. Chủ tịch Vương, cậu xem, ngay cả bí thư tiết của cậu cũng đã gật đầu đồng ý, cậu còn để anh phải chờ sao? Nên thành thật uống đi. Vụ trưởng lý thấy tiết rượu tiến không nói lời nào thì cầm lấy ly rượu đưa đến cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn tiết rượu tiến trầm mặc không nói gì, thế là trong lòng thầm cười lạnh hắn đưa tay ra muốn tiếp nhận ly rượu, nhưng khi mà ly rượu chuẩn bị vào trong tay, hắn khẽ buông lỏng một chút. Xoảng! Ly rượu từ trong tay vương tử quân rơi xuống nền đá cẩm thạch, âm thanh thủy tinh vỡ thành từng mảnh khá trong trẻo, lúc này rượu bên trong ly cũng vương vãi đầy đất. Xấu hổ quá, ôi, lại để trượt tay. Vương tử quân nhìn thoáng qua vụ trưởng lý rồi dùng giọng nhàn nhạt, nhạt nói. Gương mặt vụ trưởng lý trở đỏ bừng, hắn hiểu đây là người ta không nể mặt mình hắn là một vị vụ trưởng của Bộ Tài chính, hắn thấy mình không thấp, nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại cố ý làm rơi ly rượu xuống đất, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy bực mình, tức giận và khó chịu. Bí thư tiết, Chủ tịch Vương đây là có ý gì? Nếu như anh không cho tôi một lời giải thích, họ lý tôi về sau cũng sẽ không tham gia những bữa tiệc tụ họp đồng hương thế này nữa. Vụ trưởng Lý nói bằng giọng có vài phần uy hiếp, ý nghĩa rất rõ ràng, sau này tôi sẽ không đến, nếu các vị có chuyện gì thì cũng dừng đến tìm tôi. Vẻ mặt Tiết rượu Tiến trở nên rất khó coi, dù hắn rất bất mãn với hành vi làm khó người khác của vụ trưởng lý, thế nhưng quan trường mời rượu thường không có đạo lý gì cả, cũng có rất nhiều chuyện hoàn thành trên bàn rượu. Hơn nữa hắn còn muốn vận tác với vị vụ trưởng lý này, nếu như chọc vào đối phương, chỉ sợ là làm khó không đáng, hắn thật sự không thích có bất kỳ sự việc nào làm ảnh hưởng đến công tác. Lúc này đã là cuối năm, Chủ tịch Vương chỉ là xảy tay mà thôi, nó ứng với câu nói vỡ vỡ bình an tôi thấy hay là thế này đổi lại ly khác uống được bao nhiêu thì chủ tịch vương tự châm rượu vào chúng ta làm một ly tiết rượu tiến trầm ngâm một chút trên mặt lại xuất hiện nụ cười sáng lạn lý khang lộ đứng bên cạnh tiết rượu tiến thấy bí thư tiết nói như vậy thì hắn cũng cười nói với vụ trưởng lý anh lý mọi người vừa uống khá nhiều tay chân cũng không còn hoạt bát như thường bí thư tiết cũng đã nói rồi anh dù sao cũng phải cho chủ tịch vương một cơ hội sửa đổi chứ. Lý Khang Lộ vừa nói vừa lấy một ly rượu giống hệt như vừa rồi, sau đó rót đầy đưa sang cho vương tử quân. Chủ tịch vương, bí thư thiết đã lên tiếng, đó rõ ràng là nhiệm vụ chính trị. Vương tử quân nhìn bộ dạng anh không chết thì tôi cũng khó chịu của Lý Khang Lộ, hắn thầm cười lạnh. Hắn tiếp nhận ly rượu của Lý Khang Lộ, sau đó nhìn thoáng qua vụ trưởng Lý rồi dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Tôi không uống ly rượu này, anh thật sự không có thể diện. Vương tử quân không áp chế âm thanh của mình, lúc này tất cả mọi người trong đại sảnh đều giật mình nhìn vương tử quân, ai cung thầm buồn bực, vị phó chủ tịch thành phố đông bộ này làm sao vậy? Anh thật sự không có thể diện, những lời này làm cho mọi người trượt sướng sờ. Bọn họ vốn tưởng rằng vào tình huống vừa đấm vừa xoa thế này, dù anh uống đến mức ngã lăn quay ra cũng phải uống cạn. Nhưng dù là ai cũng không ngờ vị chủ tịch kia lại từ chối, hơn nữa còn rất thẳng thắn, Giống như có một cây cột điện đứng sừng sững giữa đường làm cho người ta đi đâm đầu vào. Anh thật sự không có thể diện, câu nói này rơi vào trong tai làm cho vụ trưởng Lý cảm thấy đỏ mặt tía tai, dưới tình huống xấu hổ thì trong đầu vang lên những âm thanh vo ve như có một bầy ong đang bay bên trong. Hắn nhìn tình cảnh chung quanh, chợt sinh ra cảm giác không phải tất cả có là thật hay không. Quả quyết từ chối, tên cán bộ thanh niên kia không những từ chối yêu cầu của tiết Diệu Tiến, còn trực tiếp cho vụ trưởng Lý một tát nếu như vừa rồi vương tử quân chẳng qua chỉ không muốn uống rượu như vậy bây giờ vương tử quân đặt ly rượu xuống bàn thì giống như vỗ thẳng vào mặt hắn cậu nói gì vụ trưởng lý cảm thấy gương mặt nóng như than hắn đi một bước về phía vương tử quân rồi dùng giọng căng cứng nói xem ra vụ trưởng lý đã sai hồ đồ mất rồi tôi nói anh không có thể diện như vậy vương tử quân nói rồi nhìn thoáng qua tiết diệu tiến bí thư tiết tôi còn có việc tôi đi trước tiết diệu tiến cũng không ngờ một ly rượu uống không xong lại làm náo loạn quan hệ với vụ trưởng lý hắn đưa mắt nhìn vương tử quân bỏ đi tuy hiểu được sự việc đến mức nghiêm trọng thế này cũng không trách được vương tử quân thế nhưng nghĩ đến hậu quả lại làm cho hắn cảm thấy tức giận nhưng trường hợp này cũng thật sự không phù hợp để nổi giận nếu như vì chút chuyện thế này mà bí thư như hắn lại sinh ra tranh chấp với phó chủ tịch thường vụ của thành phố chỉ sợ sẽ là trò cười cho cán bộ thành phố đông bộ và thủ đô này anh đứng lại đó cho tôi anh nói tôi không có thể diện sao vụ trưởng lý cực kỳ tức giận hắn thấy vương tử quân bước đi thì nhanh chóng cất bước đuổi theo lý khang lộ đứng ở bên cạnh liên tục cười lạnh kết quả này rõ ràng làm hắn cảm thấy thoải mái hơn so với tình huống vương tử quân uống hết ly rượu mời rồi ói mửa tại chỗ vương tử quân đi như vậy không những làm cho tiết rượu tiến nổi giận sau này nếu ở thủ đô này có gì đó không vận tác thành công thì sẽ đổ tội lên đầu vương tử quân, ai bảo người này đắc tội với vụ trưởng lý. Tất nhiên tất cả vấn đề sẽ được đổ lên đầu tiên khốn kia. Lý Khang lộ thấy vụ trưởng lý đuổi theo vương tử quân, hắn thầm nghĩ như vậy càng hay, sự việc càng náo loạn thì trách nhiệm của vương tử quân càng lớn, đến lúc đó xem anh làm sao để xong việc. Vương tử quân nhìn vụ trưởng lý đuổi theo mình, trong lòng thầm cười lạnh. Hắn cũng không muốn dây dưa với đối phương, thế là đi nhanh ra khỏi khách sạn, sau đó đi ra bên ngoài. Vì lúc này là giờ cơm nên đại sảnh khách sạn rất náo nhiệt, đây là khách sạn lớn, tuy khu thường trú của thành phố Đông Bộ đã bao chọn một đại sảnh, thế nhưng các tầng lầu khác vẫn đầy khách ra vào dùng tiệc. Tốc độ của Vương Tử Quân là không chậm, chỉ một lát đã kéo khoảng cách khá xa với vụ trưởng lý. Nhưng khi hắn đi vội về phía trước, chợt trước mặt lóe lên bóng người, thế là hắn đâm sầm vào một người khác. Anh làm gì vậy? Mắt mọc sau lưng sao? Người va chạm với Vương Tử Quân còn chưa mở miệng thì một tên thanh niên đi theo sau lưng đã nổi giận đùng đùng đi đến, đối phương tức giận vung tay lên, giống như hận không thể cho Vương Tử Quân vài tát. Lúc này Vương Tử Quân mới phát hiện mình đụng vào một người phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ xinh đẹp. Nàng khẽ nhíu mày, bàn tay khẽ xoa cánh tay, giống như va chạm vừa rồi cũng làm cho nàng rất đau. Thật xin lỗi, tôi không để ý. Tuy vừa rồi lỗi cũng là do cô gái kia đi quá vội, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn phong độ lên tiếng xin lỗi. Hắn là một người đàn ông, hắn cũng không muốn tính toán ở phương diện nhỏ nhặt này. Đã xin lỗi thì xem như bỏ qua, Xuân Nham, em không sao đấy chứ? Tên thanh niên ở phía sau nổi giận cũng là vì Vương Tử Quân, bây giờ hắn dùng giọng ân cần hỏi cô gái. Không có gì. Giọng điệu của cô gái rất dịu dàng, nàng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân đang chuẩn bị lên tiếng thì có người ở sau lưng hỏi. Gì vậy, đúng là vội vội vàng vàng. Cô gái nghe thấy vậy thì quay đầu nói. Bố à, không có gì, chỉ là đụng vào người ta một cái mà thôi. Khi cô gái kia quay đầu thì vương tử quân thấy một người đàn ông trung niên từ trên lầu đi xuống. Người này mặc một bộ trang phục tùy ý nhưng bước chân lại cực kỳ trầm ổn, đi lại làm cho người ta sinh ra cảm giác áp bức đè nén. Người đàn ông kia đi đến thì vương tử quân giống như sinh ra cảm giác đã từng gặp mặt, nhưng lúc này lại không nghĩ ra đã gặp mặt ở đâu. Khi người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn cô gái thì lại chuyển sang nhìn vương tử quân, chỉ sau nháy mắt đã tỏ ra khá kinh ngạc. Đây không phải là tử quân sao? Đến thủ đô khi nào vậy? Vương tử quân vốn đã thấy đối phương quen mặt, bây giờ lại nghe thấy người ta gọi tên mình, hắn có thể xác định nếu người này không phải là thân thích nhà mình thì cũng là hảo hữu của nhà mạc tiểu bắc nhưng hắn lại không biết được đối phương là ai đúng là quá mất mặt cháu vừa mới đến ngài cũng đến đây dùng cơm sao vương tử quân khá nhanh trí lúc này trí óc phát huy tác dụng hắn nhanh chóng cười với người đàn ông trung niên kia bộ dạng rất thản nhiên hôm nay cả nhà khá rảnh rỗi tôi cũng không làm gì nhà đầu này lại thích đi chơi thế nên đưa đến đây dùng cơm người đàn ông trung niên cười ha hả nhìn vương tử quân sau đó hắn khẽ vẫy tay với cô gái bên kia Xuân Nham, không phải con luôn muốn được gặp chồng của Tiểu Bắc sao, vị này chính là chồng của Tiểu Bắc, mau gọi anh rể đi. Một câu nói anh rể nhanh chóng giải quyết tình huống xấu hổ của Vương Tử Quân, tuy hắn không biết đối phương tên là gì nhưng gọi là chú như vừa rồi cũng không phải sai. Cô gái được gọi là Xuân Nham nghe thấy bố mình nói như vậy thì nhanh chóng có hứng thú với Vương Tử Quân, nàng dùng ánh mắt dò xét đánh giá hắn từ đầu đến chân, trong mắt đầy vẻ tò mò. Chủ tịch Vương ly rượu kia dù thế nào thì anh cũng phải uống ở thủ đô này chưa từng có ai không cho tôi thể diện lúc này vụ trưởng lý cũng đã đuổi kịp vương tử quân hắn cũng không thèm nhìn lúc này có những ai chỉ giữ lấy vai vương tử quân rồi lên tiếng hỏi tội vương tử quân dùng ánh mắt chán ghét nhìn vụ trưởng lý hắn chuẩn bị đẩy đối phương ra thì vài người tiết diệu tiến cũng đã đuổi đến khi thấy vương tử quân bị vụ trưởng lý giữ lại thì dù là vẻ mặt của tiết diệu tiến hay bất kỳ ai khác cũng trở nên cực kỳ khó coi nếu như vừa rồi tình huống náo loạn ở khách sạn chỉ làm cho thành phố đông bộ mất mặt, bây giờ mọi người cùng kéo ra ngoài, nếu người khác nghe thấy được thì sẽ xuất hiện những tin đồn khó nghe. Chủ tịch Vương, anh cũng đừng quá đáng như vậy, anh không nể mặt thì rõ ràng là xem thường tôi. Tôi nói cho anh biết, nếu uống hết ly rượu kia thì sự việc coi như xong, nếu như không chịu nể mặt tôi, như vậy cũng đừng trách tôi không bỏ qua. Vụ trưởng Lý nâng ly rượu cầm theo lên rồi dùng giọng lớn lối nói đối phương ép rượu mình ngay trước mặt người thân của Mạc Tiểu Bắc, điều này làm cho vương tử quân rất căm tức, hắn nhìn cánh tay của đối phương, đang định rằng ra. Lý Xuân Hoa, anh uống nhiều quá rồi sao? Cái gì mà phạt rượu? Đúng là không ra gì. Người đàn ông trung niên đang định lên tiếng với vương tử quân, chợt thấy có người đi đến thì vẻ mặt có chút mất vui. Sau khi thấy rõ gương mặt của vụ trưởng Lý, vẻ mặt không vui chợt biến thành lạnh như băng. Ba chữ Lý Xuân Hoa vừa ra khỏi miệng người đàn ông trung niên đã làm cho vụ trưởng Lý chợt kinh hoàng. lúc này hắn tuy có vài phần men say nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh táo. Sau khi nghe thấy có người kêu tên mình thì đưa mắt nhìn sang. chương 445, quan tâm, hợp lâu cần phải phân, phân lâu cần phải hợp gắn. Vụ trưởng Lý quay đầu nhìn sang, khi thấy gương mặt của người đàn ông trung niên thì không khỏi kinh hoàng. Vì sao lại gặp lãnh đạo của mình ở đây? Lúc này bộ trưởng Trần có thể đứng rất nhã nhận, hai cánh tay giao vào nhau, hai vai cân bằng, mái tóc đen bóng, đầu hơi nghiêng về phía trước, gương mặt có biểu hiện khó lường, làm cho người ta nhìn vào mà khó thể nào dự đoán được cảm xúc của lãnh đạo vào lúc này. Nếu nhìn qua thì thấy gương mặt lãnh đạo giống như một khối bông vải, không chói mắt, khá dịu nhẹ và thực chất, vụ trưởng lý trước nay chưa từng trông đợi mình nhìn vào gương mặt lãnh đạo mà tìm ra chút dấu hiệu nào khác. Nếu gương mặt kia cho ra chỉ thị, dù thế nào cũng là khó tưởng, nếu hắn là người tiếp nhận chỉ thị thì lúc nào cũng sẽ phấn chấn lên tiếng, vâng, tôi biết rồi. Đây là quy củ, không trần trừ, do dự, không hỏi này nọ, thể hiện trí tuệ và thậm chí là tương lai của cấp dưới. Lý Xuân Hoa bị gương mặt nghiêm nghị kia làm cho hoảng hốt, cảm giác say cũng đã mất đi hơn phân nửa, hắn tranh thủ buông tay vương tử quân ra rồi đi về phía người đàn ông trung niên kia dùng giọng nịnh nọt nói. Thứ trưởng Trần, anh cũng đến dùng cơm à? Ừ, anh làm gì vậy? Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua ly rượu trên tay Lý Xuân Hoa, sau đó dùng giọng ôn hòa mà nghiêm túc nói. Rượu là thứ ảnh hưởng sức khỏe, không uống được thì đừng uống, cứ phải ép nhau uống vậy sao? Đám người tiết rượu tiến đứng bên cạnh thấy vụ trưởng Lý bị người ta lên tiếng dạy bảo, thế là thầm đoán người kia chính là thủ trưởng của vụ trưởng Lý. Dù bọn họ thật sự có tâm tư muốn tiến lên làm quen với lãnh đạo, Thế nhưng nhìn thấy tình cảnh vụ trưởng Lý bị vị lãnh đạo kia dạy bảo không dám nói lời nào, bọn họ cũng không dám tiến lên thực hiện nguyện vọng của mình. Thứ trưởng Trần, tôi chỉ cảm thấy rất hợp ý với chủ tịch Vương, thế nên muốn cùng chủ tịch Vương kết nối tình cảm một chút. Lý Xuân Hoa tuy có chút lắp bắp nhưng phản ứng lại rất nhanh, hắn vừa kiếm cớ vừa nói. Hôm nay người dưới quê lên đây mời rượu cho nên tôi có chút vui vẻ quá lố, Bộ trưởng Trần, tôi có chút thất thố, trở về tôi sẽ làm kiểm điểm cũng không cần kiểm điểm. đồng hương đến thì uống nhiều một chút cũng là bình thường, nhưng phải nhớ kỹ uống cũng vừa phải thôi. bộ trưởng trần nhìn thoáng qua lý xuân hoa đang cầm ly rượu lớn, ánh mắt vẫn rất rét lạnh. vương tử quân lúc này mới chợt nhớ, mạc tiểu bắc hình như có một người dượng là thứ trưởng bộ tài chính. hắn nhìn bộ dạng khúm núm nịnh nọt của vụ trưởng lý, hắn nghĩ rằng vị thứ trưởng trần này chắc chắn là dượng của mạc tiểu bắc. bố, con thấy anh ấy căn bản không phải muốn mời rượu anh rể. Cầm một cái ly lớn như vậy, rõ ràng là muốn làm khó anh rể. Trần Xuân Nham cũng không có gì cố kỵ, sau khi xác định thân phận của Vương Tử Quân thì tất nhiên sẽ sinh ra một cảm giác thân cận theo bản năng, nàng khẽ nói bên tai thứ trưởng Trần. Trần Xuân Nham cảm thấy đối phương cầm theo một ly rượu lớn như vậy rõ ràng để ép anh rể mình, đây là hành vi tuyệt đối không thể bỏ qua. Nàng là một người rất hâm mộ Mạc Tiểu Bắc, thế cho nên sẽ không thể nào tha thứ cho tình huống như vậy. Lý Xuân Hoa tuy không biết thân phận của Trần Xuân Nham, thế nhưng một tiếng gọi, bố, của cô nàng đã biểu hiện thân phận quá rõ ràng. Lúc này hắn cầm ly rượu với bộ dạng luống cuống, lại nghe được lời giật dây của Trần Xuân Nham, trên trán vã một tầng mồ hôi dày đặc. Điều này, điều này. Chào Thứ trưởng Trần, tôi là bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ tỉnh Sơn Nam, là Tiết Diệu Tiến. Vừa rồi thành phố Đông Bộ chúng tôi uống rượu vui vẻ, đều dùng ly lớn, vừa rồi vụ trưởng lý dùng ly này để rót rượu cho tôi khi lý xuân hoa đang cực kỳ xấu hổ thì tiết diệu tiến đứng ở bên cạnh đã đi ra hóa giải thật sự là như vậy sao à xem ra các anh cũng thật sự rất hào sảng thứ trưởng trần có thể đi đến vị trí hiện tại cũng không phải là người thường hắn dùng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua lý xuân hoa rồi thản nhiên nói chuyện được copy tại chuyện phun là như vậy thật sự là như vậy thứ trưởng trần tôi rót rượu mời chủ tịch vương cũng dùng loại ly thế này Lý Xuân Hoa vừa tìm được lý do, lại sợ lãnh đạo không tin. Hắn nhìn gương mặt thứ trưởng Trần, hắn vội càng cầm lấy ly rượu, sau đó nhanh chóng uống cạn. Bí thư tiết, các anh tụ tập họp mặt đồng hương, tôi cũng không muốn quấy dày. Tử quân, cậu ở lại hay muốn tôi tiến chân một đoạn? Thứ trưởng Trần nhìn Lý Xuân Hoa nâng ly uống cạn, hắn cũng không tiếp tục nói nhiều, khẽ bắt chuyện một câu với tiết Diệu tiến rồi quay sang hỏi vương tử quân lúc này vương tử quân cũng không có tâm tư ở lại đây làm gì hắn nghe thấy thứ trưởng trần nói ra như vậy thì dùng giọng biết thời thế nói cháu cũng đã uống đủ rồi cũng muốn đi nhờ xe của chú một chút đỡ làm cho tiểu bắc sốt ruột chúng ta đi thôi thứ trưởng trần nói sau đó vươn tay bắt tay với bí thư tiết diệu tiến các anh cứ bận rộn đi tôi và tử quân đi trước tiết diệu tiến được bắt tay với thứ trưởng bộ tài chính thì tất nhiên sẽ không dám làm dáng hai tay giữ lấy thật chặt lại liên tục gật đầu giống như gà mổ thóc, cũng không quên nói. Cảm tạ lãnh đạo đã quan tâm. Sau khi vương tử quân đi theo ba người thứ trưởng Trần thì Tiết Diệu Tiến mới dám thu hồi ánh mắt trở lại. Vẻ mặt Lý Xuân Hoa chợt phát lạnh, hắn uống cạn ly rượu lớn vừa rồi thật sự làm cho chính mình cảm thấy trời đất xoay chuyển, nhưng dù thế nào thì hắn cũng phải cố gắng áp chế. Vừa rồi đứng trước mặt vị thứ trưởng Trần có thể quyết định vận mệnh của hắn, như thế hắn nào dám biểu hiện bộ dạng say rượu ngay cả chút cảm giác khó chịu và hương vị chua chua từ bên dưới ép lên cũng bị hắn cưỡng chế nuốt xuống bí thư tiết thứ trưởng trần đi chưa sau khi xác định trước mắt không còn hình bóng của thứ trưởng trần lý xuân hoa mới cẩn thận quay sang hỏi tiết diệu tiến đã đi rồi tiết diệu tiến nhìn lý xuân hoa trong lòng đầy cảm giác đồng tình đi là tốt rồi đi là tốt rồi lý xuân hoa nói sau đó bụng lấy miệng chạy vội về phía nhà vệ sinh Đi theo Tiết Diệu Tiến ra ngoài còn có Lý Khang Lộ và phó bí thư thị ủy Phạm Bằng Phi và La Kiến Cường. Bọn họ nhìn bộ dạng khốn khổ của Lý Xuân Hoa, vẻ mặt người nào cũng lộ ra vẻ khác thường. Sắc Lang, một tiếng kêu bén nhọn đột nhiên từ trong nhà vệ sinh truyền ra. Khi âm thanh kia vang lên thì trong lòng Tiết Diệu Tiến xuất hiện cảm giác xấu, Lý Khang Lộ ở bên cạnh lại kêu lên. "Không phải vụ trưởng Lý đi nhầm cửa đấy chứ?" lý khang lộ còn chưa nói dứt lời thì nhóm người tiết diệu tiến đã vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh khi cả nhóm chạy đến cửa nhà vệ sinh nữ đúng lúc thấy hai người đàn ông trung niên chán ghét đẩy lý xuân hoa đang nôn ngửa đi ra ngoài lý xuân hoa vừa rồi còn hung hăng hống hách bây giờ đã giống như biến thành một con chó chết bị hai tên đàn ông trung niên đẩy ngã ngửa trên mặt đất nhà vệ sinh nữ ục ốc, thức ăn lại từ trong miệng lý xuân hoa phun ra ngoài vì lúc này hắn nằm ngửa trên nền đất nên chất ô uế cũng không rơi xuống sàn nhà, xem như trực tiếp ói lên người mình. Đúng là một tên rác rưởi, uống thành bộ dạng thế này, sao không uống chết luôn đi? Một người phụ nữ trung niên bụng mũi rồi dùng giọng oán giận lớn tiếng nói. Đồng bạn cũng không đợi nàng nói hết lời, trực tiếp tiến lên kéo đi, bộ dạng giống như đang cố gắng tránh khỏi một con ruồi bọ nào đó vậy lý khang lộ đứng bên cạnh tiết diệu tiến thấy bộ dạng của lý xuân hoa như vậy cũng sinh ra xúc động muốn che mũi nhưng hắn thấy bí thư tiết diệu tiến vẫn đứng yên không nhúc nhích vậy là vội vàng xin chỉ thị tiết diệu tiến nhìn thoáng qua lý khang lộ rồi nói thuê một gian phòng đưa vụ trưởng lý vào nghỉ ngơi lúc này đi bên cạnh tiết diệu tiến còn có vài người nhưng nếu nói về địa vị thì ai cũng hơn hẳn lý khang lộ lúc này trên người lý xuân hoa bùng lên mùi vị khó chịu tiết diệu tiến không chỉ mặt thì chẳng ai ngu xuẩn tiến lên rước bẩn vào người. Lý Khang Lộ cũng không muốn đi, nhưng khi ánh mắt tiết diệu tiến rơi lên người hắn, thế là hắn khẽ nhíu mày và đi về phía Lý Xuân Hoa lúc này đã như một con chó chết nằm trên mặt đất. Hắn khẽ nói, vụ trưởng Lý, đi thôi, tôi đưa anh về phòng nghỉ ngơi. Lý Khang Lộ lúc này có thể nói là nín thở, không dám hít vào mũi mùi vị ghê sợ của đồng ô uế kia. Nhưng hắn thật sự không ngờ Lý Xuân Hoa đang nằm không nhúc nhích lại đột nhiên mở mắt, sau đó ôm lấy vai Lý Khang Lộ rồi dùng giọng đầy men say nói: "Chủ tịch Lý, chúng ta cùng uống." Lý Xuân Hoa ôm Lý Khang Lộ, thế là bộ tây trang trên người Lý Khang Lộ nhanh chóng dính đầy chất bẩn. 27 tháng Chạp, khắp nơi trong thành phố Giang Thị đầy khí tức Tết âm lịch. Dù lúc này cơ quan chưa được nghỉ nhưng bầu không khí xử lý công vụ rõ ràng đã quạnh quẽ hơn rất nhiều. Y Phong đặt quyển sách trên tay xuống bàn làm việc, trên mặt có chút u buồn. Nàng nghĩ đến tình huống mẹ gọi điện thoại đến vào hai ngày trước, dù không nói quá rõ ràng thế nhưng ý nghĩ vẫn biểu hiện đầy đủ, chính là con gái đã lớn, dù thế nào cũng không nên để cho bố mẹ lo lắng mãi được. Y Phong à, con cũng không còn nhỏ tuổi nữa, cũng nên lo lắng cho chính mình. Mẹ nghe nói Vương Tử Quân kia đã lấy vợ rồi, con nếu còn tiếp tục chậm trễ. Lại một năm trôi qua, Y Phong cuối cùng cũng không được gặp người đàn ông làm cho mình động lòng. Nàng lúc này đã hơn 20 thế nhưng vẫn là cô độc. Vương tử quân có lẽ đã quên nàng, có lẽ đã không cần nàng, dù thế nào thì người này cũng làm nàng rơi vào tình huống không thể kiềm chế được. Điểm chết người là nàng không cảm thấy như vậy, thậm chí cho rằng cuộc sống của mình nên là như thế. Ban ngày nàng bận rộn công tác, ban đêm nàng về nhà, cảm nhận khí thức của người đàn ông mà mình yêu, yên lặng chịu đựng nổi đau, dư vị của nó là thế nào. Ai có thể hiểu được cảm giác của nàng chứ? Lần sau gặp mặt phải cho anh ấy một bài học. Y Phong thầm an ủi mình, cảm giác buồn phiền chợt nổi sóng trong lòng. Y Phong, em đang giận ai vậy? Nói cho chị biết người chọc giận em là ai, chị sẽ giúp em thu thập hắn. Khi Y Phong còn đang thất thần suy nghĩ lung tung thì một người phụ nữ hơn 40 tuổi đi vào, nàng cười ha hả xuất hiện sau lưng Y Phong. Người phụ nữ này có bộ dạng bình thường, ăn mặc theo kiểu phụ nữ trung đông nhưng toàn thân lại bùng lên cảm giác thông minh tháo vát và mạnh mẽ. Y Phong thấy người phụ nữ kia đi đến thì mỉm cười chào hỏi. "Chị Triệu, còn chưa tan tầm sao? Đang chuẩn bị tan tầm, đột nhiên có một bữa tiệc, thế là thôi không về nữa, đến đây rủ em đến tham gia cho vui." Người phụ nữ kia ngồi xuống đối diện với Y Phong rồi cười ha hả nói. Y Phong đã sớm dưỡng thành thói quen đối với những lời mời cơm của chị Triệu nàng tiếp xúc khá nhiều với chị triệu trong lúc công tác hơn nữa hai người đều đi ra từ huyện hồng bắc thế nên quan hệ càng thêm thân cận y phong lúc này cũng không có hứng thú ăn cơm thế là nàng khoát tay nói chị triệu cảm ơn ý tốt của chị thế nhưng hôm nay em thấy hơi mệt thật sự không đi được y phong tuổi của em nên chơi nhiều hơn nếu cứ suốt ngày buồn bực ở nhà thì sớm muộn gì cũng sinh bệnh nhanh đi cùng chị cho vui dù sao cũng không có quá nhiều người đều là đồng hương huyện hồng bắc làm quen vài người cũng không có gì xấu chị triệu nói rồi đứng lên khỏi ghế quyết định như vậy đi chị còn phải về làm cơm cho chồng sau đó gặp mặt rồi nói chuyện sau chị triệu nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tiệc họp mặt đồng hương huyện hồng bắc ở thành phố giang thị cũng không biết là nhà giàu nào mời khách dù y phong không quá thích thú những tình huống thế này nhưng nếu gặp mặt và làm quen đồng hương ở thành phố giang thị sau này có thể giúp đỡ nhau trong công tác. Đi tham gia bữa tiệc gặp mặt như vậy cũng chẳng có gì là không được, Y Phong thầm hạ quyết tâm, thế là sách túi khóa cửa và chuẩn bị rời đi. Lúc này toàn án nhân dân tỉnh cũng không còn mấy người, Y Phong đi trên hành lang, âm thanh giày cao gót gõ xuống nền khá chấn động. Khi đẩy xe của mình ra khỏi nhà gửi xe, Y Phong chuẩn bị đến trung tâm thương mại đi dạo một chút. Tuy nàng rất không muốn về nhà, thế nhưng đến Tết có ai không về tụ họp với gia đình chứ? tút tút tút. Khi Y Phong đang rụt cổ lại trong gió rét thì tiếng kèn xe vang lên sau lưng. Nàng nghe thấy tiếng kèn chói tai như vậy thì có chút mất hứng, thiếu chút nữa thì nổi giận. Nhưng nàng vẫn cố gắng áp chế cơn giận, lại đi sát vào lề đường bên phải. Tút tút tút. Y Phong cho rằng chiếc xe hơi kia sẽ chạy vụt qua, không ngờ tiếng kèn xe vẫn vang lên. Lúc này nàng rất căm tức, nàng quay mặt lại nhìn, đúng lúc thấy được một gương mặt thân quen. Y Phong nhìn gương mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc kia mà cảm thấy có chút chua sót, nước mắt thiếu chút nữa đã chảy tràn, nàng sững sờ đứng bên đường mà căn bản mất đi phản ứng. Cô gái ngốc, mau lên xe. Vương tử quân cũng không chờ Y Phong phản đối, hắn bước xuống, khóa xe của nàng lại, sau đó lại kéo Y Phong vào trong chiếc xe của siêu thị quân thành. Sao anh đã quay lại rồi? Không phải lúc này lãnh đạo đang rất bận rộn sao? Y Phong nhìn vương tử quân đeo kính dâm màu đen, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác chua sót. Vương tử quân thấy Y Phong có chút thương cảm, hắn cố tình muốn trêu chọc nàng, thế là dùng giọng thoải mái nói. Anh vừa mới đến thành phố Đông Bộ, còn chưa quen thuộc tình huống, ở lại cũng không giúp được gì mà còn gây ra phiền toái, vì vậy anh trực tiếp xin nghỉ quay về. Hừ, anh xin nghỉ thì nói xin nghỉ, đặt ra đủ lý do đạo mạo như vậy làm gì? y phong tuy dùng giọng hung hăng nói nhưng ý nghĩa quan tâm trong lời nói lại bùng phát ra ngoài rất mãnh liệt vương tử quân nhìn bộ dạng giận dỗi của y phong thì trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác ấm áp hắn cũng không lái xe chỉ dùng ánh mắt chăm chú nhìn nàng giống như dù có nhìn thế nào cũng sinh ra cảm giác không đủ đừng nhìn em như vậy chứ y phong khẽ đẩy vương tử quân rồi mỉm cười nói không phải anh sợ em quá lo nghĩ cho anh sao hừ xem ra lòng tốt bị trà đạp mất rồi Vương Tử Quân giúp Y Phong đeo dây an toàn, sau đó khởi động xe. "Đừng chạy về phía bên kia, chúng ta đi chợ mua thức ăn, làm cái gì ăn cái đã." Y Phong chỉ về phía trước, gương mặt tươi như hoa, nàng khẽ nói với Vương Tử Quân. "Chương 446, không làm việc gì trái với lương tâm thì không sợ quỷ đến gõ cửa, hợp lâu cần phải phân, phân lâu cần phải hợp." Một người ở một thành phố vài năm thì chắc chắn sẽ quen thuộc mọi thứ. Tất nhiên Vương Tử Quân cũng biết rất nhiều thứ về thành phố Giang Thị. Sau khi nghe nói Y Phong đi chợ mua thức ăn, hắn chợt bẻ tay lái rồi dùng giọng đầy ẩn ý nói. Anh chỉ biết hôm nay sẽ được ăn ngon. Vương Tử Quân nói đến ăn ngon thì dùng ánh mắt lơ đáng nhìn thoáng qua Y Phong. Hắn phát hiện gương mặt nàng có hơi đỏ hồng, giống như người ta đột nhiên nhìn thấy mặt trời sau nhiều ngày bị mây mưa bao phủ, thật sự rất sáng lạn. Vương Tử Quân là người trà trộn quan trường nhiều năm, Tất nhiên hắn hiểu mối quan hệ giữa mình và Y Phong thực tế là một quả bom ẩn hình. Hắn không dám cho ra hành động thiếu suy nghĩ, hắn sợ đám kẻ thù chính trị phát hiện ra, vì vậy mãi đến tối mới dám đến tìm nàng. Mỗi lần gặp mặt Vương Tử Quân thì trong lòng Y Phong luôn bừng bừng cảm giác thương tiếc, nàng đưa đến cho hắn một chậu nước ấm rửa mặt, cho hắn tẩy đi những cảm giác mệt mỏi của một ngày làm việc. Tất nhiên quan trọng là những món ngon được dọn lên bàn, món cơm thơm ngon sẽ làm hắn quên đi thời tiết giá lạnh bên ngoài sau khi hăn thì vương tử quân cũng xem như bừng bừng sức lực. Tất nhiên hai người đang ở vào giai đoạn thanh xuân phơi phới đều sinh ra cảm giác cực kỳ no đủ, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì ôm chầm lấy nhau, cùng kết hợp tạo nên một cặp uyên ương nghịch nước, sau đó ngủ thiếp đi trong cảm giác mỹ mãn. Y Phong nằm trong lồng ngực ấm áp của vương tử quân, nàng thường nói ra những lời hạnh phúc nỉ non làm cho hắn không nở buông tay. Đó là những gì xảy ra vào những lần trước khi hai người gặp mặt nhau, vương tử quân thầm nghĩ đến những tình huống nóng bỏng trước kia thế là nói ra một câu hai ý nghĩ mà y phong nghe và hiểu được anh bại hoại y phong dùng nắm đấm nho nhỏ của mình đánh lên người vương tử quân thế là chút khoảng cách giữa hai người sau nhiều ngày không gặp đã tan biến thành mây khói được được rồi anh là bại hoại không được sao vương tử quân vừa chạy xe vừa dùng giọng ôn tồn nói với y phong vương tử quân biết y phong là một người phụ nữ có nhiều thua thiệt nếu so sánh với Tần Hồng Cẩm thì nàng thật sự là càng khổ sở hơn nhiều. Trong một đơn vị ban ngành, nếu một cô gái 2425 còn chưa tìm được đối tượng, như vậy sẽ trở thành tiêu điểm để mọi người chú ý, cũng sẽ trở thành đối tượng để người ta nghị luận. Dù Vương Tử Quân chưa từng nghe qua những lời nghị luận như thế, nhưng hắn cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra được. Xe chậm rãi chạy về phía trước, trong xe rất ấm áp. Nghi Phong ngồi trên xe, nàng dùng ánh mắt như nước hồ mùa xuân nhìn Vương Tử Quân. Trong đầu nghĩ đến những tình huống hai người ở bên nhau, thế là ngượng ngùng nở nụ cười. Chợ cũng không cách quá xa đơn vị của Y Phong, vì sắp đến Tết, thế cho nên dù trời tối thì chợ vẫn rất náo nhiệt, nhưng âm thanh mua bán ồn ào làm cho ngôi chợ tràn đầy sức sống. "Đi thôi, chúng ta đi mua vài thứ." Y Phong cởi dây an toàn ra, nàng vui sướng bước xuống xe. Ánh mắt Phương Tử Quân luôn chú ý lên người nàng, nhìn bộ dạng vui sướng của nàng, trong lòng càng có thêm vài phần cảm giác ấm áp lúc này hắn giống như được thấy cô gái hoạt bát xinh đẹp ngày nào ở huyện hồng bắc tuy vương tử quân không thể cho nàng một gia đình thế nhưng dù thế nào cũng phải cho nàng được hạnh phúc vương tử quân chợt sinh ra nhiều ý nghĩ khác lạ hắn nhanh chóng khóa cửa xe trong lòng thầm cho ra quyết định hai người vừa nói vừa đi vào chợ chợt có người hô lên phía sau y phong sao em lại đến đây không phải nói tối nay sẽ ra ngoài ăn cơm sao y phong là cô gái thông minh nàng biết người đàn ông mình yêu có thân phận đặc thù nàng không muốn gây phiền toái cho hắn vì thế mỗi lần đi cùng hắn thì nàng rất cẩn thận lúc này nghe thấy có người gọi tên mình nàng nhanh chóng rút tay ra khỏi tay vương tử quân khi quay đầu nhìn lại thì thấy chị triệu xuất hiện ở ngay phía sau chị triệu chị đi mua thức ăn sao y phong chợt thở ra một hơi sau đó nàng bình tĩnh nói chị không phải về nhà nấu cơm sao thế nào lại đến chỗ này chị triệu cười ha hả nói Vừa rồi mẹ chồng gọi điện thoại nói là trong nhà thiếu nguyên liệu nấu món canh, thế là chị chạy ra đây mua bổ sung. Mà sao em lại đến đây? Chị Triệu vừa nói vừa đưa mắt nhìn Vương Tử Quân theo bản năng. Tuy gặp phải người quen làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút bất ngờ, thế nhưng lúc này tránh né cũng không còn kịp nữa, thế nên hắn cũng chỉ có thể khẽ gật đầu với chị Triệu xem như chào hỏi. Chị Triệu vốn rất tò mò với người đàn ông mà y phong dẫn đi. Khi thấy đối phương chủ động chào mình thì cũng không có ý tiếp tục hỏi. Nàng thu hồi ánh mắt từ trên người Vương Tử Quân, lại quay sang nhìn Y Phong. Y Phong lo lắng nhất là chị Triệu biết Vương Tử Quân, như vậy sẽ là rất phiền. Lúc này thấy chị Triệu có biểu hiện như bình thường, thế là nàng thở dài một hơi, sau đó lên tiếng chặn lại. "À, gặp mặt một người đồng hương, em muốn mua vài món mời anh ấy." Chị Triệu thấy Y Phong nói như vậy thì vẻ mặt khẽ biến đổi, nàng cười nói: bây giờ là lúc nào rồi mà em còn mua thức ăn về làm cơm? Nếu là đồng hương thì cũng là người huyện Hồng Bắc, hôm nay chúng ta tụ họp đồng hương, dứt khoát đưa cậu ấy đi luôn. Chị Triệu, hay là thôi đi. Y Phong cũng không muốn đi đến bữa tiệc kia, đừng nói là đưa vương tử quân đến. Vì thế nàng vừa nghe được lời đề nghị của chị Triệu thì nhanh chóng từ chối. Chị đừng nói như vậy chứ, chúng ta rõ ràng là đi ăn chùa, lại còn mang người đi, không phải làm cho người ta chê cười sao thấy chị Triệu đưa mắt nhìn sang Vương Tử Quân, Y Phong vội vàng giải thích. Lần này người mời khách cũng không quá chú ý đến số lượng tham gia, đi nhiều thì nể mặt người ta. Đừng nói nữa, cứ quyết định như vậy đi. Chị Triệu thấy Y Phong còn định chối từ, thế là nói một lời rồi kéo tay Y Phong đi. Y Phong còn muốn lên tiếng thì chị Triệu lại nói. Hai người chờ chút, tôi đưa những thứ này về nhà thì sẽ đến tìm hai người. Lần này họp mặt đồng hương ở khách sạn Thanh Tuyền, nghe nói cấp bậc của khách sạn này rất cao đầu bếp ở bên trong đều có mức lương vài ngàn một tháng đấy tử quân anh xem y phong nhìn chị triệu bước đi rất cẩn thận nàng thật sự không biết phải làm sao bình thường nàng và chị triệu có quan hệ rất thân đối phương cũng giúp nàng nhiều việc nếu như từ chối thì cũng không phù hợp nhưng nàng cũng không muốn ném chút thời gian gặp gỡ của hai người vào một tình huống hội họp chị triệu không phải nói chúng ta có thể đến sao không có vấn đề gì Chúng ta sẽ nhanh chóng quay về." Vương tử quân phất tay với Y Phong rồi dùng giọng an ủi nói. Sau khi nghe xong lời đề nghị của Vương tử quân thì Y Phong nở nụ cười vui vẻ, nhưng khi nghĩ đến thân phận của Vương tử quân thì nàng lại có chút do dự. Thế là Vương tử quân kéo tay Y Phong nói: "Yên tâm đi, anh không phải là nhân vật công chúng ở tỉnh Chiết Giang, cũng không có vài người biết mặt anh." Vương tử quân nói những lời này rõ ràng là giả dù hắn thật sự không nổi tiếng ở tỉnh Chiết Giang bằng tỉnh Sơn Nam, thế nhưng nếu nói không có vài người biết mặt cũng không đúng. Ở bên cạnh nhau thì thời gian trôi qua rất nhanh, khi màn đêm buông xuống thì hai người vương tử quân đi đến khách sạn Thanh Tuyền. Khách sạn này lắp đặt thiết bị rất xa hoa, nhân viên phục vụ ăn mặc thống nhất càng làm cho khách sạn thêm quy củ quý phái. Buổi tụ tập gặp mặt của các vị đồng hương huyện Hồng Bắc được tổ chức trong một gian phòng nhỏ trên trăm mét vuông, khi hai người vương tử quân đi vào thì bên trong đã có không ít người, những người này hầu như đều có quen biết nhau, bọn họ đang tốp 5 top 3 trò chuyện. Vương tử quân nghe những lời nói khẩu âm huyện Hồng Bắc quen thuộc phát ra từ trong miệng đám người, hắn chợt sinh ra cảm giác giống như cách xa một thế hệ. Hắn đã rời khỏi huyện Hồng Bắc hơn một năm nhưng thật sự chưa có thời gian quay lại thăm nom. nói thật lòng thì hắn rất có cảm tình với địa phương kia. Nhi Phong đến đấy à, sang bên này ngồi đi, khi vương tử quân đang thật sự rất cảm khái về thời gian mình còn công tác ở huyện hồng bắc đúng lúc một tên thanh niên rất đẹp trai và tinh thần dạng dỡ nở nụ cười tươi giói đi về phía y phong nhưng khi hắn thấy y phong khoác một tay lên cánh tay của vương tử quân thì vẻ mặt trời cứng đờ y phong cũng quen biết người kia nàng khẽ gật đầu nói sở hồng triều anh cũng đến đấy à chúng ta sang bên kia ngồi đi y phong nói rồi kéo tay vương tử quân đi về phía chị triệu Vương tử quân nhìn bộ dạng thật sự thất lạc của sở hồng chiều, trong lòng không khỏi thầm cười khổ. Có câu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, với điều kiện của y phong, nếu như không có người theo đuổi thì thật sự không bình thường. Người này công tác ở văn phòng khối chính quyền thành phố, mỗi lần dùng cơm đều gặp mặt, bình thường giống hệt như ruồi bỏ, thật sự rất chán ghét. Y Phong vừa đi về phía bên kia vừa khẽ nói với Vương Tử Quân. Chút tâm tư của Y Phong nào có thể gạt được Vương Tử Quân? hắn cảm nhận được tình cảm của nàng với mình thế là khẽ kéo tay nàng tỏ vẻ mình đã biết trước khi y phong đi đến thì chị triệu đã phát hiện ra hai người y phong tuy nàng nghe không rõ đoạn đối thoại giữa y phong và sở hồng triều thế nhưng nhìn vẻ mặt cực kỳ thất vọng của sở hồng triều thì cũng đoán được một hai phần dù nàng thật sự có chút thất vọng vì mình làm bà mối không thành công thế nhưng nàng vẫn cố gắng che giấu cảm xúc nhiệt tình mời hai người y phong ngồi xuống chị triệu lần này ai là người tài trợ buổi tụ hội này? Nhìn tình huống lúc này, ít nhất cũng phải mất vài ngàn đồng. Y Phong sợ nhất chính là chị Triệu cứ nhìn chằm chằm vào vương tử quân, vì muốn giảm bớt nguy hiểm cho người đàn ông của mình, nàng vừa ngồi xuống vị trí đã chủ động di chuyển chủ đề. Chị Triệu tất nhiên không thể nào phát hiện sách lược của Y Phong, khi nghe thấy Y Phong hỏi như vậy thì cười khanh khách nói. Là giám đốc tề của công ty trang sức Kim Bích, nếu như không phải ông ấy là người lắm tiền nhiều của, ai sẽ dám phô trương như vậy? Chị không phải nói người này tuy có tiền nhưng lúc nào cũng giữ khư khư, căn bản đều xem nó như xương sườn của mình sao? Bây giờ mặt trời mọc hướng Tây rồi à? Y Phong giống như có chút ấn tượng với giám đốc tề, nàng uống một hớp nước rồi cười hỏi. Anh ấy có chút keo kiệt nhưng còn phải xem người đến là ai, lần này anh ta bỏ tiền vốn lớn như vậy chủ yếu để nịnh nọt người ta. Chị Triệu giống như biết rất rõ chuyện liên quan đến buổi tụ họp này, thậm chí biết rất rõ các vị đồng hương huyện Hồng Bắc ở đây, thế là nàng khẽ cười giải thích với Y Phong. Vì nịnh nọt người ta. Y Phong quét mắt nhìn về phía một người đàn ông gầy gò mặc tây trang, đúng lúc thấy đối phương đang nhiệt tình chào hỏi người khác. Ánh mắt Phương Tử Quân liên tục quét qua khắp phòng, tuy hắn căn bản không quen biết những người này, nhưng nếu nhìn vào giọng điệu và cách ăn mặc, hắn có thể đoán được lai lịch chung của bọn họ. Vương Tử Quân thấy những người kia có thể là nhân viên công tác của các đơn vị ban ngành trong thành phố Giang Thị, tuy cũng có chút địa vị nhưng không phải là nhân vật gì quan trọng. Nửa giờ sau thì mọi người đã đến đông đủ, ông chủ tề là người lên tiếng đầu tiên, hắn cười ha hả đi đến khoảng đất trống ở giữa bốn bàn tiệc, sau đó khẽ phủi tay nói: "Các vị, vài ngày nữa sẽ đến Tết, nhân dịp này tôi xin chúc mọi người một năm mới an lành hạnh phúc, thăng quan phát tài." giám đốc tề lên tiếng làm cho đám người tham dự bữa tiệc phải cười lớn có người còn cười ha hả nói giám đốc tề thăng quan là chuyện của chúng tôi phát tài sẽ để lại cho anh lại một chàng cười lớn vang lên bầu không khí trở nên nhiệt liệt hơn rất nhiều giám đốc tề cũng không giận lời nói vừa rồi hắn cười ha hả nói vậy tôi xin mượn lời chúc may mắn của trưởng khoa lý mọi người cùng thăng quan phát tài hôm nay ngoài việc tụ tập đồng hương gặp mặt Tôi còn có một chuyện vui cần tuyên bố. Cậu Hồng Triều đã được định vị làm thư ký của chủ tịch đồng thành phố Giang Thị, nhân cơ hội này chúng ta nên chúc mừng cậu đồng, mọi người thấy có đúng không? Chủ tịch đồng là ai thì Vương Tử Quân không biết, hơn nữa đối phương còn chưa tiến vào thường ủy thị ủy. Hắn tuy không quá chú ý đến cục diện chính trị của thành phố Giang Thị, thế nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng tên của các vị lãnh đạo chủ chốt của Giang Thị. Mặc dù là thư ký của phó chủ tịch thế nhưng như vậy cũng đủ làm cho không biết bao nhiêu cán bộ khoa viên trong đơn vị phải hâm mộ và ghen tị. Khi giám đốc tề tuyên bố thân phận mới của sở Hồng Triều, có một nhóm người đến vây quanh hắn lại. Ôi, anh xem, nếu em nói anh là phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ thì bọn họ sẽ như thế nào? Y Phong nhìn thoáng qua sở Hồng Triều, sau đó nàng khẽ kéo tay vương tử quân, lại lặng lẽ lên tiếng. Bọn họ sẽ bày ra bộ dạng đứng từ xa mà nhìn vào, vì dù sao thì anh cũng chưa phải là phó chủ tịch tỉnh sơn nam vương tử quân biết rõ y phong nói ra như vậy muốn tìm nguồn vui cho mình hắn khẽ vuốt mái tóc của nàng rồi nói như vậy không bằng em nói anh là con trai của thư ký trưởng vương như vậy sẽ có lực sát thương hơn khanh khách anh đúng là mèo khen mèo dài đuôi y phong có vẻ cực kỳ hưởng thụ với hành vi thân mật của vương tử quân nàng khẽ nở nụ cười nói chị triệu nhìn hành vi thân mật của hai người vương tử quân Nàng thầm nghĩ lần này đúng là rằng co, chỉ cần nhìn ánh mắt Y Phong nhìn về phía người đàn ông kia thì biết sự việc không nói đùa được. Nhưng nàng cũng thầm cảm thấy đáng tiếc cho Y Phong, một thư ký của phó chủ tịch có tương lai huy hoàng như vậy mà không biết nắm bắt, sau này muốn tìm được một người như vậy cũng không phải dễ dàng gì. "Chị Triệu, các vị, tôi mời mọi người một ly." Khi chị Triệu đang thầm cảm khái thì Sở Hồng Triều bưng ly rượu đi đến nói. Dù người ngồi thành vài bàn nhưng cũng không phải ít sở hồng chiều đi qua và chỉ khẽ cụm ly với mọi người, sau đó hắn uống một ngụm mà thôi, cuối cùng lại thuận thế ngồi xuống một chiếc ghế không quá cách xa vương tử quân. Trường khoa sở, anh em cùng chung hoạn nạn phú quý, sau này cần anh quan tâm nhiều hơn, chúng ta đều là người của huyện Hồng Bắc, sau này cũng mong tìm được chỗ dựa từ trường khoa sở. Một người đàn ông trung niên có vẻ là lão quan trường chờ sở hồng chiều ngồi xuống ghế, sau đó không nhịn được mà nâng ly dùng giọng nịnh nọt nói với sở hồng chiều. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tyenfull.vn.com Anh tả, anh khách khí như vậy là không được, chúng ta là gì chứ? Sau này nếu có gì cứ tìm tôi, chỉ cần có thể giúp đỡ thì tôi sẽ tuyệt đối không nói hai lời. Khi đàn ông gặp chuyện đắc ý, hơn nữa lại ngồi trước mặt người phụ nữ mình thích, ai cũng thích đề cao bản thân mình. Thấy anh tả nhận được lời đáp lễ nhiệt tình của sở Hồng Chiều, những người khác cũng lên tiếng với sở Hồng Chiều thế là bầu không khí trên bàn tiệc càng thêm náo nhiệt. Nhưng đáng tiếc là Sở Hồng Triều cũng không đặt tâm tư lên những người kia, sau khi nói với chị Triệu hai câu thì hắn quay sang nói với Vương Tử Quân. Anh bạn có vẻ lạ mặt, anh là người xã nào? Người ở xã nào chính là hỏi xã ở huyện Hồng Bắc, Vương Tử Quân cười cười nói. Tôi công tác 2 năm ở huyện Hồng Bắc, cũng coi như một nửa người huyện Hồng Bắc. Vương Tử Quân ở huyện Hồng Bắc cũng căn bản không được 2 năm hắn chỉ thuận miệng nói như vậy mà thôi, chẳng qua chỉ muốn chuyển hướng đề tài. Ôi, cũng không biết bây giờ nửa đồng hương đang công tác ở đơn vị nào. Biết đâu sau này chúng ta có thể làm quen tiếp xúc và giúp đỡ nhiều hơn. Sở hồng chiều tự đắc nâng ly rượu lên, bộ dạng thật sự từ trên cao nhìn xuống. Vương tử quân cũng không có hứng thú rông dài, hắn cười nhạt một tiếng nói. Con người của tôi không có công tác gì đứng đắn, chỉ là có vài ý tưởng kiếm chút tiền, chỉ sợ không thể nào nhận được sự quan tâm của trưởng khoa sở nhà anh bạn ở thành phố giang thị sao sở hồng triều thấy vương tử quân cũng không nói gì thì không khỏi cảm thấy rất hiếu kỳ có lẽ người này xấu hổ không muốn nói nếu thật sự là như vậy thì hắn vẫn còn hy vọng với y phong thử nghĩ mà xem một người không chút danh tiếng gì như tên này sao có thể đánh đồng với một thư ký của phó chủ tịch thành phố như hắn đúng nhà ở thành phố giang thị vương tử quân có chút phiền phức hắn biết rõ đi cùng Y Phong sẽ luôn phát sinh phiền toái, nhưng bây giờ bị một nhân viên công tác của khối chính quyền thành phố Giang Thị nhìn vào chầm chầm thì hắn cũng sinh ra cảm giác không được thoải mái. Bác trai bác gái công tác ở thành phố Giang Thị à? Sở Hồng Triều nghe thấy Vương Tử Quân cố ý nói cho qua, hắn lập tức đoán ra đối phương căn bản không có bối cảnh gì. Những năm nay chỉ cần là cha mẹ có chút bản lĩnh, có ai muốn trơ mắt nhìn con mình khổ sở lăn lộn bên ngoài chỉ cần nghĩ như vậy là biết hắn yêu Việt hơn người ta như thế nào rồi. Bố của tôi là người làm công, mẹ dạy học. Vương Tử Quân lười biếng cho ra một câu trả lời như vậy thiếu chút nữa làm cho Y Phong cười khanh khách thành tiếng. Nhưng nghĩ lại thì thấy câu trả lời của Vương Tử Quân là không sai, nhưng đường đường là một thường ủy tỉnh ủy, thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy thì chỉ có thể là trợ thủ cho bí thư tỉnh ủy mà thôi. Ha ha, nếu sau này cậu có chuyện gì cứ đến tìm tôi, chuyện lớn thì chưa biết chắc nhưng nếu muốn lăn lộn tìm chút cơm qua ngày cũng không là vấn đề câu trả lời của vương tử quân thật sự làm thỏa mãn lòng hư vinh của sở hồng triều hắn nâng ly rượu trong tay lên rồi cười đắc y nói vương tử quân chẳng muốn nói thêm thế nên chỉ ừ một câu rồi cho qua sở hồng triều còn muốn tiếp tục hỏi chỉ lại y phong thấy rất hối hận nàng và vương tử quân đã nhiều ngày không gặp nàng nào muốn tiếp tục ở lại tham gia náo nhiệt thế là nàng đứng lên sau đó nhìn thoáng qua vương tử quân nói tôi còn có vài việc thế mà quên mất, chúng ta nên quay về thôi. Vương tử quân vốn cũng có ý muốn tìm hiểu vòng quan hệ của Y Phong, thế nhưng lúc này hắn cũng mất hứng, thế là khẽ gật đầu với Y Phong, hai người một trước một sau ra khỏi phòng. Ôi, anh đúng là, nói dối mà không ngờ lại như thật, cũng không thèm nhíu mày, sao anh lại biến bác thành người làm công rồi. Y Phong dùng ánh mắt say đắm nhìn Vương Tử Quân, nàng dùng giọng oán trách nói. Vương Tử Quân cười cười nói. Ôi, thật sự là một tên đầu óc chật ních mà bụng giống kêu gào, một người không trầm ổn như vậy sao có thể làm thư ký được. Cũng may cậu ta muốn khoe khoang, tôi cũng muốn cho cậu ấy thỏa mãn, dù sao thì lúc này cũng là cuối năm, cho người ta một niềm vui cũng tốt. Đi thôi. Vương tử quân mở cửa xe để Y Phong ngồi xuống ghế. Này, sau khi quay về An cũng đừng nên làm cho giấc mộng thư ký của người thất bại đấy chứ. Y Phong tùy ý để cho vương tử quân thắt dây an toàn cho mình, trên mặt mang theo nụ cười quỷ quyệt vương tử quân nhìn bộ dạng của y phong hắn không nhịn được phải hôn lên mặt nàng một cái sau đó nói làm sao anh lại là loại người không rộng lượng như vậy hừ em đúng là đáng đánh đòn anh là loại hẹp hòi như vậy sao nhưng cấp bậc của y phong nhà ta cũng nên đề cao một chút một cô gái tốt như thế này mà còn chưa là phó khoa không phải làm hỏng nhân tài sao hai người cười cười nói nói sau đó vương tử quân khởi động xe chạy về phía căn hộ thuộc về hai người bọn họ. Mùa đông lạnh lẽo không ngăn cản được Tết âm lịch kéo đến, sau khi lưu luyến đưa Y Phong lên tàu về nhà thì vương tử quân cũng quay về nhà mình ở khu thường ủy tỉnh ủy. Dù lúc rời khỏi thành phố về huyện Hồng Bắc thì nàng luôn nở nụ cười, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nàng thật sự rất không nỡ bỏ đi. Vương tử quân cũng cảm thấy tâm tình giảm xuống thấp, hai bên kết giao vài năm, Quan chức của mình liên tục tăng tiến nhưng không thể mang đến cho phụ nữ của mình nhiều niềm hạnh phúc và vui sướng. Hắn đi trên con đường quen thuộc ở khu nhà thường ủy tỉnh ủy, hắn thầm nghĩ may mà Tần Hồng Cẩm không quay về, nếu không thì mình sẽ càng đau lòng hơn. Lúc này khu nhà thường ủy tỉnh ủy ngoài việc thiếu đi nhiều phần màu xanh hơn so với mùa hè thì căn bản cũng không có gì quá khác biệt. Vương Tử Quân về đến nhà trước tiên đi gặp ông nội, ông hắn cũng không vì vấn đề thời tiết mà ở lì trong nhà ông vẫn nhàn rỗi chăm sóc sân vườn. Tết đến vương tử quân cũng khá bận rộn, nào là đi thăm người thân bạn bè, đến 29 còn phải cùng Mạc Tiểu Bắc chạy về thủ đô, gặp mặt các thành viên lớn nhỏ của Mạc Gia. Thân thích của vương gia, thân thích của Mạc Gia, hơn nữa hai bên đều có bạn bè, điều này làm cho vương tử quân cảm thấy đầu mình to hơn khi nghĩ đến chuyện đi thăm hỏi mọi người. Mùng 6 Tết thì mọi chuyện mới giảm bớt, hắn không khỏi xoa xoa chán, hắn nhìn mạc tiểu bắc đang ngủ say trên giường mà thầm cảm thấy mệt mỏi cũng làm khó cho nàng nhiều ngày qua nàng luôn tươi cười cùng hắn đón khách cực kỳ khó có được tết năm nay vấn đề làm khó vương tử quân nhất không phải đến gặp bạn bè chính là đến nhà lâm dĩnh nhi hắn tất nhiên phải đến nhà bí thư lâm nhưng vì tránh xấu hổ nên hắn cố ý chọn một ngày lâm dĩnh nhi không có ở nhà hắn mang theo hai hộp trà đến nhà lâm trạch viễn một lát khi hắn thầm kêu may mắn vì đã thoát được cô gái lâm dĩnh nhi điều này làm hắn cảm thấy vui sướng vì thoát khỏi một kiếp thế nhưng một lần hắn cùng mạc tiểu bắc đi ra ngoài lại đụng mặt cô gái này mọi người ở cùng một khu nhà thường ủy tỉnh ủy sẽ khó tránh khỏi tình huống đụng mặt nhau vương tử quân vốn dĩ có sẵn giác ngộ như vậy nhưng khi hai bên gặp mặt nhau không biết vì sao trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác không yên không làm việc gì trái lương tâm thì đến tối làm sao phải sợ quỷ đến nhà gõ cửa vương tử quân thầm mắng mình hai câu hắn miễn cưỡng nở nụ cười sau đó giới thiệu hai người mạc tiểu bắc và lâm dĩnh nhi cho nhau thật ra lúc vừa kết hôn xong thì ba người đã từng gặp mặt nhau khi cùng đi xem một chương trình ca nhạc phải nói là lâm dĩnh nhi vẫn nhớ rất kỹ mạc tiểu bắc mà mạc tiểu bắc cũng giống như có ấn tượng không nhỏ với lâm dĩnh nhi cũng không biết vì nguyên nhân gì mà mạc tiểu bắc vốn là một cô gái lãnh đạm lại trò chuyện khá vui vẻ với lâm dĩnh nhi thậm chí vài ngày sau Lâm Dĩnh Nhi còn có không ít lần tìm đến trò chuyện chơi đùa với Mạc Tiểu Bắc. Hai người Mạc Tiểu Bắc và Tô Anh tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp vào mùa đông. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, khi nghe thấy tiếng gõ cửa thì Vương Tử Quân đã vội vàng đi ra ngoài. Lúc này Mạc Tiểu Bắc khá mệt mỏi, hắn cũng không muốn nàng bị đánh thức khi đang ngủ ngon. "Anh, hôm nay anh có bận rộn gì không?" Vương Tử Hoa mở to mắt nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ hỏi. Nếu như trước kia hắn thật sự ghen ghét Vương Tử Quân, bây giờ thì hoàn toàn chịu phục. Dưới sự giúp đỡ của gia tộc thì Vương Tử Hoa thật sự thẳng tiến lên mây xanh, bây giờ đã là cấp chính khoa, còn trẻ mà có cấp bậc như vậy đã là rất tốt rồi. Nhưng nếu so sánh thành tích của hắn với Vương Tử Quân thì rõ ràng là một trời một vực, đối phương là một vị phó chủ tịch thường vụ của thành phố ở tỉnh Sơn Nam, tuyệt đối làm cho Vương Tử Hoa chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng và mất đi tất cả tư tưởng cạnh tranh vương tử quân biết rõ vương tử hoa muốn kéo mình ra ngoài chơi nếu là trước kia hắn sẽ có thể đồng ý nhưng hôm nay hắn thấy mạc tiểu bắc cực kỳ mệt mỏi hắn cũng chỉ có ý nghĩ muốn ở nhà để nghỉ ngơi với vợ thật sự có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút ôi như vậy thật đáng tiếc hôm nay anh đồng mời khách người này có chút trình độ vương tử hoa nói rồi vỗ đầu anh đồng là phó chủ tịch mới đến thành phố giang thị trước kia là thư ký trưởng cho bố em vương tử hoa nói như vậy Vương tử quân thấy hai bên cũng không phải là người ngoài, thế cho nên mới cười nói. Chỉ cần cậu đến là được, không cần kéo tôi theo. Vương tử quân nói rồi chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi, nhưng khi quay đầu hắn rông như chợt nhớ đến vấn đề gì đó, hắn thuận miệng hỏi. Thư ký của anh Đồng có phải họ sở không? Nói thật thì vị thư ký kia cũng không quá tốt. Vương tử quân nói có vẻ rất vị ý nhưng nói xong thì quay về phòng mình. Nhưng những lời này lại làm cho vương tử hoa cảm thấy buồn bực, thầm nghĩ chẳng lẽ thư ký của anh đồng đắc tội với Vương Đại ca sao? Nếu không với địa vị của anh mình thì sao lại phải nhớ đến một tên lâu la như vậy? Bia đâu đại ca đã biết anh Đồng là ai, sở dĩ không đến dự tiệc cũng vì không vừa mắt tên thư ký kia. Còn bà nó, một thư ký nhỏ mà dám làm ra trò này, xem ra phải để cho anh Đồng đổi thư ký thôi. Vương Tử Hoa lúc này thật sự rất kính sợ Vương Tử Quân, hắn là người có quan hệ không tệ với Chủ tịch Đồng, thế là vừa đi vừa suy xét các cơ quan ban ngành đều đi làm vào ngày mùng 7, Mạc Tiểu Bắc cũng là như vậy. Sáng sớm mùng 7 Vương Tử Quân đưa theo Mạc Tiểu Bắc chạy như bay về thành phố Đông Bộ. Sau khi xe lên đường cao tốc, Mạc Tiểu Bắc thật sự thả lỏng toàn thân, nàng giống như hóa thành một con chim nhỏ, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nếu để mẹ thấy em có bộ dạng như vậy, thế nào cũng bị mắng cho một chặp. Vương Tử Quân thấy bộ dạng mừng rỡ của Mạc Tiểu Bắc thì khẽ mở miệng trêu chọc. Mẹ sẽ không mắng em, Mạc Tiểu Bắc biết rõ Vương Tử Quân đang chọc mình, nàng chỉ cười cười dựa lưng lên ghế lái phụ. "Lát nữa anh mệt em sẽ lái xe cho anh." Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không nói thêm điều gì mà chỉ chuyên tâm lái xe. Tuy nói mùng 7 đi làm nhưng bầu không khí Tết nhất vẫn còn khá đậm, nhiều cán bộ sau khi lên đơn vị thì lặng lẽ chuồn đi, lãnh đạo thì mắt nhắm mắt mở bỏ qua, tuy biết rõ tình huống này nhưng chỉ nở nụ cười tha thứ mà thôi. Tết đã qua nhưng hương vị vẫn còn nồng nàn. Nếu yêu cầu quá nghiêm thì rõ ràng là không hợp tình hợp lý. Vương Tử Quân tất nhiên cũng giả vờ làm lơ, ngoài những lúc kiên trì đi làm đúng giờ, tất cả tâm tư đều đặt lên phương diện đi dạo với Mạc Tiểu Bắc. Hai đứa cũng nên có con được rồi. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc mà nhớ đến một câu nói của mẹ trước khi đi. Nói thật thì bây giờ Vương Tử Quân vẫn còn chưa có ý nghĩ có con, nhưng lời nói của mẹ cũng làm hắn có chút chờ mong. Nghĩ đến con cái thì Vương Tử Quân cũng không khỏi có chút trầm ngâm. Vương Tử Quân không khỏi nghĩ đến đứa con kiếp trước của mình, nghĩ đến tình huống nó vừa tập tễnh bước đi đến khi học xong đại học. Bây giờ mình đã đi trên con đường khác biệt, chỉ sợ đứa con mà kiếp trước mình dành hết tất cả cảm tình cho nó cũng không xuất hiện. Có đôi khi hắn nghĩ về tình huống này, hắn chợt cảm thấy có chút gì đó khó chịu, có gì đó bực bội khó tả. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Tử Quân nhìn dãy số rồi cười nói: "Anh Triệu đấy à, chúc mừng năm mới." Triệu Nguyên Cố ở đầu đây bên kia cười lớn nói: "Chúc mừng năm mới Bí thư Vương, năm mới anh cũng không đến Triệu tập đám bộ hạ cũ chúng tôi, chẳng lẽ anh bỏ mặc không hỏi gì sao?" Khi Vương Tử Quân rời đi thì mối quan hệ giữa hắn và nhóm người Triệu Nguyên Cố càng thêm nóng hổi. Khi bọn họ gọi điện thoại cho nhau thì cũng rất hòa thuận vui vẻ, nói chuyện rôm rả. Vương Tử Quân biết Triệu Nguyên Cố lần này gọi điện thoại đến nhất định là có chuyện, dù sao thì dịp Tết đã gọi điện thoại thăm hỏi rồi, thậm chí vào lúc giao thừa cũng đã thân mật nói vài câu. Hắn thầm suy đoán mục đích của Triệu Nguyên Cố khi gọi điện thoại tìm mình, lại không quên mở miệng trêu ghẹo. "Không phải tôi có ý kiến với các anh, chủ yếu là các anh có ý kiến với tôi. Bây giờ tôi là cán bộ cơ sở, các anh mới là cán bộ lãnh đạo, phải nói đến thời điểm thích hợp mong các vị lãnh đạo Triệu Kiến mới đúng." Bí thư Vương, ngài nói như vậy rõ ràng là làm khó chúng tôi, dù đi đến chân trời thì ngài cũng là lãnh đạo của chúng tôi." Triệu Nguyên cố lại bày ra bộ dạng muốn buôn chuyện với Vương Tử Quân, hắn cười nói: "Bí thư Vương, bây giờ tôi đang trên đường đến thành phố Đông Bộ, giữa trưa anh có bận rộn gì không?" "Giữa trưa? Nếu nói cứ đến trưa sẽ rảnh rỗi thì hoàn toàn là giả." Vì mỗi ngày cứ đến tan tầm buổi trưa là các vị lãnh đạo đơn vị cấp dưới đều gọi điện thoại đến để hy vọng có thể dùng cơm trao đổi cảm tình với lãnh đạo. Dù là có sắp xếp gì hay không, nếu anh đến, rõ ràng muốn tôi đặt lên vị trí hàng đầu phải không? Anh đến đâu rồi, có cần tôi lái xe đến đón không? Không cần, tôi đã đến địa giới của thành phố Đông Bộ, nửa giờ sau sẽ đến. Triệu Nguyên cố nói rồi dừng lại một chút. Lão lãnh đạo, ngài không nên sắp xếp người khác hai ngày qua tôi đã uống khá nhiều rồi, chỉ mong nói vài lời thân mật với lãnh đạo mà thôi. Vương Tử Quân cười nói, Bí Thư Triệu, hai người chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê, tôi cũng không định tiếp đái anh quá long trọng, vì những ngày qua đã làm dạ dày tôi cực kỳ khó chịu rồi. Vương Tử Quân nói thêm vài câu vui đùa thì cúp điện thoại, hắn suy tư một lúc, sau đó gọi điện thoại cho giám đốc khách sạn đông bộ nhâm vĩnh cách, để đối phương sắp xếp một phòng. Nhâm Vĩnh Cách tất nhiên sẽ không dám nói hai lời với sắp xếp của Phó Chủ tịch Thường vụ, thế là nhanh chóng đồng ý. Nửa giờ sau Triệu Nguyên Cố xuất hiện trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, dù hắn lên tiếng rất đơn giản, nói chỉ đến người không, thế nhưng ngoài lái xe thì còn có một người đàn ông trung niên. Sau khi người đàn ông trung niên này đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân thì tỏ ra rất gò bó. Bí thư Vương, tôi giới thiệu cho anh, đây là anh họ của tôi, tên là La Hồng Trương anh ấy cũng không phải là người ngoài, lại là thuộc hạ của ngài, nghe nói tôi muốn đến thành phố Đông Bộ thì chạy từ huyện Lâu Hoàn đến đây. Triệu Nguyên cố nhiệt tình bắt tay với Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng giới thiệu người đàn ông trung niên ở phía sau. Huyện Lâm Hoàn, cấp dưới của mình, Vương Tử Quân nghe vài chữ này thì hiểu ý của Triệu Nguyên cố, nhưng hắn cũng không nói ra, chỉ khẽ cười với Triệu Nguyên cố rồi bắt tay với La Hồng Trương. Chào Chủ tịch Vương. Khi La Hồng Trương bắt tay Vương Tử Quân thì nở nụ cười cực kỳ khiêm tốn. Vương Tử Quân đến thành phố Đông Bộ chưa lâu, cũng chỉ nhớ được tên các vị lãnh đạo đứng đầu khối Đảng ủy chính quyền của các quận huyện bên dưới mà thôi, còn các vị lãnh đạo cấp phó trong các quận huyện thì căn bản không biết nhiều. Sau khi ba chữ huyện Lâm Hoàn hiện ra trong đầu hắn, hắn lấy vài cái tên có ấn tượng với mình trong huyện Lâm Hoàn ra so sánh, chợt phát hiện La Hồng Trương không giống người nào trong số đó, thế là cho ra một phán đoán đại khái với La Hồng Trương tôi và anh nguyên cố chính là bạn bè đồng sự anh là anh họ của anh nguyên cố như vậy chúng ta là người một nhà cũng không cần quá gò bó vương tử quân khẽ phất phất tay với la hồng trương lại vừa cười vừa nói triệu nguyên cố thấy vương tử quân khách khí với anh họ của mình như vậy thì tỏ ra rất hưởng thụ dù sao thì bí thư vương cũng nể mặt mình khi thấy vương tử quân còn muốn khách khí với anh họ của mình thì hắn nhanh chóng cười nói Chủ tịch Vương khi còn công tác ở tỉnh Đoàn thì đã nổi tiếng là lãnh đạo bình dị gần gũi, anh nếu tiếp tục tỏ ra gò bó, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh gần gũi bình dị của anh ấy. Triệu Nguyên Cố nói lời trêu chọc làm cho ba người đều nở nụ cười. Vương Tử Quân cười rất vị ý, Triệu Nguyên Cố có chút tự đắc còn La Hồng Chương thì lại có nụ cười mười phần hiền lành. Đợi đến khi Triệu Quốc Lương pha trà ngon xong thì Vương Tử Quân bắt đầu nói chuyện phiếm với Triệu Nguyên Cố. Trong lúc trò chuyện Vương Tử Quân đã biết rõ tình huống của tỉnh đoàn vào thời gian gần đây. Bầu không khí của tỉnh đoàn khá bình tĩnh, dù có vài thay đổi nhân sự nho nhỏ thế nhưng đại thể vẫn là như vậy, căn bản không có gì khác. Vương Tử Quân cảm khái hai câu cực kỳ thoải mái với Triệu Nguyên Cố, sau đó lại chuyển chủ đề sang La Hồng Trương. Người này là phó bí thư chủ quản công tác tuyên truyền ở huyện Lâm Hoàn, dù sắp xếp trong ban ngành cũng khá cao, thế nhưng muốn được đề bạt thì cũng cần một khoảng thời gian và khoảng cách nữa. La Hồng Trương đi phu sao cũng là lần đầu tiên nói chuyện với Vương Tử Quân, vì vậy phần lớn chỉ dùng những lời khách sáo, nhưng dù thế nào cũng biểu hiện trạng thái rất nhanh nhẹn. Khi Vương Tử Quân và Triệu Nguyên cố nói chuyện với nhau thì cũng có thể mở miệng nói được vài lời vào đúng thời điểm mấu chốt. Nguyên cố, hai chúng ta có thể nói là đã lâu chưa gặp lại, tôi cũng muốn xem qua một năm mới thì tử lượng của anh có tăng hay không. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ treo tường, hắn cười ha hả nói với Triệu Nguyên cố, Chủ tịch Phương, bí thư tử quân của tôi, kiểm nghiệm tử lượng thì có thể, thế nhưng lần này là ba người uống rượu mà thôi, cũng không nên tìm người ngoài, nếu không cũng khó thể tận hứng. Triệu Nguyên cố phất phất tay với vương tử quân rồi cười lớn nói. Được, vậy chúng ta cùng nhau uống rượu tâm sự vậy. Triệu Nguyên cố nói ra lời đề nghị làm cho vương tử quân càng khẳng định suy đoán của mình, xem ra Triệu Nguyên cố đến cũng là vì chuyện của La Hồng Trương. Vương Tử Quân đã có hai phương án sắp xếp để đối phó với tình huống Triệu Nguyên Cố đến thăm, nếu Triệu Nguyên Cố không phản đối tiếp đãi gióng chống khua chiêng, hắn sẽ chuẩn bị cho nhóm người Lưu Nham Phú giúp mình thu dọn một bàn tiệc ở khách sạn Đông Bộ, coi như tiếp đãi Triệu Nguyên Cố với quy cách cao. Mà bây giờ Triệu Nguyên Cố không muốn có người tiếp khách, như vậy sẽ chuyển sang phương án khác. Hơn 20 phút sau thì ba người đi đến một nhà hàng chuyên bán thịt dê, nhà hàng này tuy không lớn nhưng lại khá sạch sẽ. Lúc này còn chưa đến giờ cơm nhưng trong nhà hàng đã đầy người, khí thế ngất trời. "Bí thư Triệu, nơi này chính là quán ruột của tôi, bình thường giữ kín không nói ra, là địa điểm dùng cơm rất ngon, có thể nói là nhất thành phố Đông Bộ. Đặc biệt chỗ này có món súp dê, ăn vào làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái." Vương Tử Quân ngồi xuống một gian phòng trung bình, sau đó cười nói với Triệu Nguyên Cố. "Thân ở trong thể chế nhiều năm thì nói chuyện cũng không thể tiêu duy theo phương pháp thông thường." Ví dụ như mời khách như thế này, địa vị của khách và cấp bậc quán ăn là cực kỳ quan trọng, giống như Vương Tử Quân bây giờ, hắn đường đường là phó chủ tịch thường vụ, với địa vị của hắn hiện tại, mời Triệu Nguyên Cố đến nhà khách thành phố dùng cơm là rất bình thường và là điều dĩ nhiên, thế nhưng hắn lại kéo Triệu Nguyên Cố đến nơi này. Một nhà hàng thịt dê không những không làm cho Triệu Nguyên Cố sinh ra cảm giác bị khinh thường, ngược lại còn làm cho hắn cảm thấy Vương Tử Quân không xem mình là người ngoài đã sớm nghe nói thịt dê ở thành phố đông bộ có mùi vị không tệ hôm nay xem như được nếm thử chủ tịch vương ông bạn già của tôi anh thật sự có ánh mắt tinh đời triệu nguyên cố ngồi bên cạnh vương tử quân dùng giọng chân thành nói vương tử quân cười cười với lời nói không biết thật giả của triệu nguyên cố mà cũng không lên tiếng nói gì thêm la hồng trương ở bên cạnh lại nói tiếp nguyên cố tôi tuy chưa đến tỉnh đoàn các anh thế nhưng các anh nhớ đến chủ tịch vương tử quân thì tôi lại hiểu một vị lãnh đạo giống như chủ tịch vương, dù là ai cũng luôn muốn đi theo bên cạnh anh ấy. Ba người cùng cười, sau đó nhân viên phục vụ bắt đầu dọn các món dê thơm ngon lên bàn. chương 447, kéo phải ra, sông phải qua, đánh phải thắng. Vương tử quân thấy món ăn đã được dâng lên đầy đủ, lúc này mới mở một chai rượu chuẩn bị sẵn ra nói. Nguyên cố, Hồng Trương, hôm nay chúng ta nói trước, mọi người cứ uống đúng độ của mình, vì sau đó chúng ta còn nhiều tiết mục, chỉ cần uống vừa phải mà thôi, không cần quá nhiều. Kiên quyết ủng hộ lời hiệu triệu của chủ tịch Vương. La Hồng Trương vừa cười vừa nói, hắn đứng lên nhận lấy chai rượu trong tay của Vương Tử Quân, sau đó rót đầy ba ly trên bàn. Rượu ngon, thức ăn ngon, Vương Tử Quân là một chủ nhân lại rất nhiệt tình, hơn nữa lại có La Hồng Trương lên tiếng phụ trợ, thế là bữa tiệc rượu hôm nay uống rất vui vẻ thoải mái, một chai rượu cũng vô tình rót hết vào trong bụng ba người. Vương Tử Quân tuy nắm chắc tử lượng của mình nhưng vẫn sinh ra cảm giác say. Triệu Nguyên Cố cũng không khá hơn Vương Tử Quân, thế cho nên giọng điệu cũng vô tình có hơi lớn. "Chủ tịch Vương, sau khi anh rời tỉnh đoàn, thật sự đáng tiếc. Nhớ ngày đó khi anh còn chủ trì công tác ở tỉnh đoàn, khi đó tỉnh đoàn thật sự rất có thể diện, cho dù là đám người tự cho mình là đúng ở văn phòng tỉnh ủy thấy chúng tôi cũng không thể không lên tiếng. Bây giờ ngài đi thì khác hẳn." bây giờ công tác chủ yếu là không cầu có công chỉ cầu có thể vượt qua thế cho nên địa vị không tăng tiến có cũng được ma không có cũng chẳng sao thiếu chút nữa đã đến mức độ mai danh ẩn tích triệu nguyên cố nâng ly rượu lên làm một ngụm rồi lắc đầu nói triệu nguyên cố tỏ ra rất bất mãn với vị bí thư tỉnh đoàn mới nhận chức dù vương tử quân có chút toàn tính nhưng cũng không thể nào nắm được sự việc mẫn cảm như vậy vì thế dù cho Triệu Nguyên cố có nói như thế nào thì hắn cũng chỉ gật đầu mà thôi, cũng không biểu hiện thái độ của mình. Bí thư vương, lần này tôi đến thành phố Đông Bộ, một là tìm lãnh đạo nói vài lời tri tâm, hai là có chút chuyện cần cầu ngài. Triệu Nguyên cố cầm chai rượu rót thêm một chút vào ly cho vương tử quân, sau đó hắn đặt chai rượu xuống chỉ vào La Hồng Trương nói. Anh họ của tôi là người có năng lực công tác, trình độ lý luận cũng không thấp, nhưng tuyến trên không có người nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi, vài lần có cơ hội để bạt nhưng vì nguyên nhân như vậy mà làm cho chậm trễ. Bây giờ độ tuổi của anh ấy cũng không còn nhỏ, nếu không tiếp tục được để bạt thì sợ rằng sẽ không còn hy vọng. Tôi chỉ có một mình bí thư vương là bạn bè chi tâm ở thành phố Đông Bộ, vì thế chuyện này kính nhờ ngài. Vương tử quân nâng ly rượu lên cùng với triệu nguyên cố nhưng trong lòng lại thầm cười nhạt. Vương tử quân đã đoán được mục đích của triệu nguyên cố, nhưng lúc này hắn cũng không thể vung tay lên không thể bày tỏ thái độ lung tung cho được hồng trương anh có mục tiêu gì không tất cả tâm tư của la hồng trương đều đặt trên người vương tử quân thấy triệu nguyên cố nói rõ ý nghĩ của mình thì lại càng nhìn chằm chằm vào chủ tịch vương bây giờ nghe vương tử quân mở miệng hỏi như vậy thì hắn nhanh chóng mở miệng nói chủ tịch vương tôi nghe nói thành phố đang kiến thiết khu quy hoạch kỹ thuật cao tôi muốn có vài năm cống hiến cho khu quy hoạch này Hai ngày qua Vương Tử Quân nói chuyện với Lưu Nham Phú và cũng nghe qua được vài tin tức về vấn đề thành phố đang xây dựng khu quy hoạch kỹ thuật cao. Không ngờ lúc này còn đang trong giai đoạn thai ngén mà đám cán bộ bên dưới đã bắt đầu chuyển động, bắt đầu mưu cầu vị trí cho mình ở khu quy hoạch. Trước nay vấn đề nhân sự của thành phố đông bộ đều được bí thư Tiết Diệu Tiến nắm thật chặt trong tay. Dựa vào trạng thái của Vương Tử Quân hiện tại thì hắn có một vấn đề biết rất rõ, mình còn chưa đủ năng lực chống lại Tiết Diệu Tiến khu quy hoạch kỹ thuật cao được xây dựng sẽ là một chiếc bánh ngọt của thành phố đông bộ mà tất cả các bên đều cực kỳ coi trọng, đến lúc đó ai có thể tiến lên hái đào. Thật sự là chuyện khó thể nói trước được. Tôi sẽ dùng hết sức tranh thủ cho anh. Dưới cái nhìn soi mói của triệu nguyên cố, Vương Tử Quân dùng giọng thản nhiên nói. Cảm ơn Chủ tịch Vương, tôi mời ngài một ly. La Hồng chưa nghe được câu trả lời thuyết phục của Vương Tử Quân, trên mặt chợt lộ ra nụ cười vui sướng. Hắn tranh thủ đứng lên nâng ly rượu, lại dùng giọng cực kỳ cung kính nói với vương tử quân đều là người một nhà có gì mà kính hay không chúng ta cùng uống một ly vương tử quân cũng nở nụ cười với triệu nguyên cố triệu nguyên cố thật sự rất có thể diện tất nhiên sẽ càng không phản đối lời mời rượu của vương tử quân hắn khẽ nâng ly lên cùng với vương tử quân nửa giờ sau khi ba người cơm nước no nê thì đi ra hỏi nhà hàng dê khi đi ra ngoài cửa thì Vương Tử Quân mời Triệu Nguyên Cố đến nghỉ ngơi trong khách sạn đông bộ, nhưng Triệu Nguyên Cố lại kiên trì đến thăm bác của mình ở huyện Lâm Hoàn. Vương Tử Quân không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắn Triệu Nguyên Cố đến tối gọi điện thoại lại cho mình. Triệu Nguyên Cố nhìn chiếc xe Audi chạy đi mà trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, bây giờ cấp bậc của hắn cũng giống như Vương Tử Quân, thế nhưng bản thân hắn lại thấy rất rõ, sự chênh lệch của mình và chủ tịch Vương kia đã ngày càng lớn. Anh họ anh chưa hiểu rõ về chủ tịch vương đâu nếu chuyện gì mà anh ấy không nắm chắc thì sẽ không bao giờ bày tỏ lòng thành ý hôm nay anh ấy đã đồng ý hỗ trợ như vậy sẽ có kết quả tốt nhất nếu không có gì ngoài ý muốn thì nguyện vọng của anh sẽ thành công triệu nguyên cố quay đầu nhìn la hồng trương sau đó vừa cười vừa nói từ nhỏ đến lớn triệu nguyên cố có mối quan hệ rất tốt với anh họ la hồng trương lúc này uống vào chút rượu thì tình cảm năm xưa chợt bốc cháy bừng bừng hắn nói Dựa vào những gì tôi hiểu về Chủ tịch Vương, anh ấy đã nói ra những lời như vậy thì trên cơ bản sẽ hoàn thành. Nguyên Cố, tình huống không giống trước đó, tôi nói thật cho cậu biết, lần này tôi kéo cậu đến mời khách Chủ tịch Vương, thực tế cũng không phải nhờ anh ấy giúp tôi chuyện lần này. Tôi chỉ là muốn hội nghị thường ủy tổ chức nghiên cứu về sự việc này đừng chối bỏ lời đề nghị của tôi là được. Lúc này La Hồng Trương cũng không gò bó như vừa rồi, hắn lấy ra một điếu thuốc ném cho Triệu Nguyên Cố sau đó châm cho mình một điếu lại dùng giọng trầm trầm nói nếu chỉ dựa vào sức của một mình chủ tịch vương như vậy chuyện này cũng không cần nói nhiều làm gì cho mệt triệu nguyên cố tuy đầu óc thật sự không quá tỉnh táo thế nhưng hắn là một cán bộ lăn lộn quan trường nhiều năm chỉ sau nháy mắt hắn đã hiểu rõ ý nghĩa lời nói của anh mình hắn dùng giọng nghi ngờ hỏi anh trên chuyện này anh còn đi đường của người khác sao đó là tất nhiên nếu bỏ hết trứng gà vào một rổ thì sẽ rất dễ làm vỡ tất cả, hơn nữa đó lại là một quả trứng gà không quá ổn định. La Hồng Trương cũng không che giấu, hắn cười ha hà nói. Anh lần này có thể vượt qua được không? Cũng không nên để xuất hiện tình huống như lần trước, vịt đã đến bên miệng lại bay mất. Triệu Nguyên cố dù thật sự cảm thấy không thoải mái, nhưng dù sao thì La Hồng Trương cũng là anh họ của hắn, đối phương đang rất sốt ruột tiến lên, thế cho nên cũng không nói thêm điều gì. La Hồng Trương cười ha hả nói: "Ngã một lần sẽ khôn hơn, cũng sẽ không phải hai lần phạm phải cùng một sai lầm, lúc này tôi đi tìm trưởng phòng tưởng, anh ấy đã đồng ý, trên cơ bản là sự việc đã như ván đóng thuyền không có gì thay đổi." "Cậu không biết đấy thôi, đám cán bộ ở thành phố Đông Bộ đều là người tai thính mắt tinh, trước mắt người thân cận nhất với bí thư tiết chính là trưởng phòng tưởng." La Hồng Trương nhắc đến trưởng phòng tưởng, chính là trưởng phòng tổ chức thành phố Đông Bộ Tưởng Tuệ Minh. Người này là trưởng phòng tổ chức, vốn là một nhân vật đầy thực quyền, lại là một trưởng phòng tổ chức được bí thư thị ủy tín nhiệm, thế cho nên quyền lên tiếng trên phương diện nhân sự lại càng không phải thứ người ta có thể coi thường. Triệu Nguyên cố nghe nói anh họ của mình có thể đi thông đến đường của trưởng phòng tổ chức thị ủy, hắn vốn đang cảm thấy bức bối vì đến đây trợ giúp anh họ, bây giờ đã chậm rãi trở nên bình tĩnh. Không, không phải bình tĩnh mà có chút xét run, điều này cũng khó trách vì dù là ai cũng không thể nào thoải mái cho được. Hắn vốn cho rằng mình đến trinh là cho ra trợ giúp to lớn để nghịch chuyển càn khôn, không ngờ cuối cùng mới biết mình chẳng qua chỉ là đến gõ cửa cho vui, đến tham gia náo nhiệt mà thôi, lại làm cho chính mình sinh ra cảm giác tranh lệch giữa nước sông và mặt biển. Có trưởng phòng tổ chức giúp đỡ thì căn bản không có việc gì. Triệu Nguyên Cố nói rồi cảm thấy biểu hiện gương mặt của mình có chút khô cằn. Nguyên Cố cũng mong cậu nói vài lời tốt đẹp bên phía Chủ tịch Vương. Tuy Chủ tịch Vương đến thành phố Đông Bộ chưa lâu, cũng không có quyền lên tiếng ở phương diện nhân sự, thế nhưng cũng phải xem xét rõ ràng, chỉ sợ anh ấy làm ảnh hưởng đến đại sự của tôi mà thôi. La Hồng Trương dùng ngón tay gõ lên bức tường ở bên cạnh, vẻ mặt hắn dần trở nên ngưng trọng. Chủ tịch Vương Cường Thế đã làm cho không ít cán bộ lãnh đạo thành phố phải đau đầu, tôi nghe nói ngay cả Tiết Tiểu Thư là con gái của Bí Thư Thị ủy cũng không thể không suy xét đến ý kiến của Chủ tịch Vương ở vài phương diện liên quan, dù La Hồng Trương nói ra những lời kia không biết là thật hay giả nhưng lọt vào trong tai Triệu Nguyên cố lại làm hắn sinh ra cảm giác vui mừng vô hạn. Đồng thời hắn cũng thầm định giá, nếu như chính mình có được vị trí của Vương Tử Quân, có phải mình cũng có thể làm cho bí thư tiết sinh ra cảm giác cố kỵ đối với mình ở một vài phương diện không? Vương Tử Quân tất nhiên không biết đoạn đối thoại giữa Triệu Nguyên Cố và La Hồng Trương, lúc này trong lòng hắn nghĩ về khu quy hoạch kỹ thuật cao. Hắn tất nhiên sẽ giúp đỡ chuyện này, nhưng hắn cảm thấy xây dựng khu quy hoạch kỹ thuật cao cũng không nên áp đặt, cũng không nên làm loạn như ong vỡ tổ rồi đẩy lên trời. Khi nghĩ đến vấn đề khu quy hoạch kỹ thuật cao thì Vương Tử Quân lại phải xem xét đến chuyện nhân sự. Bây giờ La Hồng Trương đã xoa tay, muốn chạy đến vị trí đang trống, có lẽ người khác cũng đã bắt đầu chạy từ lâu, chẳng qua chính mình không biết hoặc là những người kia không muốn đến thăm hỏi mình mà thôi. Tại sao lúc này có nhiều người bắt đầu chạy mà mình không đẩy lý cẩm hồ vào? có câu quan trường có thể thay đổi trong nháy mắt, tất cả đều có thể xảy ra. Sự kiện điều động Lý Cẩm Hồ cũng không phải là gì lớn, thế nhưng nếu bị người ta lắm lấy không buôn, căn bản sẽ sinh ra chút phiền toái. Vương Tử Quân xem xét lại tình huống của thành phố Đông Bộ vào lúc này, sau đó hắn quyết định nên nói chuyện với Nhâm Sương Bình. Dù sao thì mình cũng đã từng nhắc đến chuyện của Lý Cẩm Hồ với Nhâm Sương Bình, nhưng nếu bây giờ không nắm chắc cơ hội này thì thật sự có hơi phí buổi chiều khi quay về phòng làm việc thì vương tử quân gọi điện thoại đến phòng làm việc của chủ tịch nhâm sương bình vừa đúng lúc nhâm sương bình có mặt ở trong phòng hai người hàn huyên vài câu sau đó vương tử quân đi đến phòng của chủ tịch nhâm chào chủ tịch vương khi vương tử quân đi vào phòng làm việc của nhâm sương bình thư ký của nhâm sương bình đang thu dọn đồ đạc vừa thấy vương tử quân đi vào thì nhanh chóng chào hỏi chủ tịch nhâm vừa vào phòng trong anh ngồi uống trà một chút thư ký nhanh nhẹn rót trà cho Vương Tử Quân, sau đó khẽ lên tiếng giải thích. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn ngồi xuống ghế trong phòng làm việc của Chủ tịch Nhâm. Hai phút sau, Nhâm Sương Bình từ phòng trong đi ra, hắn vừa đi vừa nói lời chiêu chọc. Năm tháng như phi đao, từng đao phóng lên người. Trước kia tôi còn thấy mình khỏe mạnh như voi, bây giờ thật sự không thể không thừa nhận mình đã già. Nhâm Sương Bình nói những lời này rõ ràng là không đầu không đuôi, nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nghe rõ ý nghĩa hắn khẽ cười nói chủ tịch nhâm khi uống rượu người ta thường nói mình không say khi tỉnh thì người ta lại thích nói mình say cũng có ý nghĩa như vậy mà thôi ngài dám nói mình già thì chứng minh ngài còn trẻ thành phố đông bộ chúng ta là một thành phố trẻ ngài là một vị chủ tịch của thành phố đông bộ bây giờ ngài thật sự đang bừng bừng sức sống ấy chứ vương tử quân nói làm cho bầu không khí trong phòng làm việc của nhâm sương bình càng thêm hài hòa nhâm sương bình cười ha hả nói chủ tịch tử quân nhìn anh bình thường nói chuyện cực kỳ nghiêm túc cứ tưởng rằng anh không thích nói cười xem ra anh cũng là một người đa tài vương tử quân cũng không tiếp tục chủ đề này hắn bắt đầu công tác báo cáo với nhâm sương bình lại cười nói chủ tịch nhâm bây giờ tôi xem như chính thức đi làm nhưng nhân thủ còn chưa tới anh xem cũng phải nên giải quyết vị trí phó thư ký trưởng cho tôi chứ nhâm sương bình nghe thấy vương tử quân nhắc đến những chữ phó thư ký trưởng thì chợt vỗ đầu một cái nói anh xem tôi kìa Bây giờ bận rộn đến mức hồ đồ, trước Tết còn nói qua Tết sẽ chứng thực cho anh, bây giờ đã qua Tết mà còn chưa làm xong, thật sự đần độn u mê. May mà có anh nhắc nhở, nếu không tôi lại quên mất. Vương Tử Quân lẳng lặng nhìn Nhâm Sương Bình biểu diễn, mà Nhâm Sương Bình cũng thầm quan sát phản ứng của Vương Tử Quân. Khi thấy vị phó chủ tịch thường vụ kia vẫn rất bình thường thì thay đổi chủ đề. Chuyện này trước Tết tôi đã trao đổi chút ý kiến với Bí Thư Tiết, Bí Thư Tiết căn bản không tỏ thái độ rõ ràng. Chủ tịch Vương, xem ra việc này có chút khó khăn. Tôi thấy không bằng thế này, anh về trước đi, tôi sẽ đi tìm và trao đổi với bí thư tiết. Trao đổi với bí thư tiết, bí thư tiết còn chưa tỏ thái độ rõ ràng. Vương tử quân nghe Nhâm Sương Bình nói những câu như vậy mà không khỏi cười lạnh. Nhâm Sương Bình tuy nói rất đường hoàng nhưng thực tế lại kéo mũi dài ra, xem ra nếu muốn đưa Lý Cẩm Hồ đến thành phố Đông Bộ thì chính mình cũng cần phải động tay động chân nhiều hơn. Vậy thì làm phiền chủ tịch Nhâm. Vương Tử Quân khẽ cười cười với Nhâm Sương Bình, hắn lại thay đổi chủ đề, nói thêm vài câu thì lên tiếng cáo từ. Nhâm Sương Bình tiến chân Vương Tử Quân đến cửa phòng của mình, sau đó hắn quay vào phòng, đúng lúc thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền là Đào Chính Đào đi vào bên trong. "Mua thức ăn, làm cái gì ăn cái đã." Nghi Phong chỉ về phía trước, gương mặt tươi như hoa, nàng khẽ nói với Vương Tử Quân. "Thư ký trưởng Đào, xem ra vị phó chủ tịch thường vụ kia muốn xếp người xuống dưới tay anh." nhâm sương bình khẽ cười cười với đào chính đào rồi dùng giọng không chút quan tâm nói đào chính đào là một vị cán bộ mạnh vì gạo bạo vì tiền hắn nghe được những lời như vậy thì cười ha hả nói tôi cũng không thể nói gì hơn chỉ cần ngài đồng ý thì tôi sẽ chấp hành không nói hai lời chỉ cần ngài không vừa mắt thì tôi sẽ kiên quyết phản đối ha 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 nhâm sương bình căn bản tỏ ra rất vui vẻ vì thái độ của đào chính đào hắn dùng ngón tay chỉ vào thư ký trưởng đào rồi nói anh đúng là một kẻ giỏi dối trá, biết rõ bên kia ẽ không để cho anh ta vừa ý nhưng lại dùng nó để gãi ngứa cho tôi, còn bày ra bộ dạng như vậy. Đào chính đào thấy nhâm sương bình tỏ ra vui sướng thì cũng nở nụ cười, vô tình tiếng cười liên tục vang lên trong phòng. Trường phòng quách, có rảnh không? Vương tử quân nhìn bầu trời có chút u ám ở bên ngoài, hắn nở nụ cười nói với quách tiên vi ở đầu dây bên kia. Nếu nói bận rộn thì cũng có bận rộn, nhưng nào có bận rộn bằng phó chủ tịch thường vụ như anh. Quách Tiên Vi nói chuyện vài câu với Vương Tử Quân, sau đó thay đổi chủ đề. "Chủ tịch Vương, anh có gì cần căn dặn thì cứ mở miệng, chỗ này của tôi còn có vài người đến báo cáo công tác." Khi Vương Tử Quân và Quách Tiên Vi liên lạc điện thoại với nhau ngày càng nhiều thì có một số việc cũng không cần phải che đậy, lúc này hắn cười nói. "Anh Quách, tôi đến thành phố Đông Bộ thật sự là hai mắt tối đen, có rất nhiều chuyện khó thể nào tìm được đầu đuôi." Nghe nói trước kia trưởng phòng Đồng là lão lãnh đạo của thành phố Đông Bộ, vì vậy muốn nhờ anh một chút, nói chuyện tìm hiểu vài vấn đề với trưởng phòng Đồng. Đồng Quốc Khánh trước kia là chủ tịch thành phố Đông Bộ, vài năm trước vì tranh chấp quá mạnh với tiết Diệu Tiến nên bị điều chỉnh. Dù trưởng phòng Đồng đã rời khỏi thành phố Đông Bộ thế nhưng nhân mạch quan hệ và thủ hạ thì vẫn còn ở lại. Quách Tiên Vi là một cán bộ làm công tác tổ chức nhiều năm sau không đoán ra được ý nghĩ của Vương Tử Quân trong lòng hắn thầm nghĩ rằng khuynh hướng của vương tử quân có chút mạo hiểm, thế nhưng hắn cũng không từ chối. Tốt, nếu cậu có tâm tư như vậy thì tôi sẽ liên lạc với trưởng phòng đồng, để xem anh ấy có thời gian rảnh không. Vương tử quân thấy Quách Tiên Vi đồng ý chuyện này thì cũng không tiếp tục đây dưa, hắn nói vài câu chuyện phiếm với trưởng phòng Quách, sau đó cúp điện thoại. Vương tử quân nhìn bộ dạng của Nhâm Sương Bình thì hiểu sự kiện kéo Lý Cẩm Hồ đến thành phố Đông Bộ sẽ được kéo dài đến vô tận, nếu chính mình cứ tiếp tục chờ đợi thì căn bản sự việc này sẽ như ném đá xuống biển, không chút tin tức. Vương tử quân không muốn nhúng tay vào phương diện nhân sự, dù sao thì nhân sự cũng là quyền uy lớn nhất của bí thư thị ủy. Nhưng khi bí thư thị ủy khống chế nhân sự thì vương tử quân cũng không tha cho tình huống người khác tiến hành châm trích mình, làm cho mình rơi vào tình huống không thể nào điều động được một người của mình. Nếu muốn làm cho người ta tôn trọng ý kiến của anh, như vậy anh phải cho người ta thấy được sức mạnh và lực lượng của mình, đã là thường ủy thị ủy thì đôi khi cũng cần phải phát ra âm thanh của mình. Vương tử quân khẽ rút ra một điếu thuốc, hắn lẳng lặng hít vào vài hơi, từng luồng khói từ trong miệng phóng ra, chỉ một lát sau cả gian phòng đã đầy khói xương. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại từ đầu dây bên kia vang lên, vương tử quân đang chờ quách tiên vi đáp lời, hắn nhấc điện thoại lên khẽ alo một tiếng, chợt nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói. Chủ tịch vương phải không? Tôi là triệu tường xương của phòng tổ chức thị ủy. Xin hỏi anh có thời gian không? Tôi có chút chuyện cần báo cáo công tác với anh." Triệu Tường Sương của phòng tổ chức thị ủy, trong đầu Vương Tử Quân chợt hiện lên gương mặt đầy nụ cười của một vị cán bộ phòng tổ chức thị ủy. Triệu Tường Sương này là phó phòng tổ chức, là một nhân vật có thực quyền trong đám cán bộ cấp chính cục ở thành phố Đông Bộ, đối phương sao lại muốn đến báo cáo công tác với mình? Vương Tử Quân lên tiếng đồng ý cho đối phương chút nữa đến báo cáo công tác, sau đó hắn đặt điện thoại xuống. Một lát sau thì Quách Tiên Vi gọi điện thoại đến, nói rằng hắn đã liên hệ và nói rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân với Đồng Quốc Khánh. Trường phòng đồng nói lời cảm tạ với Vương Tử Quân, nhưng hai ngày tới phải đi họp ở bên ngoài, thế cho nên chỉ có thể tỏ ra ái náy với ý tốt của Vương Tử Quân mà thôi. Tuy Đồng Quốc Khánh chỉ tỏ ra ái náy nhưng lại cho Vương Tử Quân một phần lễ vật, chính là bộ hạ cũ của mình năm xưa là Triệu Tường Sương. Trường phòng đồng nói rằng Triệu Tường Sương là một cán bộ có năng lực công tác rất mạnh, sau này kính xin chủ tịch vương quan tâm nhiều hơn. Vương tử quân nhận được câu trả lời của Quách Tiên Vi thì cảm thấy thả lỏng hơn. Hắn thầm hạ quyết tâm, nếu có thể sử dụng triệu tường xương thì mình cũng phải tăng cường liên lạc với Đồng Quốc Khánh, vì có một người nhà trong phòng tổ chức tỉnh ủy thật sự khá quan trọng. Đồng Quốc Khánh rõ ràng là nhân vật có thực quyền ở phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn là một vị phó phòng thường vụ phòng tổ chức, là một cán bộ cấp phó giám đốc sở có quyền lực cực mạnh, có thể nói là một cán bộ cấp sở có quyền uy cực kỳ cao trong tỉnh Sơn Nam. 20 phút sau Triệu Tường Sương cười ha hả đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Biểu hiện của người này làm cho Vương Tử Quân rất thỏa mãn, đối phương thân mật và có vài phần kính cẩn, dù lời nói có vài phần muốn dựa vào Vương Tử Quân, thế nhưng lại rất ẩn giấu làm cho người ta nghe vào tai cảm thấy rất thoải mái. Chủ tịch Vương, dựa theo yêu cầu của thị ủy, thành phố chuẩn bị chọn một nhóm cán bộ cho khu quy hoạch kỹ thuật cao hôm qua phòng tổ chức đã tổ chức hội nghị họp bàn, đây là danh sách cán bộ sắp được điều động, bây giờ đã được quyết định để cho các vị lãnh đạo thị ủy có thể lựa chọn. Triệu Tường Sương thấy lúc này đã đến đúng thời điểm, thế là lấy một phần văn kiện đặt lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không khách khí mà trực tiếp mở ra xem, bên trong văn kiện có chừng 20 vị cán bộ của thành phố Đông Bộ, xếp hạng đầu tiên chính là các vị chủ nhiệm khu quy hoạch kỹ thuật cao. Trương Đảo Long, 42 tuổi, là phó bí thư giảng ủy quận Dung Đông, ngoài tên tuổi địa vị hiện tại thì chỉ có chút sơ yếu lý lịch. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua sơ yếu lý lịch của Trương Đảo Long nhưng trong lòng lại thầm nghĩ đến quỹ tích công tác của bí thư tiết diệu tiến. Quỹ tích công tác của Trương Đảo Long này thật sự có rất nhiều phương diện trùng hợp cực kỳ ly kỳ với bí thư thị ủy, hai người từng công tác chung với nhau ở rất nhiều nơi. Xem ra Trương Đảo Long này là người thân tín của Tiết Diệu Tiến, hèn gì có thể là nhân tuyển cho vị trí đứng đầu khu quy hoạch kỹ thuật cao sau khi vương tử quân nhìn qua sơ yếu lý lịch của Trương Đảo Long thì trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Anh Triệu, tôi bây giờ hai mắt tối đen, danh sách anh mang đến cũng chỉ làm tôi nhớ được vài cái tên mà thôi. Tôi cảm thấy trực tiếp nhất chính là anh nói rõ ràng, rốt cuộc Trương Đảo Long này là hạng người gì. Vâng, nhưng mà chủ tịch vương, con người của tôi trình độ có hạn, nếu anh có gì cần phê bình thì cứ nói thẳng. Tôi công tác ở phòng tổ chức nhiều năm có vài thứ cần phải hiểu lấy, vì thế ngài phê bình chính là bảo vệ tôi. Triệu Tường Sương hạ thấp thư thái với Vương Tử Quân, sau đó bắt đầu nói về Trương Đảo Long. Chủ tịch Vương, Trương Đảo Long này là một người dám liều mạng công tác, có đôi khi rất nhiều người căn bản làm không xong thì hắn lại cho ra những quan điểm rất mới lạ. Người này khá nổi tiếng, công tác rất tốt, điều này hợp với khẩu vị của Bí Thư Tiết, thế cho nên nhiều lần Bí Thư Tiết ở trường hợp công khai nói lời tán Dương Trương Đảo Long, nói làm rất tốt, rất hay. Nhưng khuyết điểm của người này cũng rất rõ ràng, chính là làm việc chỉ chú ý đến kết quả, không quan tâm thủ đoạn, rất nhiều người phản ánh tác phong của anh ta quá thô bạo. Sau khi nói về Trương Đảo Long thì Triệu Tường Sương ném ánh mắt về phía Vương Tử Quân, hắn phát hiện vị phó chủ tịch kia vẫn nghiêng tai lạnh nhạt lắng nghe, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát suy xét về Trương Đảo Long, sau đó cầm danh sách lên cho Triệu Tường Sương giới thiệu trọng điểm cho mình. La Hồng Trương may mắn được xếp vào danh sách khảo sát, nhưng vị trí lại khá khiêm tốn, cũng không quá gần phía trước. Anh Triệu, lúc này cũng không còn sớm, hai người chúng ta dùng một bữa cơm, anh đã giải quyết cho tôi nhiều nghi ngờ, ít nhất tôi cũng phải bày tỏ thành kính chứ. Vương Tử Quân đặt danh sách lên bàn làm việc rồi khẽ cười nói với Triệu Tường Sương. Có thể dùng cơm với chủ tịch Vương tất nhiên tôi sẽ cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng, nhưng cũng có chuyện xin thưa với lãnh đạo đó là thức ăn ở khách sạn đông bộ thật sự đã có hơi nhàm chán, không bằng để tôi sắp xếp một lần được không? Vì liên quan đến Đồng Quốc Khánh nên địa vị của Triệu Tường Sương ở trong thành phố đông bộ rất đáng xấu hổ. Hắn đã lâu muốn tìm một ai đó để dựa vào, bây giờ lão lãnh đạo đề cử vương tử quân thế là không chờ đợi được hơn mà chạy đến, sau đó đứng ngay sang bên cạnh chủ tịch vương tử quân. Triệu Tường Sương là một vị phó phòng tổ chức, hắn cũng là một cán bộ có tư cách nhưng năm xưa khi hắn là trưởng khoa thì phó phòng thường vụ phòng tổ chức thị ủy vào lúc này chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường mà thôi vì đứng thành hàng có vấn đề nên triệu tường xương đã dậm chân tại chỗ nhiều năm hắn nhìn đám hạ cấp tiến lên như nấm mọc sau mưa điều này không khỏi làm hắn sinh ra cảm giác như ăn phải giấm chua nhưng lúc này triệu tường xương muốn tìm một chỗ dựa cũng không phải nói tình trạng của mình là đói bụng quáng quàng tìm ăn nếu như không phải vương tử quân đến thành phố đông bộ và có biểu hiện rất chói mắt sợ rằng triệu tường sương cũng không vì một cuộc điện thoại của đồng quốc khánh mà vội vàng chạy đến với chủ tịch vương được rồi chuyện dùng cơm hôm nay giao cho anh nhưng tôi có một yêu cầu đó chính là uống ít ăn nhiều vương tử quân nhìn sang triệu tường sương rồi dùng giọng cười ha hả nói chủ tịch vương cứ yên tâm tôi đảm bảo để cho anh ăn ngon uống ngon triệu tường sương nghe thấy vương tử quân đồng ý với lời đề nghị của mình thì trong lòng thật sự mừng rỡ tuy đây chỉ là một việc nho nhỏ Thế nhưng điều này cũng đại biểu cho hắn đã bước chân vào vòng quan hệ của Vương Tử Quân. Triệu Tường Sương quả nhiên không khoác lác, hắn kéo Vương Tử Quân đến một quán ăn vùng ngoại ô, tài nghệ nấu nướng thật sự không phải tốt như thường. Khi những món ăn được Triệu Tường Sương lựa chọn tỉ mỉ được dọn lên bàn thì bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Vì không có người ngoài nên Thái Thần Bân và Triệu Quốc Lương cũng được yêu cầu ngồi bên cạnh Vương Tử Quân. Triệu Tường Sương là một cán bộ lăn lộn quan trường nhiều năm, cũng thật sự có xu hướng mạnh vì gạo bạo vì tiền. Tuy hắn chủ yếu nói chuyện với vương tử quân, thế nhưng cũng không làm cho hai người thái thần bân cảm thấy bị ghẻ lạnh. Chủ tịch vương, danh sách mà phòng tổ chức đã thông qua thì bình thường không có gì thay đổi. Sau khi uống gần cạn một chai rượu thì triệu tường xương chợt trầm giọng nói. Vương tử quân hiểu ý nghĩa lời nói của triệu tường xương, trưởng phòng tổ chức tưởng tuệ minh là người luôn theo sát tiến độ của bí thư tiết, tất nhiên những người được phòng tổ chức thông qua cũng chính là quán triệt ý chỉ của bí thư tiết khi vương tử quân và triệu tường xương đang uống rượu với nhau thì tiết diệu tiến đang ngồi trong sân nhà mình hắn đang sảng khoái dùng cơm hắn là một bí thư thị ủy phần lớn thời gian dùng cơm đều là xả dao một tuần cũng chỉ có một phần ba thời gian dùng cơm ở nhà như vậy đã quá tốt rồi tiết diệu tiến dùng cơm bên ngoài đã quen cũng đã chán và có chút phiền vì sơn hào hải vị ở bên ngoài thế cho nên chỉ cần không phải là khách bắt buộc phải gặp thì hắn thường về nhà ăn cơm với vợ con. Bố, sao lại ra sân ngồi thế này? Nơi này trời lạnh, chỉ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiết Nhất Phàm mặc một bộ quần áo ở nhà đi ra dùng giọng oán trách nói với Tiết Diệu Tiến. Tiết Diệu Tiến đã không còn nghiêm túc với con gái của mình như trước kia, hắn cười ha hả nói. Nào có gì đâu, khi còn trẻ bố cũng là một lao động giỏi trong thôn. Bố, bây giờ đến giai đoạn nào rồi, còn kể lại chuyện cũ nữa. Tiết Nhất Phàm lấy một chiếc ghế đến đặt bên cạnh Tiết Diệu Tiến, sau đó ngồi xuống. Hảo Hán không nhắc đến chuyện cũ, không đề cập đến nữa, ha ha ha. Tiết Diệu Tiến ăn một miếng cơm, sau đó nhìn thoáng qua con gái của mình. Thế nào, một vị tổng giám đốc như con cũng có thời gian về nhà dùng cơm sao? Tiết Nhất Phàm cười hì hì nói. Con sợ hôm nay bố không về, sợ mẹ ở nhà ăn cơm một mình sẽ buồn. Tiết nhất phàm nói đến đây thì khẽ vuốt tóc nói. Bố và con đều quá bận rộn, nếu cứ để mẹ ở nhà ăn cơm một mình cũng không hay, may mà con bé cũng sắp tốt nghiệp rồi. Nhất phàm, con cũng không còn nhỏ nữa, nếu như có thể gả ra khỏi nhà, như vậy mẹ sẽ càng vui sướng hơn. Tiết diệu tiến nhìn thoáng qua tiết nhất phàm, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Ôi, bố à, tìm đối tượng cũng không giống như mua thức ăn trên đường phố, người mình yêu thì lại chưa chắc yêu mình, người yêu con, con lại chưa chắc đã thích người ta. Con gái của bố luôn nắm chắc một nguyên tắc, chính là không làm chứ không làm ẩu, như vậy mới không rơi vào tình huống xấu hổ. Nhưng bố cứ yên tâm, trước 40 tuổi con sẽ lấy chồng. Tiết nhất phàm tuy rất ghét người khác nói về chuyện hôn nhân của mình, thế nhưng lúc này nàng đối diện với bố là một bí thư thị ủy, nàng cũng không dám phản kháng. Nhà đầu này đúng là. Tiết diệu tiến nhìn bộ dạng của con gái, Hắn cảm thấy phần thịt mềm nhất trong người mình khẽ chấn động, thế cho nên chỉ khẽ gật đầu với Tiết Nhất Phàm mà không nói thêm điều gì. "Đúng rồi, bố à, con nghe nói tên chủ tịch họ Vương kia muốn đẩy một thuộc hạ cũ lên vị trí phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố." Tính toán của hắn xem ra có vẻ rất tốt, nhưng nếu cứ để hắn ta làm như vậy, chẳng phải thành phố Đông Bộ sẽ lộn xộn lên sao? Tiết Nhất Phàm nhìn thấy đã đến đúng thời điểm, nàng lập tức nói ra mục đích của mình. Tiết Nhất Phàm về nhà lần này cũng không phải thật sự trùng hợp như những gì đã nói trước đó, nàng quay về chủ yếu là nói vài lời với bố mình. Vương Tử Quân muốn đề bạt một vị phó thư ký trưởng để phục vụ cho mình, nàng được biết tin tức này từ miệng Lý Khang Lộ. Khi nàng nghe rõ thông tin, nàng cảm thấy mình phải quấy nhiễu không cho Vương Tử Quân đạt được mục đích. Tiết Nhất Phàm thật sự chán ghét Vương Tử Quân theo bản năng, chỉ cần nhìn vào tình huống Vương Tử Quân nắm bắt đỗ ra xương và quét rác lên mặt nàng, như vậy cũng đủ để nàng hận hắn thấu xương. Thử nghĩ xem ở thành phố đông bộ này có ai tùy ý không nể mặt nàng như vậy. Đến bây giờ đỗ ra xương còn chưa được thả ra, điều này càng làm cho oán khí trong lòng nàng bừng bừng mạnh mẽ. Con nghe ai nói vậy? Tiết diệu tiến cũng không nổi giận đùng đùng như trong tưởng tượng của con gái, hắn tiếp tục dùng cơm, vẻ mặt không có biểu hiện quá giận dữ. Cái này còn cần nghe ai nói nữa? Chỉ cần không phải là kẻ điếc thì đều có thể nghe thấy rõ ràng. Tiết Nhất Phàm cũng đã có sẵn chuẩn bị, nàng dùng giọng hào hùng nói: "Bố, bố nên chú ý tên họ Vương kia, người này không phải loại lương thiện, nếu để cho hắn đẩy người của mình lên, chỉ sợ sẽ biến thành chó to khó vẫy đuôi." Tiết Diệu Tiến tuy cảm thấy lời nói của con gái mình có hàm nghĩa khác, thế nhưng hắn cũng thật lòng không đồng ý để cho Vương Tử Quân đẩy người của mình lên vị trí phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố. Thế là hắn hừ lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến, sau đó quay đầu đi vào trong phòng. Tiết Nhất Phàm là con gái của Tiết Diệu Tiến, tất nhiên nàng hiểu rõ tính cách của bố mình. Bây giờ Tiết Diệu Tiến tuy không nói gì nhưng đối với nàng thì bố đã biểu hiện thái độ rất rõ ràng rồi. Bố rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiết Nhất Phàm chợt nhớ đến câu nói mà hồi nhỏ mình thường dùng khi làm sai việc gì đó, thế là trên mặt chợt xuất hiện nụ cười nhạt. Tưởng Tuệ Minh là trưởng phòng tổ chức thị ủy, có thể nói hắn là người cực kỳ hiền hách. Mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu cán bộ cố gắng tìm phương pháp để liên hệ với hắn, để trưởng phòng làm cho con đường tiến bước của mình thuận lợi hơn. Chào trưởng phòng tưởng, Trương Hiểu Đông đang ghi chép một bản thảo bài phát biểu cho bí thư Tiết Diệu Tiến, đúng lúc hắn thấy Tưởng Tuệ Minh đi vào thì nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Dù hắn là thư ký của Tiết Diệu Tiến thế nhưng cũng phải cung kính với một số người. "Hiểu Đông, đang bận rộn gì sao?" Tưởng Tuệ Minh là một người gây ra cho người khác ấn tượng không nói không rằng. Thế nhưng lúc này đối diện với Trương Hiểu Đông thì nở nụ cười sáng lạn, sau đó ngồi xuống đối diện với Trương Hiểu Đông rồi nói: "Hiểu Đông, lần này điều chỉnh nhân sự phạm vi tuy không rộng nhưng chức vụ không ít, văn phòng thị ủy còn thiếu một vị phó chủ nhiệm, có hứng thú không?" Nói chuyện đề bạt với trưởng phòng tổ chức chính là một sự kiện thật sự là ước mơ đối với không ít cán bộ. Nhưng đối với đại đa số mọi người thì đó chỉ là nằm mơ mà thôi, đối với Trương Hiểu Đông lại khác, lại quá bình thường. Đây rõ ràng là Tưởng Tuệ Minh muốn dùng sự kiện này để lấy lòng Bí thư Thị ủy. Cảm ơn trưởng phòng Tưởng đã quan tâm, thế nhưng chuyện này. Trương Hiểu Đông vừa châm trà cho Tưởng Tuệ Minh vừa khẽ nhìn nhìn vào cánh cửa đóng chặt kia. Tưởng Tuệ Minh tất nhiên hiểu ý của Trương Hiểu Đông, hắn cười ha hả nói. Cậu Trương tất nhiên sẽ không thể mở miệng ngay được, nhưng cậu cứ yên tâm, chuyện này xem như bao trên người anh đây. Tôi không đơn giản mở miệng Thế nhưng chỉ cần nói ra thì Bí thư Tiết thế nào cũng nể mặt. Tưởng Tuệ Minh mở miệng nói về chuyện của Trương Hiểu Đông, tất nhiên Bí thư Tiết sẽ không từ chối. Tưởng Tuệ Minh là một trưởng phòng tổ chức, hắn tuy muốn lôi kéo Trương Hiểu Đông nhưng cũng không phải lôi kéo không có nguyên tắc. Nếu như không phải hắn thấy Trương Hiểu Đông được Bí thư Tiết sủng ái, hắn cũng không lãng phí thời gian nói những chuyện như vậy với một thư ký. "Vậy cảm ơn trưởng phòng Tưởng, khi nào ngài có rảnh thì cho tôi một cơ hội, chúng ta cùng dùng cơm." cũng xem như cho tôi biểu đạt lòng kính ngưỡng với ngài. Trương Hiểu Đông tuy rất biết cách áp chế cảm giác vui sướng trong lòng, thế nhưng cảm giác này quá mạnh, thế cho nên cũng khó thể nào áp chế nổi. Hai người chúng ta là anh em, cậu còn khách khí cái gì? Tưởng Tuệ Minh khẽ vỗ lên vai Trương Hiểu Đông, sau đó khẽ cười một tiếng nói. Mỗi khi Tưởng Tuệ Minh cười lớn sẽ là lúc tâm tình rất tốt, nhưng hắn cũng không dám cười lớn, vì nơi này không phải địa điểm thích làm gì thì làm hắn đang ở trong phòng của Tiết Diệu Tiến, hắn cần phải biết đúng mực. Trương Hiểu Đông tuy bị những lời của tưởng tuệ minh làm cho cơ thể nóng hầm hập, thế nhưng hắn là một thư ký cẩn thận, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại từ cảm giác vui sướng. Hắn nhìn khóe miệng cong lên của tưởng tuệ minh rồi thản nhiên nói. Trường phòng tưởng, tôi nghe nói Chủ tịch Vương muốn điều một bộ hạ cũ đến nhận chức phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố đông bộ chúng ta phải không? Tưởng tuệ minh cũng có nghe nói đến vấn đề này, Lú này nghe thấy Trương Hiểu Đông nhắc đến thì khẽ cười nói: "Cũng từng nghe nói về vấn đề này, lãnh đạo có thái độ thế nào?" "Lãnh đạo rất mất vui." Trương Hiểu Đông hạ thấp âm thanh xuống rồi dùng giọng thản nhiên nói: "Lãnh đạo không vui." Tưởng Tuệ Minh khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tưởng Tuệ Minh là trưởng phòng tổ chức và là thân tín của Tiết Diệu Tiến, hắn biết rõ những lúc bí thư không vui thì mình nên làm gì. Hai người nói thêm vài câu cùng giao ước khi nào có rảnh thì Trương Hiểu Đông sẽ mời trưởng phòng tưởng tuệ minh uống vài ly. Sau đó Trương Hiểu Đông đi đến gõ cửa phòng làm việc của bí thư tiết diệu tiến cho tưởng tuệ minh. Tưởng tuệ minh tiến vào trong phòng làm việc của bí thư tiết diệu tiến thì biến thành một bộ dạng khác, tuy trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt thế nhưng lại cực kỳ nghiêm túc. Bí thư tiết, tưởng tuệ minh thấy tiết diệu tiến đang hí hoáy trên văn kiện, thế là không khỏi trầm giọng chào hỏi. À, Tiết Diệu Tiến vừa phê duyệt văn kiện vừa khẽ ngẩng đầu lên khua tay với tưởng Tuệ Minh. Tuệ Minh, tùy tiện tìm chỗ ngồi đi, tôi còn làm cho xong cái đã. Tưởng Tuệ Minh cũng là khách quen trong phòng làm việc của bí thư Tiết, hắn cũng không khách khí, tùy ý ngồi xuống chiếc ghế sa lông, sau đó lẳng lặng chờ bí thư Tiết phê xong văn kiện. Trường phòng tưởng, bây giờ khắp nơi đều chú ý phát triển kinh tế, thành phố chúng ta xem ra lại có chút tụt hậu, Tiết Diệu Tiến khẽ đặt cây bút trong tay xuống rồi dùng giọng cảm khái nói. Tưởng Tuệ Minh là người làm công tác tổ chức, nhiệm vụ chủ yếu là quản lý cán bộ, nhưng lính không muốn làm tướng sẽ chẳng phải là lính tốt, không muốn làm trưởng phòng tổ chức thì sẽ không phải là một trưởng phòng tổ chức hợp cách. Tưởng Tuệ Minh giúp Tiết Diệu Tiến nắm chắc công tác tổ chức, cũng rất chú ý đi theo học tập Tiết Diệu Tiến, theo như lời của hắn thì lúc nào cũng phải bảo trì sự nhất trí cao độ với bí thư Tiết. Sau nhiều năm theo sát và phỏng đoán, Bây giờ Tưởng Tuệ Minh đã có thể dễ dàng tìm ra ý nghĩa câu nói của Bí thư Tiết. Hắn khẽ cười một tiếng nói, "Bí thư Tiết, tôi cảm thấy khu quy hoạch kỹ thuật cao của thành phố Đông Bộ tuy chưa được thúc đẩy thế nhưng chúng ta phải làm cho chắc chắn phần đầu kéo. Chỉ cần ngài hạ lệnh một tiếng, cổ xe lửa kinh tế của thành phố Đông Bộ chúng ta sẽ tăng tốc." Chương 448, anh cho ra lời đề nghị, tôi cho ra quyết sách. Ha ha ha, Trưởng phòng Tưởng Lời này của anh nói cho cùng cũng không phải chỉ có thể làm một trưởng phòng tổ chức, thậm chí dùng làm một chủ tịch thành phố cũng là dư giả." Dạ. Tiết Diệu Tiến gật gật đầu rồi cười hả hả nói. Tưởng Tuệ Minh cũng rất vui vẻ vì lời khích lệ của Tiết Diệu Tiến, nhưng hắn chỉ cười theo Tiết Diệu Tiến, cũng không có bất kỳ bình luận gì khác. Đề tài này quá nhạy cảm, Tiết Diệu Tiến cũng chỉ nói vài câu rồi cũng không tiếp tục, hai người ăn ý dừng lại, sau đó cất giấu vào sâu trong lòng. Bí thư Tiết đây là tình hình phối trí của ban ngành khu quy hoạch kỹ thuật cao liên quan đến vài phương diện thay đổi nhân sự anh xem có gì cần phải sửa chữa không tưởng tuệ minh và tiết diệu tiến bàn thêm vài câu về vài vấn đề sau đó hắn đưa danh sách cho tiết diệu tiến tiết diệu tiến vừa tiếp nhận danh sách vừa cười ha hả nói xe lửa chạy nhanh cũng nhờ đầu tàu kéo đi lúc này chúng ta cũng nên tuyển chọn đầu tàu tốt được rồi tiết diệu tiến cầm một chiếc kính lão trên bàn làm việc lên hắn cẩn thận xem xét bản danh sách. Hắn thấy hàng chữ đầu tiên trên văn kiện ghi là ban ngành lãnh đạo khu quy hoạch kỹ thuật cao, vị trí chủ nhiệm quản lý hiệp hội có ba chữ Trương Đảo Long. Tiết Diệu Tiến cảm thấy một tên cán bộ cấp dưới có thể làm cho lãnh đạo thỏa mãn hay không, thì rất nhiều vấn đề phải có lực cảm ngộ. Đôi khi lãnh đạo muốn làm điều gì đó nhưng lại không biểu hiện ra rõ ràng, lúc này cấp dưới phải tránh đi những gì kiêng kỵ mà làm theo đúng ý của lãnh đạo, vì thế khi thấy ba chữ Trương Đảo Long thì Tiết Diệu Tiến cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Dù vấn đề này đã nằm trong dự đoán của hắn, nhưng thấy trưởng phòng tổ chức quán triệt đúng chỗ ý đồ của mình, cảm giác này cực kỳ thoải mái. Tiết Diệu Tiến nhớ rõ lúc đầu tưởng Tuệ Minh cũng không thành thật như vậy. Có một lần thành phố động vào một nhóm cán bộ, Tưởng Tuệ Minh đến phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến và khẽ hỏi. "Bí thư Tiết, anh xem lần này đề bạt cán bộ, có nên chọn người" Tưởng Tuệ Minh nói đến đó thì dừng lại chờ Tiết Diệu Tiến cho ra chỉ thị. Tiết Diệu Tiến giữ im lặng. Điều này làm cho trái tim của Tưởng Tuệ Minh nhảy dựng lên, là tình huống mà vài chục năm làm quan hắn chưa từng trải qua. Hắn biết mình đã hoảng loạn, đã rơi vào tình huống tâm lý bất an. Bất kỳ một quan viên nào cũng muốn đề bạt người nhà của mình khi có điều động nhân sự, tất nhiên Tiết Diệu Tiến sẽ không phải là ngoại lệ. Nhưng hắn lại chạy đến hỏi bí thư có nên chọn người như vậy rõ ràng ép bí thư phải tỏ thái độ ở phương diện mẫn cảm này. Tiết Diệu Tiến biết rõ trước khi thông qua hội nghị thường ủy để thông qua đề bạt cán bộ thì tưởng tuệ minh đến trên cầu ý kiến của mình cũng là vì có ý tốt. Nhưng lúc này hắn lại thầm hận tưởng tuệ minh, anh ép tôi tỏ thái độ ở phương diện này, anh nói tôi phải tỏ thái độ thế nào đây? Sao anh ngu ngốc như vậy? Mắt quá vọng về hay tai quá điếc? Chẳng lẽ bình thường anh không thấy tôi tán thưởng ai sao? Anh còn cần tôi phải chủ động nói ra nữa à? tưởng tuệ minh cuối cùng cũng là người giỏi nhìn mặt nói chuyện thấy tiết diệu tiến không nói lời nào thì cũng lập tức tỉnh ngộ mình làm cho bí thư thị ủy rơi vào tình huống khó xử hắn trầm mặc một lúc rồi dứt khoát nói tôi thấy như thế này đối với những cán bộ còn đang tranh luận thì chúng ta nên có đối đãi công bằng tôi thấy có vài cán bộ không tồi như vậy phòng tổ chức và tôi sẽ cho ra quyết định sau đó sẽ thông qua thị ủy trước đó bí thư tiết cũng không thể biết rõ được tưởng tuệ minh nói xong rồi xoay người bỏ đi căn bản không cho tiết diệu tiến chút thời gian do dự. Tưởng Tuệ Minh là lão quan trường, đồng thời cũng là người có quan hệ rất tốt với Tiết Diệu Tiến. Hắn biết rõ mình là trợ thủ thì có những việc cần phải tự tay làm cho lãnh đạo. Đồng thời hắn cũng nên biết điểm dừng thì dừng, nói nhanh phải làm cho nhanh, đừng để lãnh đạo xấu hổ là được. Sau đó Tưởng Tuệ Minh nhanh chóng hiểu bí thư Tiết muốn chính mình chủ động chọn ra những người được nhìn chúng, sau đó đưa đến cho lãnh đạo xin chỉ thị kể từ đó lãnh đạo không cần tỏ thái độ thì hắn đã quyết định được sự việc. Tất nhiên sau đó lãnh đạo cũng sẽ ghi nhớ khả năng hiểu chuyện của anh. Sự thật chứng minh vài năm qua trưởng phòng tưởng phát triển như cá gặp nước liên quan chặt chẽ đến sự coi trọng của lãnh đạo thị ủy, thế cho nên hắn không khỏi cảm thấy đắc ý vì danh sách của mình vào lúc này. À, trên cơ bản đều là các đồng chí hàng đầu của các quận huyện tuyến dưới. Trưởng phòng tưởng, danh sách của phòng tổ chức các anh thật sự rất tốt. Tiết Diệu Tiến khẽ đặt bản danh sách trên bàn làm việc, sau đó nói tiếp. Nhưng La Hồng Trương này vẫn thật sự chưa đủ độ chín. Chưa đủ độ chín. Chỉ là bốn chữ cực kỳ đơn giản nhưng nó đã đánh mất tương lai của La Hồng Trương. Tưởng Tuệ Minh Tuy đã tiếp nhận lời chỉ thị của Tiết Diệu Tiến, thế nhưng lúc này nghe lời đánh giá của Bí Thư, hắn không khỏi lên tiếng. Bí Thư Tiết, đây là chúng tôi công tác không đủ nghiêm cẩn, tôi sẽ để cho bọn họ khảo sát lại. Tiết Diệu Tiến từ chối cho ý kiến, nhưng đôi khi không nói lời nào chính là bày tỏ một thái độ. Thái độ này càng làm cho tưởng Tuệ Minh cho ra quyết tâm kiên định, đó là nhất định phải loại La Hồng Trương ra khỏi hàng ngũ được đề bạt. Bí thư Tiết, lúc này khối chính quyền thành phố thiếu một vị phó thư ký trưởng, tôi cảm thấy đồng chí quản triệu khai của phòng lao động thương binh xã hội là rất tốt. Anh ấy đã công tác ở phòng lao động thương binh xã hội được 2 năm, làm việc biết tròn biết méo, hơn nữa lại có lực chấp hành quyết định của tổ chức rất mạnh. Tưởng Tuệ Minh nói đến lực chấp hành của tổ chức thì không khỏi lớn tiếng hơn một chút. Lực chấp hành rất mạnh, Tiết Diệu Tiến khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói. Vị trí phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố là cực kỳ quan trọng, tôi cảm thấy có thể cho đồng chí quản triệu khai gánh trọng trách này. Nhưng trước khi quyết định chuyện này, anh cũng cần phải liên hệ với chủ tịch Sương Bình. Vâng, bí thư tiết, tôi nhất định sẽ tuân theo chỉ thị của anh, sẽ liên hệ thật tốt với chủ tịch Sương Bình. Tưởng Tuệ Minh nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Tiết Diệu Tiến thì càng cảm thấy nước cờ kết giao tốt với Trương Hiểu Đông là cực kỳ đúng đắn và hiệu quả. Thủ hạ phải gấp vì cái gấp của lãnh đạo, nghĩ cho suy nghĩ của lãnh đạo, đây mới là tố chất quan trọng của một vị trưởng phòng tổ chức như hắn. Chỉ là một vài câu nói chuyện đơn giản cũng đã quyết định vận mệnh của biết bao người, câu cửa miệng của mọi người chính là nhân sự không có bí mật, thế nên một giờ sau khi Tưởng Tuệ Minh gặp mặt Tiết Diệu Tiến thì rất nhiều người đã biết được tin tức Liên quân đến vấn đề nhân sự thì có người vui có người buồn, muốn nói có người vui thì rõ ràng là đám người được thăng quan, mà người thất lạc yêu sầu chính là La Hồng Trương. Tuy khi gọi điện thoại cho tưởng tuệ minh thì La Hồng Trương tỏ ra mình rất tốt, nhưng lúc này trong lòng lại khó thể nào áp chế được cảm giác thất lạc. Hắn vốn đang nói chuyện với một vị bí thư đảng ủy xã, sau khi nhận được điện thoại của tưởng tuệ minh thì gương mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Vị bí thư đảng ủy xã này trước nay có quan hệ không tệ với La Hồng Trương, thấy La Hồng Trương đi nhận điện thoại cũng không quá chú ý. Nhưng dù thế nào thì vị bí thư đảng ủy xã này cũng thật sự không may, lại là người thích nói đùa, khi La Hồng Trương cắt điện thoại thì lại dùng giọng đùa giỡn yêu cầu bí thư La phải mời khách. Một câu nói vui đùa của hắn giống như đổ thêm dầu vào lửa, làm cho La Hồng Trương bùng phát tất cả lửa giận trong lòng mình. Vị bí thư đảng ủy xã kia đành phải xấu hổ bỏ di dưới tình huống nổi giận điên cuồng của bí thư La Hồng Trương. Một con vịt đến tận tay đã không cánh mà bay, La Hồng Trương nghĩ đến nguyện vọng mình có thể tiến thêm một bước đã không còn, hắn thật sự giống như trượt chân xuống sông, cơ thể ngây ngốc, thật sự không biết nên làm sao cho tốt. Nhưng nếu so sánh với việc mất đi chức vụ, mất cơ hội được đề bạt lần này thì một câu nói của Tưởng Tuệ Minh lại càng làm La Hồng Trương thất lạc hơn. Bí thư Tiết nói anh chưa đủ độ chín. Một câu nói vô cùng đơn giản nhưng lại giống như một ngọn núi ép vào lòng La Hồng Trương. Hắn là một người trong quan trường, hắn biết rất rõ cũng không phải tất cả mọi chuyện sẽ được như ý muốn có rất nhiều chuyện thật sự khó thể thành công phải chờ cơ hội tiếp theo nhưng nếu để cho bí thư thị ủy nói mình không đủ độ chín như vậy thì mình cơ bản đã xong đời chỉ sợ sau này dù mình có đến gặp tưởng tuệ minh sợ rằng vị trưởng phòng tổ chức trước nay hay cười ha hả cũng không thèm biến mình làm người sai vặt chẳng lẽ con đường làm quan của mình cứ kết thúc như vậy sao sẽ phải về hưu trên vị trí phó bí thư quận ủy như thế này sao La Hồng Trương thật sự cảm thấy không cam lòng, nhưng dù hắn không cam lòng thì đối mặt với sự cường thế của Tiết Diệu Tiến, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận một cách vô điều kiện. Nhưng nếu so với sự chán nản của La Hồng Trương thì càng nhiều người chú ý đến vị trí phó thư ký trưởng của văn phòng khối chính quyền thành phố. Tuy Vương Tử Quân cũng không tuyên bố nhưng dưới sự truyền bá của người hữu tâm, tin tức Vương Tử Quân muốn đưa bộ hạ cũ của mình đến tiếp nhận vị trí phó thư ký trưởng đã không còn gì là bí mật. Bây giờ bí thư tiết lại lớn tiếng cho vị bí thư đảng ủy khối phòng lao động thương binh xã hội là quản triệu khai làm phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố, tin tức ngày càng tràn lan. Sau khi vương tử quân đi đến thành phố đông bộ thì nhanh chóng thành chủ đề cho nhiều người bàn luận, khi vị phó chủ tịch thường vụ này nhiều lần ra tay đã làm cho người ta không dám xem thường. Nhưng bây giờ bí thư tiết lại mở miệng bác bỏ lời đề nghị đề bà thủ hạ cũ của chủ tịch vương tử quân, điều này làm cho nhiều người thích nghị luận bắt đầu nói ngược lại lúc này chỉ sợ chủ tịch vương sẽ biết ai mới thật sự là người làm chủ thành phố đông bộ. Một cán bộ khoa viên của văn phòng thị ủy khẽ cười nói. Điều này là đương nhiên, sau chuyện này thì tôi tin chủ tịch vương sẽ phải an phận hơn một chút. Nếu không có quyền lợi, dù anh có cường thế ra sao cũng không được việc. Anh có thể mở miệng hiến kế, thế nhưng tôi mới chính là người cho ra chính sách quyết định cuối cùng. Chủ tịch vương giã bị bí thư tiết phủ quyết, đó là cơ hội tốt cho anh giản. Hi hi, lát nữa phải gọi điện thoại cho anh Giản, nhất định phải ép anh ấy mời chúng ta một bữa cơm. Vài tên cán bộ cơ quan đang nghĩ ngợi xem nên làm sao để kiếm được một bữa rượu thịt miễn phí, bây giờ tên kia lên tiếng, tỏ ý nói mọi người không cần phải lên tiếng. Mọi người đang có hứng thú nói chuyện cũng không còn gì để nói, nhưng bọn họ vẫn nhìn ra ngoài cửa theo bản năng, đúng lúc thấy có một hình bóng xuất hiện bên dưới khoảng sân rộng của khu văn phòng thị ủy, người này đang xoải bước đi về phía văn phòng thị ủy. Chủ tịch Vương một người thấy đó là vương tử quân thì dùng giọng kinh ngạc nói anh ta đến văn phòng thị ủy chúng ta làm gì một tên cán bộ thấy vương tử quân đi vào khu văn phòng thị ủy thì khẽ nói còn đến làm gì nữa rõ ràng là tìm bí thư tiết một tên cán bộ đứng bên cạnh chợt lên tiếng anh nói xem chủ tịch vương vì chuyện của tên thuộc hạ cũ mà đến tìm bí thư tiết sao xem ra chủ tịch vương còn chưa hiểu tính tình của bí thư tiết các vị lãnh đạo thị ủy có ai không biết bí thư tiết đã cho ra quyết định thì trên cơ bản sẽ không có khả năng sửa đổi. Hi hi, cứ xem đi, lát nữa chủ tịch vương sẽ là vui vẻ đi đến nhưng chán nản đi về, nếu không thì chúng ta đánh cuộc một bữa cơm nhé. Được, tôi đánh cuộc với anh, dù sao hôm nay cũng đã có anh quản triệu khai mời khách rồi. Khi đám nhân viên văn phòng của văn phòng thị ủy đang nghị luận hi hi ha ha thì vương tử quân đã đến bên ngoài phòng của Trương Hiểu Đông. Khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì Trương Hiểu Đông không khỏi sướng sờ, nhưng ngay sau đó hắn lại đứng lên. Tuy Trương Hiểu Đông biết rõ vị phó chủ tịch thường vụ kia đến với khí thế của người gây sự, không bao giờ tìm nguồn vui cho lãnh đạo của mình, thế nhưng khi thấy Vương Tử Quân đến thì hắn cũng không dám tỏ ra chậm trễ, loại cảm giác này thật sự xuất hiện từ tận đáy lòng. Chào chủ tịch Vương. Trương Hiểu Đông nhìn vị phó chủ tịch còn trẻ tuổi hơn cả mình, nếu nói hắn không ghen ghét thì rõ ràng là không thể. Hắn ở trong thành phố này có được sự tán thưởng của Tiết Diệu Tiến, có ai không coi hắn là cán bộ trẻ tuổi tài cao. Nhưng nếu câu nói trẻ tuổi tài cao được sử dụng trước mặt Vương Tử Quân thì Trương Hiểu Đông chỉ còn lại một trò cười mà thôi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu nói với Trương Hiểu Đông, "Hiểu Đông, bí thư Tiết có rảnh không?" Có nên cho Vương Tử Quân vào gặp bí thư Tiết hay không thật sự là một nan đề đối với Trương Hiểu Đông, hắn cũng không dám trực tiếp nói Vương Tử Quân có thể đi vào gặp bí thư hắn trầm ngâm một lát rồi dùng ánh mắt có chút do dự nhìn thoáng qua mặt vương tử quân nói chủ tịch vương nếu không tôi vào báo cáo công tác cái đã nhé chút thủ đoạn của trương hiểu đông tất nhiên sẽ không lừa được vương tử quân hắn khẽ gật đầu với trương hiểu đông nói hiểu đông cậu giúp tôi hỏi một chút tôi ở ngoài này chờ bí thư triệu kiến trương hiểu đông nhìn bộ dạng nhàn nhã của vương tử quân trong lòng càng cảm thấy mình bị người ta làm khó nhưng càng là như vậy thì hắn càng cần phải đi vào báo cáo cho lãnh đạo của mình. Một phút sau Trương Hiểu Đông từ trong phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến đi ra, lúc này hắn mới thoải mái nói. Chủ tịch Vương, bí thư Tiết mời anh đi vào. Vương tử quân cười cười khẽ gật đầu với Trương Hiểu Đông, sau đó cùng Trương Hiểu Đông đi vào trong phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến. Khi Trương Hiểu Đông đẩy cửa phòng làm việc thì Tiết Diệu Tiến cũng không phải đang phê chỉ thị như những lần trước, bí thư từ sau bàn làm việc đi ra vươn tay nhiệt tình với Vương Tử Quân nói. Chủ tịch Vương, anh đúng là khách quý, anh đến đông bộ cảm thấy thế nào rồi, có phải đã thích ứng với tất cả công tác rồi không? Lúc này biểu hiện của Tiết Diệu Tiến thật sự vừa nhiệt tình vừa quan tâm đến đồng chí của mình. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện của Tiết Diệu Tiến, hắn chỉ khẽ cười nhạt một tiếng rồi nói. Đà tạ bí thư Tiết đã quan tâm, tất cả công tác đều tiến vào đúng vị trí dưới sự quan tâm chỉ đạo của các vị lãnh đạo, Vương tử quân khiêm tốn như vậy càng làm cho tiết diệu tiến cười cởi mở hơn, hắn cười ha hả nói. Chủ tịch tử quân, sau này có chuyện gì cứ đến tìm tôi. Đúng rồi, vấn đề nhà ở cho anh, để cho người của phòng quản lý sự vụ cơ quan nói một lời với anh tả, nói anh ấy đã đến nhận công tác ở thành phố Sơn Viên thì cũng nên nhường nhà lại. Tiết diệu tiến cười rộ lên thật sự biểu hiện là một người cực kỳ có lực quyến rũ, Tuy vương tử quân biết rõ sự quan tâm của Tiết Diệu Tiến với mình căn bản chỉ là giả dối, thế nhưng hắn cũng không thể không tỏ ra bội phục bí thư Tiết. Chủ tịch vương, tuy hội nghị kinh tế toàn tỉnh còn chưa được tổ chức, thế nhưng tôi có nghe nói được vài thông tin. Năm nay không những yêu cầu khắp nơi nắm bắt phát triển kinh tế, đồng thời sẽ có thể có sắp xếp thứ hạng phát triển kinh tế cho các thành phố trong tỉnh, nếu thành phố nào rớt ra phía sau sẽ bị lãnh đạo phê bình. Thành phố đông bộ chúng ta tuy không phải rơi rớt về phía sau, nhưng nếu muốn có một thành tích tốt trong tình, như vậy chúng ta cần phải cho ra một lợi dụng tình thế lúc này để tìm ra chiến tích mới cho mình, hơn nữa nó phải làm cho người ta tin phục. Chủ tịch Nhâm là người có năng lực công tác rất mạnh nhưng dù sao thì tinh lực cũng chỉ có hạn, vì thế mà yêu cầu một vị phó chủ tịch thường vụ như anh cũng phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Vì để cho anh nhanh chóng triển khai mở rộng công tác, Thế cho nên các vị bí thư chúng tôi cảm thấy nên điều phối cho anh một vị phó thư ký trưởng thật sự thuận tay. Tiết Diệu Tiến nói từ tình thế của tỉnh đến tình hình phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ, thật sự nói một vòng rất hay, cuối cùng thì địa điểm dừng chân của bí thư tiết lại chính xác trên vị trí phó thư ký trưởng phục vụ Vương Tử Quân. Tiết Diệu Tiến dùng một loạt lời nói nhảm chủ yếu để khẳng định việc bổ nhiệm phó thư ký trưởng cho Vương Tử Quân, đồng thời cũng thẳng thừng chối bỏ yêu cầu của Vương Tử Quân về việc đề bà thủ hạ của mình làm phó thư ký trưởng. Tiết Diệu Tiến thật sự cảm thấy rất đắc ý vì những trò rào đón chăn đệm của mình, dù sao thì vương tử quân còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã phong bế kín kẽ tất cả đường lui và thậm chí là đường tiến của vương tử quân. Vương tử quân thầm cười lạnh nhưng vẻ mặt lại không chút nào biến đổi. Hắn cười ha hả uống một ngụm trà do Trương Hiểu Đông đi vào dâng lên cho lãnh đạo, sau đó dùng giọng chăm chú nói. Bí thư tiết, trà của anh thật sự rất ngon, không biết có phải vì tôi không hiểu trà đạo hay trước nay uống quá ít, vì thế tôi không thể nào biết được đây là loại trà từ vùng miền nào. Đây là trà được sản sinh từ thành phố chúng ta, là trà bình thường thôi, trước kia khi tôi còn là bí thư Đảng ủy xã thì thường uống loại trà này, các đồng chí tuyến dưới vì biết tôi thích uống loại trà này nên mỗi năm đều hái cho một ít. Tuy trà này kém xa long tỉnh thế nhưng hương vị lại cực kỳ đặc biệt. Nếu chủ tịch Vương đã thích, như vậy chờ lát nữa tôi sẽ để cho Trương Hiểu Đông lấy cho hai hộp. Tiết Diệu Tiến nhìn vẻ mặt không chút biến đổi của Vương Tử Quân, trong lòng chợt bùng lên cảm giác có chút thất bại hắn rất muốn được thấy bộ dạng hồn hển của vương tử quân, nhưng vị phó chủ tịch thường vụ vẫn tỏ ra không nóng không vội, làm cho hắn thật sự thất vọng, đồng thời cũng không khỏi tăng thêm vài phần coi trọng. Vương tử quân căn bản không từ chối ý tốt của Tiết Diệu Tiến, hắn cười ha hả nói. Bí thư Tiết nói chuyện là phải chắc chắn đấy nhé, tôi cũng không khách khí khi nói thật với ngài, loại trà này thật sự hợp với khẩu vị của tôi. Vương tử quân nói vài câu với Tiết Diệu Tiến về vấn đề lá trà, sau đó hắn chợt nói: "Bí thư Tiết, lúc này thành phố chúng ta đã xem việc xây dựng và đẩy mạnh phát triển khu quy hoạch kỹ thuật cao là trọng điểm công tác trong năm nay, càng phải nhờ vào nó để thúc đẩy kinh tế của thành phố chúng ta phát triển mạnh trên đường cao tốc. Thế cho nên tôi cảm thấy vấn đề thiết kế ban ngành của khu quy hoạch kỹ thuật cao là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Hôm nay phòng tổ chức thị ủy có gửi đến một văn kiện, bên trên ghi là vấn đề xây dựng ban ngành cho khu quy hoạch kỹ thuật cao, tôi cảm thấy có vài vấn đề cần xem xét." Tiết Diệu Tiến biết rõ Vương Tử Quân đến cũng không có ý gì tốt, thế nhưng lại không ngờ đối phương lại nói đến vấn đề của khu quy hoạch kỹ thuật cao. Ban ngành của khu quy hoạch là do chính Tiết Diệu Tiến quyết định, Vương Tử Quân đề xuất nghi vấn, như vậy chính là đặt nghi vấn với chính hắn. Tiết Diệu Tiến là một vị bí thư thị ủy nhiều năm, hắn cũng không biểu hiện ra vẻ mặt, chỉ cười nói. Đồng chí tổ chức tuệ minh cũng đã nói về vấn đề xây dựng ban ngành của khu quy hoạch kỹ thuật cao với tôi, tôi cảm thấy các đồng chí phòng tổ chức thị ủy thật sự đã bỏ nhiều công sức ở phương diện này. Tôi cũng thật sự đồng ý với ý kiến của Bí Thư Tiết, tuy tôi đến thành phố Đông Bộ chưa quá lâu thế nhưng cũng cảm nhận được các đồng chí phòng tổ chức đều là binh hùng tướng mạnh. Nhưng có một số việc tôi cảm thấy phòng tổ chức vẫn có chút tì vết. Vương Tử Quân dùng giọng không nhanh không chậm đặt một phong thư lên bàn làm việc của Tiết Diệu Tiến rồi nói tiếp. Đồng chí Trương Đảo Long tuy là một người dám đánh và dám liều mạng nhưng lại phản ánh ra có vấn đề, chúng ta cũng không thể không coi trọng. Cúp vàng cúp bạc cũng không bằng lời khích lệ của nhân dân, dân ý cũng không thể không xem trọng. Tiết Diệu Tiến cầm lấy phong thư trước mặt lên xem, hắn khẽ lật qua, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Trước kia Tiết Diệu Tiến từng được nghe nói về nội dung của phong thư này, nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng xem trọng. Khi đó hắn cảm thấy sự việc căn bản không có vấn đề gì cần phải tra cứu nhưng khi xem xong phong thư thì hắn thật sự có chút khó chịu phong thư này phản ánh tình huống khi trương đảo long nhận chức phó chủ tịch huyện hà nguyên người này khoán trắng một hạng mục cầu đường cho cháu mình tiết diệu tiến đã từng cho người điều tra hắn thấy con đường không có vấn đề về chất lượng thế cho nên cũng bỏ qua nhưng bây giờ vương tử quân lai ném sự việc này ra tuy không thể gây ra vấn đề gì quá lớn cho trương đảo long thế nhưng lại không thể nào thiếu tình huống xử phạt cảnh cáo nếu một người bị phạt cảnh cáo thì sao có thể là lãnh đạo đứng đầu khu quy hoạch kỹ thuật cao? Nếu Trương Đảo Long bị đẩy ra, như vậy ai sẽ là lãnh đạo khu quy hoạch kỹ thuật cao? Lúc này Tiết Diệu Tiến thật sự hận không thể gọi Trương Đảo Long đến và mắng cho một chập, tên này rõ ràng có ánh mắt quá thiền cận, lại để cho người nắm thóp sau một sự việc như thế, nếu xử lý không tốt thì rõ ràng ảnh hưởng đến tương lai. Chủ tịch Vương, tôi đã cho người điều tra về con đường kia, không có vấn đề gì về chất lượng. Tiết Diệu Tiến nói rồi cũng không tiếp tục, chỉ cười ha hả nói: "Tôi nghe chủ tịch Nhâm nói hình như đồng chí Lý Cẩm Hồ kia là một cán bộ năng nổ và có năng lực công tác rất mạnh mẽ phải không?" Vương Tử Quân cười cười rồi dùng giọng cung kính nói: "Bí thư Tiết, chủ tịch Nhâm cũng vì muốn bảo vệ tôi mới nói khoa trương như vậy mà thôi." "Ha ha ha, chủ tịch Nhâm hiểu tính cách của tôi, nếu không phải là nhân tài thì anh ấy sẽ không nói ra những lời như vậy." Tiết Diệu Tiến khẽ khoát tay áo hắn dùng giọng cực kỳ khí thế nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân và Tiết Diệu Tiến cũng không tiếp tục nói về vấn đề của Lý Cẩm Hồ, thế nhưng lúc này hai bên đều hiểu ý của đối phương. Vương Tử Quân lại báo cáo vài vấn đề với bí thư Tiết Diệu Tiến, sau đó hắn đứng lên nói lời cáo từ. Khi đứng lên thì hắn nói, Bí thư Tiết, La Hồng Trương người huyện Lâm Hoàn là người làm việc rất tốt, nếu như anh ấy có thể làm trợ thủ cho Trương Đảo Long, như vậy sẽ là một lựa chọn rất tốt. Tiết Diệu Tiến chỉ cười cười mà không nói lời nào, hắn tiến Vương Tử Quân ra đến ngoài cửa, sau đó mới bắt tay cáo biệt. Trương Hiểu Đông có thể nói luôn chú ý động tĩnh bên trong phòng của bí thư Tiết Diệu Tiến, hắn cố gắng nghe ngóng để có thể tiến vào tiếp nhận những lời sai bảo của lãnh đạo. Nhưng khi thấy Vương Tử Quân được bí thư đưa đến tận cửa, hắn không khỏi cảm thấy có chút ngây ngốc, sau đó nhanh chóng tiến đến. Bí thư Tiết khi hình bóng vương tử quân khuất nơi góc hành lang thì Trương Hiểu Đông dùng giọng cung kính nói với Bí Thư Tiết. Hắn là thư ký lâu năm của Bí Thư Tiết, tuy chỉ là một câu xưng hô nhưng lại biểu hiện tư thái đang chờ Bí Thư phân phó. Tiết Diệu tiến quay vào phòng làm việc của mình, lúc này nụ cười trên mặt đã biến mất sạch sẽ, hắn nhìn thoáng qua Trương Hiểu Đông rồi lạnh giọng nói. Thông báo cho trưởng phòng tưởng và Trương Đảo Long, nói hai người bọn họ nhanh chóng đến phòng làm việc của tôi một chuyến gọi trưởng phòng tưởng và trương đảo long đến đây rốt cuộc là muốn làm gì lúc này trương hiểu đông nghĩ đến bộ dạng của vương tử quân khi rời khỏi phòng làm việc của bí thư tiết hắn thầm nghĩ rốt cuộc chủ tịch vương đã nói gì với bí thư tiết vì sao lại làm cho bí thư tiết trở nên như thế này cảm xúc của la hồng trương hai ngày nay thật sự là giảm xuống rất thấp dù sao thì tiến vào công tác ở khu quy hoạch kỹ thuật cao chính là hy vọng cuối cùng của hắn bây giờ hy vọng lại biến thành thất vọng một câu nói của bí thư thị ủy Tiết Diệu Tiến đã xem như chặt đứt đường đến khu quy hoạch kỹ thuật cao của La Hồng Trương. La Hồng Trương là một cán bộ công tác lâu năm ở thành phố Đông Bộ, hắn hiểu địa vị của bí thư Tiết Diệu Tiến ở thành phố Đông Bộ là như thế nào, chỉ cần bí thư lên tiếng thì coi như sự việc đã xong, căn bản không có bất kỳ điều gì thay đổi. Chính mình tìm đường đi đến bên cạnh tưởng Tuệ Minh, tưởng rằng tất cả sẽ được như ý, không ngờ tất cả cố gắng của mình giống như bóng trăng đáy nước, Nhìn thì rất đẹp nhưng thật sự là không có gì. Đây chính là cơ hội cuối cùng của La Hồng Trương, vì hắn ở lại huyện Lâm Hoàn cũng không còn khả năng được đề bạt, bây giờ không đi đến khu quy hoạch kỹ thuật cao thì chỉ có thể là về Hưu Non mà thôi. Ôi, con người là như vậy, không chấp nhận vị trí hiện tại, vì vị trí phó bí thư huyện ủy này còn không biết có bao nhiêu người hâm mộ. La Hồng Trương khẽ xoa xoa thái dương, hắn thì thào nói vài câu an ủi chính mình. Nhưng nói thì dễ chứ thật sự muốn buông cũng hơi khó. Dù La Hồng Trương đã tự khuyên nhủ mình rất lâu thế nhưng cảm giác đè nén thật sự khó thể nào lái đi đâu được. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, La Hồng Trương nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên thì không muốn nghe máy, nhưng hắn lại nhấc máy lên theo thói quen. "Hồng Trương, sao giọng nói lại mất hết sức lực như vậy? Có phải vì quá hưng phấn nên phát tiết mất hết sức lực rồi không?" một âm thanh chiêu chọc vang lên từ đầu dây bên kia dù không còn chút tinh thần nào nhưng la hồng trương vẫn biết đó là em họ triệu nguyên cố của mình gọi điện thoại đến tuy hắn lúc này cũng không muốn mở miệng thế nhưng đối mặt với cậu em họ chức vụ cao hắn cũng không thể không lên tiếng nào có gì hưng phấn nguyên cố cậu đừng nói đùa với anh la hồng trương cố gắng nở nụ cười nói với triệu nguyên cố cái gì mà hưng phấn anh bây giờ đang tiến lên cấp chính cục vì sao lại mất hứng anh đấy ngày hôm đó anh nói chuyện nhiệt tình thế nào bây giờ quên rồi sao triệu nguyên cố nói rồi dùng giọng đùa giỡn nói thế nào nhận được vị trí tha thiết ước mơ thì lại nhụt trí sao cậu à cậu đừng trêu đùa anh anh đã thất bại rồi la hồng trương tuy muốn nói vài câu đùa vui với triệu nguyên cố thế nhưng lúc này ngọn lửa trong lòng đang được áp chế lại có nguy cơ bùng phát cái gì thất bại không đúng bí thư vương đã nói với tôi rằng chuyện này đã thành rồi mà triệu nguyên cố nói bằng giọng điệu rất kinh hãi giống như căn bản không tin lời la hồng trương la hồng trương thấy vương tử quân nói như vậy với triệu nguyên cố thế là trong lòng thầm sinh ra cảm giác buồn cười trong lòng thầm nghĩ vị chủ tịch vương kia rõ ràng là ngu muội bây giờ tin tức bay đầy trời mà còn nói như vậy với em mình đúng là một kẻ quá sĩ diện la hồng trương càng cho ra quyết tâm phải đứng thật xa chủ tịch vương hắn cười hì hì nói. Trưởng phòng tổ chức tự mình nói với anh, cậu thấy sự việc này sẽ là giả sao? Triệu Nguyên cố ở bên kia không dám lên tiếng, hắn trầm ngâm một phút, sau đó mới lên tiếng. Chuyện này em sẽ hỏi lại Bí Thư Vương, em cảm thấy Bí Thư Vương sẽ không nói giỡn với em ở phương diện này. Đợi đến khi Triệu Nguyên cố cúp điện thoại thì La Hồng Trương khẽ cười lạnh, thầm nghĩ em mình là kẻ thông minh, lại bị Vương Tử Quân lừa gạt đến mức như vậy trưởng phòng tổ chức tưởng tuệ minh đã thông báo cho mình như vậy nó sẽ là giả sao la hồng trương ngồi trước bàn làm việc hắn càng cảm thấy khinh thường vị chủ tịch vương kia sau đó lại bắt đầu nghĩ về phương hướng công tác sau này của mình hắn còn chưa kịp xoa đầu thì điện thoại đã vang lên alo nguyên cố đây à la hồng trương còn tưởng rằng đó là triệu nguyên cố nhưng lại nghe thấy đầu dây bên kia vang lên nụ cười cực kỳ vui vẻ anh la đợi điện thoại của ai vậy anh có vẻ khá gấp gáp có phải chờ cô gái nhà nào không la hồng chưa nghe được âm thanh này mà chợt sững sờ hắn cười ha hả nói chủ nhiệm trần tôi đã đến tuổi nào rồi nào có cô gái nào yêu mến nếu nói được các cô gái yêu mến thì cũng là lãnh đạo anh tuấn tiêu sái như anh lãnh đạo chính tôi cũng không dám nhận tôi chỉ là một cán bộ cấp chính cục nho nhỏ cũng không dám xưng là lãnh đạo trước mặt anh người ở đầu dây bên kia nói vài câu khiêm nhường sau đó lại cười hì hì nói anh la anh cũng đừng cứng như vậy nữa đừng tưởng nói một câu lãnh đạo là có thể cho qua với tôi tôi nói cho anh biết nếu như không có một bữa cơm tôi cũng không bỏ qua cho anh tuy la hồng trương thật sự không có tâm tư thế nhưng lúc này hắn cũng không thể không lên tiếng đối phó người gọi điện thoại đến chính là chủ nhiệm văn phòng của phòng tổ chức cấp bậc chính cục nhưng lại là tâm phúc của trưởng phòng tổ chức nói không chừng cũng là lãnh đạo của hắn hơn nữa dù không có chuyện gì thì hắn cũng muốn kết giao với nhân vật có thực quyền như thế này. Chủ nhiệm Trần, tôi nào dám gạt lãnh đạo, anh chỉ cần lên tiếng triệu hoán, tôi dù thế nào cũng không bao giờ chối từ. La Hồng Trương tuy không biết chủ nhiệm Trần muốn nói gì nhưng hắn vẫn nhẫn nại chờ đợi. Được rồi, chủ nhiệm La của tôi, lúc này tôi cũng không lãng phí thời gian của anh, nhớ khi anh thiếu tôi một bữa cơm, trước khi đến nhận chức ở khu quy hoạch kỹ thuật cao phải mời cơm tôi đấy nhé đến nhận chức ở khu quy hoạch kỹ thuật cao. La Hồng Trương thật sự giống như không tin vào hai lỗ tai của mình, nếu không phải người gọi điện thoại đến chính là chủ nhiệm văn phòng của phòng tổ chức, ngày thường đối phương có quan hệ không tồi với hắn, nếu không hắn đã đập nát điện thoại. À, vừa rồi trưởng phòng tưởng đã nói, sự việc trên cơ bản đã được xác định. Thật không ngờ anh La thật sự có bản lĩnh, ngay cả bí thư tiết cũng phải đổi lời, tôi thật sự không phục không được. Chủ nhiệm Trần cho rằng La Hồng Trương đã biết chuyện này, thế cho nên nói xong thì dùng giọng đùa giỡn nói: "Anh La, bình thường nhìn bộ dạng anh cực kỳ ỉu xìu chán nản, không ngờ lại là người giả heo ăn thịt cọp." Điện thoại đã treo từ lâu, thế nhưng La Hồng Trương vẫn cảm thấy khó thể giữ được bình tĩnh. Bây giờ hắn đã biết người phát lực ở sự kiện này là ai, mà hắn cũng thật sự không ngờ lại có kết quả như vậy. Chủ tịch Phương thay đổi quyết định của bí thư tiết, điều này, điều này sao có thể? La Hồng Trương nâng ly trà lên nhấp một ngụm, lúc này hắn mới chấn định tâm thần. Nhưng hắn cũng nhanh chóng bỏ qua ly nước mà vội vàng cầm lấy điện thoại. Hắn liên tục cầu nguyện, mong sao cậu em của mình đừng gọi điện thoại cho Chủ tịch Vương. Lúc này La Hồng Trương thật sự không hy vọng mình xa rời Chủ tịch Vương, nếu không thì thật sự là chết ngay từ đầu. Số điện thoại đang bận. La Hồng Trương nghe được âm thanh như vậy thì thật sự sinh ra cảm giác muốn tát vào mặt mình, chính mình sao lại mất kiên nhẫn như vậy. Tại sao lại không tin chủ tịch Vương, chỉ cần mình tin thì Triệu Nguyên Cố sẽ không gọi cho chủ tịch Vương. Hầu như lúc này La Hồng Trương đã biết vì sao điện thoại của Triệu Nguyên Cố đang bật, cũng biết Triệu Nguyên Cố đang gọi điện thoại cho ai, mà cuộc điện thoại kia hầu như có thể quyết định vận mệnh của hắn. Hắn nghĩ đến lời nói ngu xuẩn của mình trước đó, hắn thầm sinh ra cảm giác cực kỳ vô lực. Vì một cuộc điện thoại như vậy thì về sau không biết bỏ ra bao nhiêu sức lực để giải thích đây. Tất nhiên nếu giải thích được là tốt. Tuy Chủ tịch Vương sẽ nể mặt Triệu Nguyên Cố mà không so đo với mình, nhưng chút khúc mắc trong lòng là khó tránh khỏi. Số điện thoại đang bận. La Hồng Trương đặt điện thoại xuống lần nữa, tâm tình vừa bình tĩnh trở lại đã trở nên nôn nóng. Triệu Nguyên Cố gọi điện thoại lâu như vậy, không biết có vì chuyện này mà tranh chấp với Chủ tịch Vương hay không. Nếu thật sự là như vậy thì hậu quả là khó tưởng. La Hồng Trương càng nghĩ càng sợ, hắn thật sự đọc tên tất cả các vị phật mà mình được biết. Hắn chỉ mong sao các vị thần Phật sẽ nghe lời cầu nguyện của mình, đừng để Triệu Nguyên Cố ồn ào với Chủ tịch Vương. Tút tút tút. Điện thoại chuyển được, La Hồng Trương thật sự mừng rỡ, nhưng hắn vừa mừng vừa lo lắng. Hắn hy vọng đối phương nhanh chóng tiếp nhận điện thoại, nhưng cũng không hy vọng Triệu Nguyên Cố mang đến cho mình tin tức khó chịu. Alo, anh Hồng Trương à. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Triệu Nguyên Cố. Nguyên Cố, vừa rồi cậu gọi điện thoại cho Chủ tịch Vương sao? La Hồng Trương không đợi Triệu Nguyên cố tiếp tục lên tiếng mà hỏi ngay. Còn chưa kịp gọi, vừa rồi bác gái gọi điện thoại đến, nói hai anh chị giáo dục con cái có vấn đề, sao cứ động chút lại đánh bọn nhỏ như vậy. Triệu Nguyên cố nói mang theo vài phần trách cứ. Cậu nói gì, vừa rồi mẹ tôi gọi điện thoại cho cậu sao? La Hồng Trương nắm chặt điện thoại, hắn dùng giọng không đám tin nói. Đúng vậy, làm sao vậy? Triệu Nguyên cố vẫn rất phối hợp. Đáng gọi, thật sự là gọi điện thoại rất đáng, thật sự quá kịp thời. La Hồng Trương chợt cảm thấy mình là người may mắn nhất thiên hạ, vì cú điện thoại của mẹ mình thật sự là quá kịp thời. Vương Tử Quân nhìn Lý Cẩm Hồ mặc một bộ tây trang với nụ cười sáng lạn trước mặt. Hôm nay Lý Cẩm Hồ mặc tây trang xanh đen, nhìn qua có vẻ cực kỳ có tinh thần. Thư ký trưởng của tôi, hôm nay nhìn anh trẻ hơn rất nhiều, nếu như có thể chăm chút thêm một chút, chỉ sợ cũng có thể trêu hoa gẹo bướm. Những ngày qua Lý Cẩm Hồ thật sự rất vui, hắn từ huyện Lô Bắc đến thành phố Đông Bộ, đến làm phó thư ký trưởng phụ trách công tác của Vương Tử Quân, điều này làm hắn không còn chút hậm hực, thật sự rất vui sướng. Chủ tịch Vương, nếu nói trẻ tuổi thì đó phải là anh, tôi nếu so sánh với anh thì giống như gặp sư phụ mà thôi. Vương Tử Quân nói lời vui đùa làm cho Lý Cẩm Hồ cũng bỏ qua cảm giác gấp gáp, hắn cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Hai người tuy đã từng gặp mặt trước Tết, thế nhưng bây giờ gặp lại thì đã không còn như trước. Trước đó bọn họ là lãnh đạo và bộ hạ cũ, bây giờ lại biến thành hai người có quan hệ thượng cấp hạ cấp. Vì cùng là cán bộ từ huyện Lô Bắc đi ra nên hai người nói chuyện sẽ liên quan nhiều đến huyện Lô Bắc. Lúc này La Hồng Trương cũng đã rời khỏi huyện Lô Bắc, thế nhưng cũng nói ra những cái nhìn thật sự của mình. Chủ tịch Tiếu là người có năng lực công tác rất mạnh, trách nhiệm lớn, nhưng lại thật sự quá mạnh mẽ, cũng không hay lý cẩm hồ nói đến tiếu tử đông thì nói ra một lời bình luận như vậy vương tử quân hít vào một hơi thuốc rồi thở khói hắn tuy rất có cảm tình với huyện lô bắc nhưng bây giờ dù sao cũng ngoài tầm tay với hơn nữa mỗi người có đường đi riêng của mình cũng không thể cứ ép buộc người ta đi thế này thế nọ được tử đông có ý nghĩ của riêng mình chúng ta là bạn bè chỉ nên cho ra lời khuyên là được vương tử quân ném cho lý cẩm hồ một điếu thuốc rồi nói anh lý sắp xếp công tác cho chị dâu thế nào rồi. Nếu khó quá thì tôi sắp xếp cho. Lý Cẩm Hồ lúc này đến thành phố Đông Bộ đã đưa cả vợ con đến. Hắn là phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố, điều động công tác cho vợ cũng không có vấn đề, nhưng Vương Tử Quân nhắc đến nó cũng làm cho hắn cảm thấy ấm lòng. Cảm ơn Chủ tịch Vương, đã sắp xếp xong, cô ấy đang dạy ở trường tiểu học nhị thực. Audio điện tử võ tấn bền kết tập 48